Gái gì? Nam Cung Yến khó hiểu hỏi, nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý của Từ Tịnh Nhã, điều này khiến mặt cô đỏ bừng ngay lập tức. Ôi, cậu nói nhảm gì đó, tớ và anh ta rất thuần khiết, Nam Cung Yến có chú hờn giận nói. Cái gì, cậu vậy mà nói với tớ, giữa cậu và Trần Triệu Dương là trong sáng. Cậu có phải là có tật xấu gì không? Hai người là vợ chồng, sao lại trong sáng? Cậu không sợ người đàn ông ưu tú như vậy chạy đi tìm người phụ nữ khác à? Không lẽ cậu quên mùi nước hoa lần trước rồi à? Nghe Nam Cung Yến nói vậy, Từ Tịnh Nhã lại sờ chán cô nói với vẻ bất lực. Sẽ không đâu, anh ấy không phải là loại người đó, tớ tin tưởng anh ấy, Nam Cung Yến lại lắc đầu bình tĩnh đáp. Được, tớ bị cậu đánh bại rồi, nhưng cậu phải biết, Trần Triệu Dương là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có năng lực, Từ Tịnh Nhã lại một lần nữa nhắc nhở cô. Cậu căng thẳng như vậy không phải là thích anh ta rồi đấy chứ, Nam Cung Yến nở nụ cười láo lỉnh. Ôi, tớ ngược lại cũng muốn, e rằng người nhà tớ rất nhanh sẽ bắt tớ trở về, tớ không thể tự mình quyết định hôn nhân của mình, nói tới đây, khuôn mặt Từ Tịnh Nhã chợt lộ ra sự bi thương. Đối với việc này, Nam Cung Yến cũng không làm sao. Được, dù cô cũng rất muốn giúp đỡ bản thân của mình, nhưng chuyện này rõ ràng nằm ngoài khả năng của cô. Đúng rồi, nhà họ Phương lần trước cậu nói không phải là người mà bố mẹ muốn cậu hứa hôn đó chứ. Nam Cung Yến bỗng nhiên nhớ tới lần trước Trần Triệu Dương trở về với toàn thân đầy máu cùng cuộc đối thoại giữa anh và Từ Tịnh Nhã. Đúng vậy, chính là nhà họ Phương, thế lực của nhà họ rất lớn, việc tớ tới đây sợ rằng nhà họ cũng đã biết. Lần trước tớ còn tưởng rằng nhà họ Phương đã nhận nhầm Trần Triệu Dương thành đối tượng bỏ trốn của tớ, bởi vậy mới đánh anh A bị thương, Từ Tịnh Nhã gật đầu đáp. Nếu như để Trần Triệu Dương giả làm bạn trai của cậu, người nhà cậu có thể hết hy vọng không? Nam Cung Yến đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, lập tức vui mừng nói. Tớ cũng đã từng nghĩ qua, nhưng, thế lực nhà họ Phương quá lớn, nếu thực sự dùng cách này, e rằng người nhà họ sẽ không buông tha cho Trần Triệu Dương. Tớ không muốn vì chuyện của mình mà khiến các cậu vướng vào rắc rối, Từ Tịnh Nhã lại lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Thấy bản thân khổ sở như vậy Nam Cung Yến cũng rất buồn, nhưng giống như Từ Tịnh Nhã đã nói, cô cũng không muốn Trần Triệu Dương lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dù sao nhà họ Phương này cũng không dễ động vào. Trần Triệu Dương vội vã chạy xuống lầu trong bộ dạng xấu hổ, cố gắng chặn lại máu mũi đang chảy. Hôm nay đúng là quá mất mặt rồi, lại xịt máu mũi trước hai người phụ nữ. Mất mặt chết đi mất. Sau khi cầm máu, Trần Triệu Dương thay một bộ quần áo khác rồi mới rời khỏi biệt thự. Wow, đại ca, mới vào đó bao lâu đã ra rồi? Tốc độ của anh hơi nhanh đấy nhé, Giang Tử Phong ngạc nhiên khi thấy Trần Triệu Dương bước ra. Gì cơ, cậu nói vớ vẩn gì thế? Còn nghĩ linh tinh cẩn thận tôi cho cậu một trận, nghe thấy lời của Giang Tử Phong, lại nhìn thấy biểu khác lạ của cậu ta, Trần Triệu Dương đương nhiên biết cậu nhóc này đang nghĩ gì. Lập tức cốc đầu cậu ta một cái. Nhưng mà đại ca, anh đi vào đó một hồi rồi lại thay một bộ quần áo khác, ai mà không nghĩ vậy cho được, Giang Tử Phong rụt cổ, trầm giọng nói. Cậu còn nói nữa, lái xe của cậu đi, Trần Triệu Dương vốn dĩ đang buồn bực, lại bị tiểu đệ của mình nói vậy, đương nhiên không vui, thật muốn đá cho thằng nhóc này một cái. Thấy Trần Triệu Dương không vui, Giang Tử Phong lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại. Sau đó cả hai lái xe đến chỗ Hứa Thiệu Phong. Vừa nhìn thấy hướng xe đi, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy khó hiểu, đây không phải là con đường đến chợ Cực Ngọc sao? Lẽ nào Hứa Thiệu Phong muốn Cực Ngọc với anh? Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Triệu Dương chợt nở nụ cười chế giễu. Nếu đặt cược những thứ khác, có lẽ anh còn cần có chút thời gian nghiên cứu. Nhưng Cực Ngọc, đối với đôi mắt xuyên thấu của anh mà nói, đúng là bắt nạt người khác rồi. Có điều... Bà nạt thì đã sao, ai bảo tên béo đó tự nhiên lại chọn Cực Ngọc chứ? Quả nhiên, khi Giang Tử Phong dừng xe ở chợ Ngọc, thấy Hứa Thiệu Phong đi tới cùng hai người khác. Đại ca, Hứa béo không lẽ muốn cùng chúng ta Cực Ngọc? Nếu là như vậy, chẳng phải hắn tự tìm đường chết hay sao? Nhìn thấy Hứa Thiệu Phong từ chợ Cực Ngọc đi ra, Giang Tử Phong kỳ quái nhìn hẳn. Ai mà biết được, nhưng cậu phải diễn kịch hay vào, làm như chúng ta không biết gì về Cực Ngọc ấy, Trần Triệu Dương cười nói. Anh yên tâm đi, em đảm bảo sẽ phát huy diễn xuất của ảnh đế, nhất định không làm anh thất vọng, Giang Tử Phong hưng phấn nở nụ cười tự mãn. Cậu Giang, Trần gia, hai người đến rồi à, Hứa Thiệu Phong nhìn Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, nở nụ cười đắc ý mà nói. Lần trước hắn ta xem lại video giám sát thì biết được, nếu thật sự dựa vào cược bài, e rằng mình không thắng được.
bởi vì cho đến tận bây giờ hẳn ta cũng không tài nào hiểu được, tại sao Giang Tử Phong lại biết nhân viên sòng bài của hắn mỗi ván để mở lên quân báo. Mặc dù chỉ mới nhìn thấy một loại kỹ thuật đánh bạc, nhưng đã là cược thì đều giống nhau, hẳn chỉ cảm thấy nếu đánh cược thật sự thì mình sẽ không có khả năng thắng. Thế nên, hắn muốn dùng cược ngọc để thử vận may. Cược ngọc được coi là ván cờ may rủi, thần tiên khó đoán. Nói cách khác, trừ khi là có nghiên cứu lâu năm, nếu không muốn tìm được một viên đá tốt cũng tương đương với việc nằm mơ. Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong đều mới ngoài đôi mươi. Hẳn ta không tin hai người này có thể tinh thông về cược ngọc. Mà hắn, người được mệnh danh là thống trị các sòng bài ngầm của thành phố Nam Hải, cũng có nghiên cứu sâu về phương diện này. Không dám nói là lần nào cũng ra ngọc, nhưng tỷ lệ có ngọc lại cao hơn người bình thường rất nhiều. Hứa Béo, anh hẹn chúng tôi đến đây là muốn cược cái gì? Không phải muốn cược ngọc đấy chứ, Giang Tử Phong nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hứa Thiệu Phong thì mở miệng hỏi. Đây là chợ ngọc, đương nhiên là đến cược ngọc rồi, mà cược ngọc cũng có một chữ cược, thế nên không tính là phạm quy. Nhìn vẻ mặt có phần khó coi của Giang Tử Phong, Hứa Thiệu Phong biết mình đã cược đúng, nụ cười trên mặt không thể ngừng lại. Hứa Thiệu Phong, anh điều hành sòng bạc, tại sao lại không cược bạc chứ? Lần này chúng tôi đến đây để đánh bạc thật chứ không phải đến cắt đá nhé, Giang Tử Phong có chút tức giận nói. Lúc đầu là các người nói, muốn cược gì thì sẽ do tôi quyết định, sao nào? Sợ rồi à, nếu sợ thì cứ nhận thua đi, vừa nói, Hứa Thiệu Phong vừa nở một nụ cười chế giễu. Mẹ nó, anh nói cái gì? Chúng tôi mà lại phải sợ sao? Giang Tử Phong tức đến tái mét mặt, lập tức nhìn về phía đại ca của mình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Triệu Dương nhếch mép cười Giang Tử Phong, kỹ năng diễn xuất của thằng nhóc này cũng khá tốt đấy chứ, nếu màn biểu diễn này dùng đúng chỗ, thì cậu ta cũng không bị người ta lừa nhiều lần như vậy. Lúc này, Trần Triệu Dương cũng rất phối hợp mà nói, cược, sao lại không cược chứ? Tôi không có nhiều thời gian ở đây, nhanh nhanh càng sớm càng tốt. Vẫn là Trần gia sảng khoái, nếu đã như vậy thì mời, Hứa Thiệu Phong mui mừng khôn xiết khi nghe câu trả lời của Trần Triệu Dương, thậm chí còn tiến đến dẫn đường. Đại ca, có chắc không đấy, đây là cược ngọc, thần tiên cũng không đoán được đâu. Nếu không được thì để em về gia tộc tìm một cao thủ cược ngọc đến cược với ha, Giang Tử Phong giả bộ chột dạ nói. Sợ gì chứ, chỉ là cược ngọc mà thôi, yên tâm, tôi ít nhiều gì cũng hiểu một chút, Trần Triệu Dương bộ dáng rất kiêu ngạo bước về phía trước. Hứa Thiệu Phong mặc dù đang dẫn đường, nhưng Trần Triệu Phong và Giang Tử Phong cũng không cố ý nhỏ tiếng đi, thế nên hẳn ta nghe thấy rất rõ ràng, điều này khiến cho tâm trạng của hẳn trở nên tươi đẹp hơn, bước chân cũng nhẹ đi nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Thiệu Phong trở nên tự mãn, Giang Tử Phong nói nhỏ với Trần Triệu Dương, đại ca, Hứa Béo này nghĩ mình nhất định sẽ thẳng, anh thấy em diễn tốt không? Được lắm, tiếp tục cố gắng, đợi khi giải quyết xong, tôi làm cho hắn hoàn toàn không đứng lên được nữa. Trần Triệu Dương gật đầu, trong lòng suy nghĩ lát nữa sẽ chơi hẳn như thế nào. Hứa Thiệu Phong đưa Trần Triệu Dương vào khu vực sâu nhất của chợ ngọc, nơi này ít người hơn hẳn. Rõ ràng nơi này thuộc về chợ ngọc cao cấp, trước đây Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến cũng chưa từng tới. Điều này khiến cho Trần Triệu Dương có chút tò mò, đá ở đây rốt cuộc là loại đá gì? Nghĩ đến điều này, Trần Triệu Dương không nhịn được mà dùng thấu thị quét qua một lượt những viên đá ở đây. Hàng ở đây ngoại hình đúng là hơn hẳn hàng ở bên ngoài, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Chỉ là bề ngoài sáng đẹp, chính là dùng để lừa những người không có chuyên môn. Tiệm này nhìn khá lớn, xem ra trong thị trường cược ngọc phong cũng có quan hệ khá rộng. Chỉ là không biết ông chủ tiệm này có quen biết ha không? Hy vọng chuyện của Sơn Đại Sư trước đây vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nếu thật sự lộ rồi, anh cũng không ngại cho ông chủ này một bài học sâu sắc. Vừa hay vợ anh làm về kinh doanh đá quý, đến lúc ấy chọn hết ra những viên đá có ngọc, ông chủ lại chẳng phải khóc ròng. Khi đó có lẽ Nam Cung Yến sẽ rất vui cho mà xem. Khi tới sảnh chính của cửa tiệm, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong cũng vừa hay bắt gặp chủ tiệm. Người này có vóc dáng mập mạp giống như Hứa Thiệu Phong, đôi mắt nhỏ nheo lại trông vô cùng gian xảo, chỉ cần nhìn lướt qua là biết hắn là một tên thương nhân chỉ chăm chăm tới lợi ích bản thân. Hơn nữa, Trần Triệu Dương phát hiện hai tên mập này còn đang liếc mắt với nhau, khiến cho đôi mắt của Trần Triệu Dương cũng bất giác nheo lại. Cũng thú vị đó, hy vọng mấy người không dở mấy trò bẩn thỉu. Đây là ông chủ tiết nhân của Phẩm Thúy Các, buổi đánh cược lần này của chúng ta sẽ diễn ra ở đây,
không biết cậu Trần và cậu Giang đối với buổi đánh cược này có yêu cầu gì khác không? Hứa Thiệu Phong giới thiệu với hai người Trần Triệu Dương. Không có yêu cầu gì, nhưng mà buổi đánh cược này ít nhiều cũng cần có trọng tài chứ. Không biết lần này trọng tài là ai đây? Trần Triệu Dương cảm thấy việc đặt cược ở tiệm của ai cũng chẳng quan trọng. Trọng tài cũng đã mời tới rồi, là hội trưởng của Hiệp hội Đá Quý Nam Hải cùng với hai tiền bối trong giới đá quý. Hứa Thiệu Phong nghe thấy vậy cũng không bất ngờ, trầm giọng trả lời. Đúng lúc này, ba vị tiền bối đã hơn 60, 70 tuổi từ bên ngoài bước vào. Trần Triệu Dương nhìn ba người họ một lượt, từ ngoại hình có thể thấy, ba người này tướng mạo ngay thẳng, toát lên khí chất tao nhã, không phải là loại người sẽ giở thủ đoạn sau lưng. Đại ca, người tóc bạc kia tên là Phương Thư Minh, là hội trưởng của Hiệp hội Đá Quý Nam Hải, em từng nghe qua về người này. Phương Thư Minh này xuất thân từ gia đình danh giá, cả đời quang minh lỗi lạc, có ông ấy ở đây, buổi đánh cược này sẽ công bằng thôi. Giang Tử Phong đứng một bên giới thiệu cho Trần Triệu Dương. Còn về hai vị tiền bối kia, một người là ông Đoạn Đoạn Dương, còn một người là ông Trương Trương Trấn Vũ. Hai người họ đều là bậc thầy về chạm khắc đá quý, hai người họ được mệnh danh là bàn tay vàng trong giới chạm khắc đá ở Nam Hải. Dù cho là một viên đá tầm thường thì khi qua tay họ điêu khắc liền trở thành vật đáng giá trị chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Đối với ba vị tiền bối này, tiền cược chỉ là vật ngoài thân, cái họ quan tâm là danh tiếng của bản thân và việc liệu có tìm ra được chất ngọc quý hiếm nào không thôi. Dù gì thì họ đã ở cái tuổi này rồi, điều họ muốn nhất có lẽ là điêu khắc ra được một tác phẩm để đời. Vì vậy, việc dùng tiền để mua chuộc ba vị tiền bối này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Triệu Dương cảm thấy hài lòng vô cùng, ít nhất thì Hứa Thiệu Phong cũng không giở thủ đoạn bỉ ổi nào. Sau đó tất cả mọi người cùng nói chuyện và làm quen với nhau thì tới màn giới thiệu quy tắc của buổi đánh cược lần này. Hai vị, quy tắc buổi đánh cược này rất đơn giản, mỗi người sẽ chọn ra ba viên đá. Lần này chúng ta sẽ không dựa vào tổng giá trị để phân định thắng thua nữa, mà chúng ta sẽ phân định coi đá của người nào có tỷ giá cao nhất. Cũng có nghĩa là... ai dùng ít tiền nhất mà lựa được loại phỉ thúy đắt giá nhất sẽ là người chiến thắng. Lúc này, Phương Thư Minh giới thiệu quy tắc của buổi đánh cược. Hứa Thiệu Phong vốn đang nam trong tay phần thẳng khi nghe tới quy tắc này, sắc mặt đột ngột thay đổi. Không sai, hắn vốn định nhờ Tiết Nhân giúp hắn lựa ra một vài viên đá có màu sắc đẹp, như vậy thì tỷ lệ thẳng của hắn sẽ cao hơn. Nhưng giờ với quy tắc như thế này, dường như đã kéo tỷ lệ chiến thẳng của hai người về mức tương đương với nhau rồi. Trần Triệu Dương sau khi nghe xong quy tắc này liền gật đầu tán thành, quy tắc này rất công bằng. Nếu như cậu thấy quy tắc buổi đánh cược này không ổn thì có thể đổi, Hứa Thiệu Phong nở một nụ cười và đáp. Tôi thấy ổn, ba vị trọng tài vô cùng công bằng, cứ quyết vậy đi, Trần Triệu Dương nhìn Hứa Thiệu Phong, vẻ mặt hiện lên vài phần cổ quái. Trong lòng Hứa Thiệu Phong chợt trùng xuống, nếu biết trước sẽ thế này thì lúc đầu hẳn đã không đề ra buổi đánh cược lần này rồi. Nhưng mà dù có thế nào thì tỷ lệ thắng của hẳn cũng cao. Hơn người bình thường, hẳn không tin hai người trẻ tuổi này thật sự cái gì cũng tinh thông. Đợi khi tới sàn bán đá sẽ bắt đầu tính giờ, một tiếng sau sẽ trực tiếp cắt đá tại chỗ, để cho buổi đánh cược này không kéo dài quá lâu nên thời gian thi đấu sẽ được khống chế. Hứa Thiệu Phong lập tức dương dương tự đắc đi về phía sàn bán đá, khi bọn họ tới nơi Trần Triệu Dương mới phát hiện, đây quả là thiên đường của các loại đá. Cả sàn bán đá rộng khoảng 2.000 mét vuông, bày rất nhiều kệ sắt cao tầng, trên mỗi kệ đều trưng bày rất nhiều loại đá khác nhau. Mời ông chủ Tiết giới thiệu về giá trị của những viên đá này, Phương Thư Minh nhìn những viên đá này, nhất thời nheo mắt, vì những viên đá này được định giá cao thì sẽ đắt, còn nếu định giá thấp thì tự khắc sẽ rẻ. Không dễ để định giá chút nào. Được thôi ông Phương, Tiết Nhân lúc này bất lực thật rồi, ông ta vốn định dùng mức giá sàn để giúp bạn của mình một tay. Giờ xem ra hết cách rồi. Hứa Thiệu Phong cũng có chút buồn bực, nếu biết trước thì đã không mời trọng tài công bằng như vậy, kết quả chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Xem ra, đây là lúc để thể hiện năng lực thật sự. Sau đó, dưới sự giám sát của ba vị trọng tài, Tiết Nhân lần lượt giới thiệu mức giá của những viên đá này. Những viên đá này về cơ bản đều là mức giá tăng dần từ trong ra ngoài, tức là những viên phía bên ngoài là những viên có mức giá cao nhất. Còn những viên trong cùng là viên có mức giá thấp nhất. Quả nhiên, Tiết Nhân đem những viên đá tốt nhất bày ra phía ngoài cùng. Trần Triệu Dương sử dụng mắt xuyên thấu lướt qua một lượt, chất lượng của những viên đá phía ngoài cùng quả thật không tệ chút nào. Tỷ lệ có ngọc cũng cao hơn những viên đá bên ngoài thị trường, quan trọng nhất là,
rất nhiều viên đá đều có tinh thể dây đai và nước ngọc tốt. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, buổi đánh cược này, mỗi bên chỉ được tối đa 2 người tham dự, Phương Thư Minh tiếp tục quy định về số người tham dự. Mọi quy tắc đã được nêu rõ ràng, hai bên có thể bắt đầu lựa đá rồi, thấy Trần Triệu Dương và Hứa Thiệu Phong đều đã hiểu về quy tắc, ông liền thông báo bắt đầu buổi đánh cược. Ngay sau đó, Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương liền đi vào phía trong, có thể thấy rõ hai người họ muốn tìm viên đá có giá trị rẻ nhất nhưng lại vẫn có thể ra được ngọc. Hừ, hai người thế này mà muốn tìm được phỉ thúy giá rẻ, đúng là nằm mơ, Hứa Thiệu Phong nhìn thấy hai người họ cũng có dự định giống hắn, đi tới khu vực trong cùng để tìm đá, liền bắt đầu chế giễu. Tên mập kia, chúng ta cược một ván coi, Giang Tử Phong dường như đã bị Hứa Thiệu Phong chọc tức rồi, lập tức hùng hổ đáp lại. Ồ, muốn cược thế nào, Hứa Thiệu Phong nghe thấy liền cười đáp. Tuy rằng những quy tắc này không có lợi cho hắn, nhưng cũng chẳng có lợi cho đối phương, hắn không tin Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong có thể hiểu về các loại đá hơn hắn. Nếu như lần đánh cược này chúng tôi thẳng, thì sau này anh phải gọi tôi là anh Phong, thế nào? Nếu như anh thẳng thì tôi tùy anh định đoạt, Giang Tử Phong giọng điệu đem theo sự tức giận và nói. Tôi cũng không phải là xã hội đen, như vậy đi, nếu như tôi thăng thì cậu phải đưa tôi 50 triệu, Hứa Thiệu Phong bày ra vẻ hám lợi và đáp. Được, chúng ta quyết định vậy đi, Giang Tử Phong không kìm được khẽ nở một nụ cười, nhưng nhớ tới những điều mà đại ca căn dặn liền lập tức thu lại nét cười đó. Hứa Thiệu Phong nhìn Giang Tử Phong nghỉ hoặc, rõ ràng hắn vừa nhìn thấy Giang Tử Phong nở một nụ cười trên mặt, nhưng khi hắn vừa nhìn lại thì đã chẳng còn nữa rồi. Trần Triệu Dương lúc này đã bắt đầu chọn đá, chỉ có điều những viên đá trong cùng chất lượng quả thực không được tốt, tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được loại tốt nhất là phỉ thúy tơ vàng, không đúng với yêu cầu của anh chút nào. Đại ca, sao rồi? Giang Tử Phong chạy tới hỏi han. Không ra gì hết, những viên đá này chất lượng tệ quá, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm. Đại ca, em tin anh nhất định sẽ chọn được, Giang Tử Phong từng được chứng kiến bản lĩnh trên sàn cược ngọc của Trần Triệu Dương nên tự khắc đặt hết niềm tin vào anh. Nếu như thua thì cậu sẽ mất trắng 50 triệu đó, Trần Triệu Dương đáp bằng vẻ bình thản. Đại ca, 50 triệu của em thì đã là gì so với hơn 100 tỷ của anh chứ, anh còn không lo lắng thì em cần gì phải lo, Giang Tử Phong chẳng có chút bận tâm nào. Được rồi, đừng có làm phiền tôi lúc chọn đá nữa, Trần Triệu Dương nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm giữa đống đá phía bên trong. Hứt, đúng lúc này, anh nhìn chúng một viên đá trông có vẻ ngoài chẳng mấy bắt mắt. Bên trong viên đá này chẳng phải loại phỉ thúy thủy tinh cực phẩm, nhưng chất liệu phỉ thúy trong viên đá này lại khiến Trần Triệu Dương mở rộng tầm mắt. Bên trong là phỉ thúy băng, màu xanh ngọc, là một loại phỉ thúy không tồi chút nào. Chỉ là bên trong phân bố không được đồng đều, có thể nói là tản mát vô cùng, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy tổng thể tạo hình của viên đá này giống như hình dáng của một cây thông vậy. Điều kỳ lạ nhất chính là trên đỉnh chóp của cây thông này lại có một mảnh nhỏ phỉ thúy màu nâu. Nếu như đem mảnh phỉ thúy màu nâu này điêu khắc thành hình một chú sóc thì đúng là vẽ hoa trên gấm, khiến cho tổng thể cây thông trở nên sống động hơn rất nhiều. Nhìn tới đây, Trần Triệu Dương lập tức cầm lấy viên đá này. Tử Phong, cầm lấy viên đá này, viên đá đầu tiên của chúng ta đã chọn được rồi, Trần Triệu Dương đưa viên đá cho Giang Tử Phong. Đại ca, không phải chứ, viên đá thế này thì có thể cắt ra phỉ thúy loại gì chứ, nhìn thấy viên đá dài mà Trần Triệu Dương đưa tới, Giang Tử Phong suýt chút nữa muốn đập xuống đất. Viên đá này không phải là viên đá bình thường ngoài lề đường sao, hơn nữa hình dáng còn kỳ quái như vậy. Dù cho có cắt cả viên thì cũng chẳng cắt ra được bao nhiêu phỉ thúy. Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, đây là bảo bối đó, nếu như làm vỡ thì tôi sẽ hỏi tội cậu, Trần Triệu Dương trừng mắt một cái rồi tiếp tục đi tìm đá. Giang Tử Phong có chút ngây người, không ngờ đại ca lại đánh giá viên đá kỳ quái này cao như vậy, làm cho cậu càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc phía bên trong viên đá này trông như thế nào chứ? Viên đá này đã đem tới linh cảm cho Trần Triệu Dương. Có thể chưa chắc cần tới viên đá có nước ngọc tốt nhất mới có thể chiến thắng. Nhớ lại viên phỉ thúy cải trắng năm xưa có thể nói là một viên đá để đời, nếu như viên đá này của anh sau khi cắt ra, rất có thể cũng sẽ trở thành một viên đá hiếm lưu truyền mãi về sau. Dù gì, viên đá này có hình dáng tự nhiên, dù có chạm khắc thì cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng. Chỉ là sau đó Trần Triệu Dương có chút thất vọng vì không tìm thêm được viên đá nào như vậy nữa. Hứa Thiệu Phong thấy Trần Triệu Dương tìm thấy viên đá kia liền lắc đầu chế nhạo. Viên đá thế kia mà đòi thắng được hẳn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hứa Thiệu Phong yên tâm tiếp tục tìm đá,
vận may của Hà không tồi, rất nhanh hắn đã tìm được một viên đá ưng ý. Bề ngoài của viên đá không tồi chút nào, nhưng chính giữa lại xuất hiện một vết nứt rất sâu. Đây chính là lý do tuy rằng vẻ ngoài của viên đá này tốt nhưng lại chỉ có thể xếp vào khu vực giá rẻ. Thường thì những viên có vết nứt sẽ là những viên đá cắt ra được ngọc hoặc có tinh thế dây đai tốt. Nhưng mà có câu nói, một vết nứt hủy hoại tất cả, nếu như đã xuất hiện vết nứt thì có khả năng rất lớn sẽ làm hỏng phỉ thúy ở bên trong, dù cho có ra được nước ngọc tốt, thậm chí là phỉ thúy thủy tinh đế vương lục thì khi cắt ra e rằng cũng chỉ là một đám bột phỉ thúy mà thôi. Nhưng Hứa Thiệu Phong lại rất thích đặt cược, trước đây hẳn từng đặt cược sẽ ke ra được phỉ thúy thủy tinh, tuy rằng nước ngọc không quá tốt. Nhưng xét với những chủng loại phỉ thúy thủy tinh khác thì cũng khá đáng giá rồi. Viên đá này giúp hắn tự tin vô cùng, hắn cảm thấy vết nứt này không có làm hỏng tới phỉ thủy ở tầng trong cùng, hoặc có thể khiến hắn cắt ra được một viên đá không tồi. Tìm được một viên đá như vậy, tâm trạng của Hứa Thiệu Phong cũng trở nên tốt hơn. Trần Triệu Dương tìm khắp một lượt khu vực giá rẻ cũng không thấy nổi viên đá thứ hai vừa mắt anh. Xem ra chỉ có thể tới khu đá giá tầm trung để tìm rồi. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương liền đi về phía khu vực giá tầm trung. Hứa Thiệu Phong thấy Trần Triệu Dương nhanh như vậy đã chuyển hướng sang khu vực đá tầm trung, hắn nhất thời lộ ra một nụ cười chế giễu. Tìm đá sao có thể nhanh như vậy chứ? Chắc chắn là cảm thấy không tìm được đá tốt nên mới phải đổi khu vực khác. Cùng với thời gian trôi qua, Trần Triệu Dương cũng đã quan sát được phân nửa khu vực giá tầm trung, dù cho bên trong có khá nhiều viên đá tốt, nhưng vẫn chẳng có viên nào hợp ý của anh. Nếu như đã tới đây rồi thì anh không những muốn tìm được viên đá có thể giúp anh chiến thắng, mà anh còn muốn sàng lọc tất cả những viên đá ở đây, tìm ra những viên mà anh ưng ý. Sau đó Trần Triệu Dương tiếp tục tìm thêm được 4 viên đá, tuy rằng những viên đá này không phù hợp với tiêu chuẩn của buổi đánh cược lần này, nhưng những viên đá này khi cắt ra, giá trị nhất định không thấp chút nào. Giang Tử Phong đi theo phía sau anh giờ đã ôm không nổi nữa, chỉ có thể tìm một chiếc xe đẩy và đặt hết đống đá lên đó. Viên này không tồi, rất nhanh chóng, Trần Triệu Dương trong khu vực đá tầm trung lại tìm được một viên nữa, trực tiếp cầm viên đá đó trong tay. Viên đá này không lớn, chỉ bằng khoảng 2 năm tay của người trưởng thành, nhưng lại khiến tâm trạng của Trần Triệu Dương trở nên vui vẻ vô cùng. Sau khi xem hết khu vực giá tầm trung, Trần Triệu Dương chuẩn bị tới khu vực đắt giá nhất để tìm, Hứa Thiệu Phong cũng sai người đẩy xe đá đi tới. Cậu Trần, chọn xong rồi sao? Có cần tôi giúp một tay không? Hứa Thiệu Phong lộ ra nụ cười đắc ý, như thể đã thắng chắc rồi. Anh chọn xong rồi, thấy Hứa Thiệu Phong đi tới, Trần Triệu Dương liền dùng mắt xuyên thấu, quan sát đống đá của hắn. Sau khi xem xong, biểu cảm của Trần Triệu Dương nhất thời trở nên cổ quái. Tên Hứa Thiệu Phong này cũng có chút bản lĩnh đó, chọn được 5 viên đá thì có tới 4 viên có thể sẽ ra ngọc, chỉ là nước ngọc này khiến người ta lo lắng. Đặc biệt trong đống đó, viên đá thú vị nhất là viên có vết nứt. Hy vọng lần này vận may của Hứa Thiệu Phong có thể tốt một chút. Đương nhiên là chưa rồi, tôi còn muốn tìm thêm, tôi thấy cậu chọn cũng không ít, có khi nào là chọn bừa không vậy, Hứa Thiệu Phong đem theo vẻ chế nhạo, đáp. Có phải chọn bừa hay không đợt tới lúc cắt đá anh sẽ biết thôi, tới lúc này rồi Trần Triệu Dương cũng lười chẳng muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc kia của Hứa Thiệu Phong, lập tức lắc đầu đáp. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Triệu Dương, tâm trạng của Hứa Thiệu Phong có chút không tốt. Tên nhãi này, biểu cảm có thể nào đừng gợi đòn như vậy được không? Hừ, còn hơn 10 phút nữa, phải tăng tốc lên đó, Hứa Thiệu Phong hừ lạnh một tiếng rồi coi lại thời gian thi đấu, sau đó liền rời đi. Đại ca, tên này đúng là muốn bị đánh mà, nhìn khuôn mặt béo ú kia, em liền có ý muốn đập đế giày vào mặt hắn. Giang Tử Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của Hứa Thiệu Phong, lập tức không vui nói. Yên tâm, hắn ta rất nhanh sẽ không cười được nữa đâu, Trần Triệu Dương lại lắc đầu. Sau đó quay sang khu vực giá cao. Chất lượng đá nơi đây thực sự càng tốt hơn, xác suất so với trong kia cao hơn rất nhiều. Chỉ là giá thành hơi cao. Có rất nhiều đá, cho dù bên trong có phỉ thúy, nhưng bởi vì bán với giá cao quá nên e rằng không thu được tiền gốc. Trần Triệu Dương đương nhiên từ bỏ việc mua lại những hòn đá như vậy, anh muốn tìm những viên đá giá rẻ mà lại có ngọc. Cũng may, mỗi viên đá ở khu vực giá cao này đều có giá tiền kèm theo. Ngay sau đó, Trần Triệu Dương lại chọn ra 6 viên đá nữa, những viên đá này đều rất tiết kiệm chi phí, khó lắm mới có thể đến đây một lần, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền rồi, nếu không sẽ phải trở về tay không. Đại ca, anh chọn nhiều như vậy, có ngọc không đấy? Giang Tử Phong ánh mắt phát sáng nhìn vào.
chiếc xe đẩy và hỏi. Cậu tưởng tôi là thần tiên chắc, làm sao có khả năng đó, có điều tôi cảm thấy những viên đá này không ổn, khả năng có ngọc khá cao, Trần Triệu Dương đương nhiên không thể tiết lộ về đôi mắt xuyên thấu của mình nên tùy ý nói. Đại ca, chúng ta sẽ đặt cược vào 3 viên đá nào, Giang Tử Phong gật đầu, quả thật là khó, cho dù đại ca có lợi hại hơn nữa, cũng không thể bách phát bách chúng được. Ai nói là phải chọn 3 viên đá để cược nào? 2 viên là đã đủ thể diện cho Hứa Thiệu Phong lắm rồi, theo như tôi thấy, chỉ cần 1 viên thôi là có thể khiến hắn ta thua đến mất quần luôn, tâm trạng Trần Triệu Dương khá tốt, cười đùa mà nói. Đại ca, anh giỏi quái, nghe thấy câu này, Giang Tử Phong càng thêm tin tưởng. Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Trần Triệu Dương cuối cùng cũng đã chọn xong đá cho mình, một vài viên giá cao cũng đã được anh lựa ra, tổng cộng 20 viên. Mà lúc này, Hứa Thiệu Phong cũng đem theo người đẩy xe tới. Trong xe của Hứa Thiệu Phong không có nhiều đá như vậy, chỉ có 78 viên, nhưng nhìn dáng vẻ đắc thắng của Hứa Thiệu Phong, hiển nhiên hắn ta cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Phố Cực Ngọc lúc này đã tụ tập không ít người, tin tức có người đến đánh cược được truyền đi rất nhanh, đám người đến xem náo nhiệt cũng ngày một đông. Phương Thư Minh và hai người Điêu Khắc Ngọc nhìn vào viên đá mà Hứa Thiệu Phong và Trần Triệu Dương chọn, tất cả đều vô cùng sửng sốt. Viên đá mà Hứa Thiệu Phong chọn nhìn có vẻ tốt, mặc dù có chút rủi ro nhưng ít nhất có thể đặt cược. Điều khiến họ ngạc nhiên là đá của Trần Triệu Dương, nhìn như những quả dưa cong queo bị nứt vỏ, mặc dù số lượng nhiều, cũng rất to nhưng lại không mấy lạc quan. Dù gì, cược ngọc cũng không phải dựa vào kích thước to nhỏ của đá. Sau đó, Trần Triệu Dương và Hứa Thiệu Phong lần lượt trả tiền cho những viên đá mà họ chọn, bởi vì ngay sau đó sẽ tiến hành cắt đá. Chỉ cần đá được cắt ra, không cần biết có ngọc hay không thì những viên đá này không còn liên quan đến người bán nữa. 20 viên đá của Trần Triệu Dương trị giá hơn 4 triệu, trong đó hơn 3 triệu là những viên giá trong khu vực giá cao, còn lại là giá trung bình và thấp. Còn Hứa Thiệu Phong thì kém hơn Trần Triệu Dương rất nhiều, hắn ta chọn 8 viên đá với tổng giá trị là 1,8 triệu. Chỉ có 2 viên là chọn từ khu vực giá cao. Thời gian đã hết, nếu xong rồi thì hai người hãy chọn ra 3 viên đá muốn đặt cược trước, Phương Thư Minh lập tức nói. Trần Triệu Dương và Hứa Thiệu Phong đồng thời chọn ra đá mình muốn cược đặt lên bàn. Nhìn thấy 3 viên đá mà Trần Triệu Dương chọn, Phương Thư Minh trợn tròn mắt. Cho dù những viên đá của cậu không được tốt, nhưng ít nhất cũng phải chọn ra những viên tốt nhất chứ. Nhưng 3 viên đá mà Trần Triệu Dương chọn thật sự rất kinh khủng, chả ai muốn nhìn vào. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đều bắt đầu bàn tán. Mẹ kiếp, người anh em này không phải chưa cược ngọc bao giờ đấy chứ. Đá như vậy mà vẫn dám lấy ra. Lại còn là một viên đá dài. Đây rõ ràng là cái bàn để là quần áo mà. Kết quả của vụ cược này rất rõ ràng rồi, người thanh niên này thua chắc. Nghe những người xung quanh nói, Trần Triệu Dương cũng không quan tâm, nhưng Giang Tử Phong thì có chút chịu không nổi. Các người thì hiểu cái gì chứ? Đá vẫn chưa được cắt ra thì ai biết bên trong có thứ gì, Giang Tử Phong không khỏi hét lên với những người đang bàn tán. Nghe thấy lời của Giang Tử Phong bọn họ cũng không nói gì nữa nhưng trong mắt ngập vẻ khinh thường. Đại ca, hay là chúng ta lên trước, và vào mặt họ, cứ để họ coi thường thế này em không chịu được, Giang Tử Phong có chút khó chịu nói. Để ý làm gì, những người hiểu chuyện thường rất ít mà, Trần Triệu Dương lắc đầu, ngăn cản cơn giận của Giang Tử Phong. Nghe thấy lời nghị luận của đám người xung quanh, Hứa Thiệu Phong càng đắc ý mà đứng lên. Để tôi lên trước, tôi sẽ cho bọn họ xem cược ngọc thật sự là như thế nào, Hứa Thiệu Phong không đợi được nữa, đứng lên mà nói. Tôi không có ý kiến, Trần Triệu Dương xua tay nói. Nếu đã không có ý kiến gì, vậy chúng ta bắt đầu cắt đá, có thể lựa chọn người cắt hoặc tự mình lầm, Phương Thư Minh gật đầu nói với Hứa Thiệu Phong. Để tôi tự mình cắt, người khác làm tôi không yên tâm. Hứa Thiệu Phong không nhờ vào người khác mà tự mình làm, cảm thấy như vậy khi tìm được ngọc sẽ kích thích hơn. Hắn ta lập tức bước đến trước máy cắt đá, rất cẩn thận cố định viên đá, sau đó mới bật máy và bắt đầu cắt. Nhìn thấy những đường vẽ của Hứa Thiệu Phong, Trần Triệu Dương gật đầu, có vẻ như Hứa Thiệu Phong cũng có chút bản lĩnh, mặc dù cắt như vậy sẽ hơi ảnh hưởng tới ngọc bên trong nhưng cũng rất tốt rồi. Khi âm thanh của máy cắt đá truyền ra, ánh mắt những người xung quanh đều mở to hết cỡ. Da màu xanh, mau dừng lại, đúng lúc này, một người quát lên. Hứa Thiệu Phong nghe vậy, lập tức dừng lại, dùng nước đổ lên, màu xanh nhạt ánh lên đập vào mắt mọi người. Mặc dù chỉ có một mảnh nhỏ nhưng cũng đủ thấy viên đá đó có màu xanh lá, khá cứng cáp.
Sau đó Hứa Thiệu Phong chỉnh lại những đường đã vẽ, cố định viên đá lại một lần nữa rồi tiếp tục cắt. Khi phỉ thúy của Hứa Thiệu Phong lộ ra ngoài, mọi người đều nhìn hắn ta bằng con mắt khác. Đây thực chất là một viên phỉ thúy màu xanh lá, và lại kích thước không nhỏ, rất có giá trị. Thấy vậy vẻ mặt của Hứa Thiệu Phong càng thêm đắc ý, hắn ta nhìn Hứa Thiệu Phong và Trần Triệu Dương bằng ánh mắt khiêu khích. Hắn ta đã chọn viên đá này từ khu vực giá cao, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hắn cảm thấy vận may của mình rất tốt, hai viên đá phía sau có lẽ còn tốt hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại ca, giá trị của viên đá này cũng không thấp, ít nhất phải 5 triệu, chúng ta liệu thẳng được không? Giang Tử Phong đi đến trước mặt Trần Triệu Dương nói. Vừa đủ, Trần Triệu Dương gật đầu, ôn nhu đáp. Đại ca, anh đúng là lợi hại nha, Giang Tử Phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tiếp tục cắt đá, Hứa Thiệu Phong phất tay, lập tức nhặt một viên đá khác lên, bắt đầu vạch đường. Một số người buôn bán ngọc xung quanh ban đầu vốn dĩ muốn mua viên thủy thúy này, nhưng khi nhìn thấy bên đây bắt đầu cắt đá thì ngừng lại. TH. Cùng với việc bóc tách viên đá, mặt của viên phỉ thúy này đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Trần Triệu Dương nhìn viên đá mà lắc đầu, viên đá này mặc dù bên trong có ngọc, nhưng Hứa Thiệu Phong có vấn đề về góc độ, giao xuống rồi căn bản không thể chạm vào viên ngọc đó. Quả nhiên, sau khi tạt nước lên bề mặt cắt, trên viên đá căn bản không hề có dấu tích gì của ngọc bên trong. Sắc mặt Hứa Thiệu Phong lập tức u ám, không ngờ lại không xuất hiện màu xanh, phải biết rằng viên đá mà hắn chọn là viên có khả năng có phỉ thúy nhất. Hứa Thiệu Phong không tin vào chuyện ma quỷ nên lập tức tìm một góc độ khác vập bắt đầu cắt. Nét mặt Trần Triệu Dương có chút kỳ lạ, hôm nay vận may của Hứa Thiệu Phong không tốt lắm, cả hai bên đều không tìm chuẩn. Bên này bị cắt ra cũng không thấy tăm hơi của màu xanh ngọc đâu. Hứa Thiệu Phong vừa lo lắng vừa bực bội liền cắt bừa lên hòn đá đó, điều làm Trần Triệu Dương bất lực là, khi hắn cắt loạn lên như vậy cũng không thể chạm đến viên ngọc to bằng quả trứng gà kia. Ha ha, Hứa béo. Cho dù anh có chặt viên đá đó thành từng mảnh vụn thì cũng không tìm ra đâu, chỉ trách vận may của anh quá kém thôi, nhìn dáng vẻ của Hứa Thiệu Phong, Giang Tử Phong không khỏi tự đắc. Cậu im mồm cho tôi, Hứa Thiệu Phong đang trong cơn tức giận, đối mặt với lời chế nhạo của Hứa Thiệu Phong thì đương nhiên rất bực. Ôi dào, tính khí cũng khá hung hẫn đấy, có bản lĩnh thì biến viên đá đó thành ngọc thôi xem nào, Giang Tử Phong thấy bộ dáng tuyệt vọng của Hứa Thiệu Phong thì lập tức vui vẻ nói. Hừ. Có giỏi thì cậu biến viên đá này thành phỉ thúy cho tôi xem, Hứa Thiệu Phong lúc này mới khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói. Nếu tôi có thể biến được thì sẽ thế nào? Vốn dĩ Giang Tử Phong muốn phản bác, nhưng lúc này bên tai vang lên giọng nói của Trần Triệu Dương, ngay lập tức thay đổi những gì cậu ấy đang định nói. Nếu như cậu có thể thật sự biến nó thành phỉ thúy, vậy thì tôi ăn hết đống đá này, Hứa Thiệu Phong cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Giang Tử Phong. Đừng chứ! Nếu anh ăn xong lăn ra đấy thì sau này ai làm việc cho đại ca tôi? Thế này đi, nếu tôi có thể biến nó thành ngọc, vậy thì hãy tặng cho chúng tôi những thứ mà anh đã chọn ngày hôm nay, còn có ngọc mà anh vừa cắt ra nữa. Nếu tôi không biến được, vậy đống đá của chúng tôi sẽ thuộc về anh, thế nào? Giang Tử Phong bước vào trong sân, vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Giang Tử Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, lại bổ sung thêm một câu, có điều chúng tôi phải nói trước, viên đá này là do tôi cắt. Thế nên không được tính vào ván cuối cùng, nếu cắt ra được gì đó thì coi như chúng tôi lời, còn không thì chúng tôi cũng nhận. Được, tôi cược với các người, Hứa Thiệu Phong đã tức giận đến mất não, lập tức đồng ý. Giang Tử Phong thấy Hứa Thiệu Phong đã cắn câu, quay đầu lại nói với ba người làm chứng, vậy thì quyết định vậy đi, mời ba vị đứng ra làm chứng giúp. Không vấn đề gì, ba người Phương Thư Minh nhìn nhau một cái rồi gật đầu đồng ý. Đến đây. Để tôi xem cậu biểu diễn thế nào, Hứa Thiệu Phong cười lạnh, lập tức nhường máy cắt đá cho Giang Tử Phong. Ồ, đáng lẽ ra tôi không muốn tuyệt tình như vậy đâu, Giang Tử Phong lắc lắc đầu, sau đó nhặt một viên đá dưới đất lên, chính là vật còn sót lại khi Hứa Thiệu Phong cắt đá. Mẹ kiếp, kiểu gì đây? Một viên đá thừa nhỏ như vậy, chả lẽ lại có ngọc phỉ thúy? Chỉ to bằng lòng bàn tay, cho dù có gì đó thì e rằng cũng không đáng giá là bao. Cậu thật sự mong đợi viên đá này có phỉ thúy sao, cả viên đá to như vậy cũng không có gì thì mảnh vỡ này cũng tuyệt đối không thể. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì lập tức bàn tán xôn xao, không ai lạc quan về Giang Tử Phong, dù sao viên đá này cũng đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, sao có thể chứ?
Giang Tử Phong căn bản không sử dụng máy cắt đá mà chỉ cầm đá mài bên cạnh lên bắt đầu mài. Đá đã bị cắt đến thế này rồi mà còn mài, có phải hồ đồ rồi không? Theo như tôi thấy, cứ trực tiếp cắt ra là được, nhanh cho vuông. Nhìn thấy Giang Tử Phong dùng đá mài, mọi người bắt đầu trở nên sốt ruột. Im miệng, các người làm tổn hại đến ngọc của tôi thì sao, ai đền nào? Giang Tử Phong đột nhiên ngẩng đầu lên quát những người đang bàn tán. Vừa rồi Trần Triệu Dương đã nhắn tin cho Giang Tử Phong, bảo cậu ấy chọc giận Hứa Thiệu Phong, nhân cơ hội lấy ra một viên đá có ngọc này, không ngờ Giang Tử Phong lại táo bạo đến mức muốn đoạt hết những viên đá của Hứa Thiệu Phong. Có điều, Trần Triệu Dương không phản đối mà để Giang Tử Phong tùy ý đi mài đá. Mài đá thật ra không cần nhiều kỹ năng, chỉ cần từ từ xoa dọc theo chiều phiến đá, thế nên, Trần Triệu Dương không sợ Giang Tử Phong sẽ làm tổn hại đến khối ngọc bên trong. Quá trình mài đá rất lâu, qua đi mười mấy phút, trên trán Giang Tử Phong đã lấm tấm mồ hôi, còn dính một chút bột đá, nhìn có vẻ nhếch nhác. Có màu xanh rồi. Đúng lúc này, có người đột nhiên hét lên. Giang Tử Phong run tay, nhanh chóng dừng lại, dùng nước rửa qua một lượt, lộ ra ngọc bên trong. Không phải, không phải màu xanh mà là màu tím. Trời ơi, là ngọc mắt tím. Tuy rằng vừa mới nhìn thấy một chút màu tím, nhưng qua ý nghĩa của màu tím này, có thể thấy được ngọc bên trong rất tốt. Đúng là thần kỳ, biến hóa ma thuật mà. Nhanh lau đi, sắp ra rồi. Mọi người xung quanh đều phát cuồng, phải biết rằng, ngọc mắt tím, huyết ngọc, ngọc xanh hoàng đế, ngọc xanh tổ mẫu đề là vua của các loại phỉ thúy, bình thường hiếm thấy, không ngờ lần này lại xuất hiện. Mà những người vừa mới thúc giục Giang Tử Phong dùng dao cắt đá cũng phải hối hận, nếu như Giang Tử Phong thật sự tức giận mà cắt đá ra thì chắc sẽ hận chết bọn họ mất. Hứa Thiệu Phong lúc này ngẩn người. Hẳn ta căn bản không ngờ rằng viên đá bị mình cắt vụn ra kia lại có ngọc bên trong, lại còn là ngọc. Mắt tím, đúng là áp mặt xuống đất cho người ta dùng đế giày đánh lên mà. Hắn ta muốn đánh mình một cái thật mạnh, sao lại không bình tĩnh như vậy chứ? Đây rõ ràng là một cuộc cá cược. Cho dù có phải cắt thành bột thì cũng phải tiếp tục cắt nó ra. Bây giờ thì tốt rồi, thành toàn cho đối phương. Đó là ngọc mắt tím đấy, không chỉ là viên đá vụn thôi đâu, tim hẳn đang không ngừng rỉ máu. Tảng đá thô sơ trước mặt rất có khả năng là phỉ thúy mắt tím nên Giang Tử Phong xử lý rất cẩn thận, tuy rằng yêu cầu kỹ thuật mài đá không cao, nhưng tảng đá này vốn nhỏ, sơ suất mài mất một chút sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Theo quan điểm của Giang Tử Phong, viên mắt tím này đã là của đại ca. Đương nhiên không thể để nó có bất cứ tổn hại nào. Một lát sau, hai vòng tròn nhỏ hơn cả quả trứng gà trên viên mắt tím này, cuối cùng cũng được mài ra. Bởi vì sợ nó sẽ bị tổn hại nên Giang Tử Phong để lại một lớp đá mỏng bao phủ bên ngoài nó. Nhưng dù vậy, dưới ánh nắng, viên mắt tím này cũng toát lên vẻ mê hoặc, vô cùng thu hút người khác. Phù! Thấy vậy, ai nấy cũng đều thở phào một hơi, giá trị của một thứ nhỏ như vậy có thể nói là rất khó ước lượng được. Một viên phỉ thúy như vậy cũng có thể lên tới hơn 50 triệu. Nếu nó được chế tác thành đồ trang sức thì chắc chắn sẽ trở thành châu báu lưu truyền, vì vậy càng khó định giá. Đại ca, cái này là của anh, Giang Tử Phong nhanh chóng đi về phía Trần Triệu Dương rồi giao viên mắt tím cho anh chẳng khác gì như đang dâng bảo vật vậy. Cậu giữ lấy đi, cậu làm rất tốt, càng ngày càng giống kẻ xấu rồi, Trần Triệu Dương rất hài lòng với biểu hiện của Giang Tử Phong. Anh chàng này, thật tiếc khi không trở thành một diễn viên. Cảm ơn đại ca, em sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức vui mừng khôn xiết, đồng thời nhận lấy viên phỉ thúy đó. Lúc này, hai mắt của Hứa Thiếu Phong đỏ ngầu, hắn biết mình vẫn còn có cơ hội trở mình, chỉ cần hai tảng đá phía sau có thể xuất hiện ngọc thì vẫn có khả năng chiến thắng. Nghĩ đến đây, Hứa Thiếu Phong lập tức tìm một tảng đá khác từ những tảng đá của mình. Tôi đã cắt một tảng rồi. Không phải các người cũng nên cắt một tảng sao, chúng ta mỗi người một tảng coi như công bằng, Hứa Thiếu Phong biết cảm xúc của mình có chút dao động, điều này không tốt cho cuộc cá cược. Vì vậy, hắn cần một chút thời gian để hòa hoãn. Không thành vấn đề, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức tìm một viên trong đó đặt trên máy cắt đá. Đại ca, có cần thợ cắt đá không? Giang Tử Phong bước tới hỏi. Không cần, tôi đích thân ke, Trần Triệu Dương lắc đầu. Rồi lập tức cố định viên đá ngay ngắn lại để chuẩn bị cắt. Mẹ ơi, anh ta không cần đánh dấu sao? Thực sự là ngông cuồng đến mất trí rồi. Theo tôi thấy thì không phải mất trí mà là hoàn toàn không có não. Những người xung quanh vô cùng sửng sốt khi thấy chàng trai trẻ này vừa lên đã lập tức cắt đá,
ánh mắt bọn họ nhìn anh như thể đang nhìn một tên ngốc. Thấy mọi người bàn tán như vậy, vẻ mặt Giang Tử Phong đầy sự khinh thường, đại ca mình cắt đá còn cần phải đánh dấu sao? Tuy nhiên, cậu ấy không hề phản bác lại những người này, mà nhìn bọn họ với vẻ mặt kiêu ngạo, đợi đến khi tảng đá của đại ca được cắt ra, xem từng người trong bọn họ còn có thể nói được gì. Với sự vận hành của máy cắt đá, miếng đá đầu tiên đã được cắt ra, một chút màu xanh lục tinh tế đập vào mắt của mọi người. Có ngọc rồi, thật đẹp mắt, cảm giác như là giả vậy. Thật ngu xuẩn, đó là đế vương lục, độ trong suốt có thể đạt tới trùng băng, đúng là cực phẩm mà. Tôi nghĩ ông mới là tên ngu xuẩn, đó hoàn toàn không phải là đế vương lục, đây là tổ mẫu lục, đồng thời cũng là loại tốt nhất trên thế giới. Khi những người xung quanh nhìn thấy viên ngọc này, đều lập tức trở nên hưng phấn, còn kích động hơn cả viên mắt tím vừa rồi. Phải biết là ở Hoa Hạ, màu xanh lục mới là màu phổ biến nhất, đế vương lục và tổ mẫu lục này. Chắc chắn là được yêu thích nhất rồi. Các màu khác có giá trị cao là chỉ vì chúng khan hiếm mà thôi. Nhưng xét về mức độ yêu thích thì màu xanh lục càng được chào đón nhiều hơn. Sau đó khi mọi người nhìn thấy miếng đá tiếp theo được cắt ra, không có một chút màu xanh nào. Trên đó ngoại trừ một lớp màng đá chẳng. Nói cách khác, nhát dao vừa rồi chỉ cần cắt nhiều hơn một phân sẽ làm hỏng đến ngọc. Ít hơn một phân sẽ làm cho đá dính vào nó. Kỹ thuật cắt này quá kinh khủng rồi. Đúng là bậc thầy mà. Mọi người đều thay đổi cái nhìn với Trần Triệu Dương. Lúc này, Giang Tử Phong vui mừng không thôi, bây giờ xem các người còn nói xấu người khác nữa không. Hừ, vừa mới cắt được một bên, đá còn chưa cắt hết, nói không chừng bên trong đã vỡ rồi, lúc này Hứa Thiếu Phong đã mất bình tĩnh, hắn vốn muốn ổn định lại cảm xúc, nhưng lại phản tác dụng rồi. Có người không ăn được nho lại chê nho xanh, ây da, chắc ai đó sắp dùng hết răng vì chua rồi nhỉ. Giang Tử Phong cười không nhặt được mồm rồi nhìn Hứa Thiếu Phong với vẻ mặt đắc ý nói. Trần Triệu Dương không hề bận tâm, lại bắt đầu cắt đá. Tiếp theo đó mọi người coi như được mở mang tầm mắt, mỗi nhát dao của anh cắt xuống đều vô cùng chính xác, nhiều thêm một phân sẽ thiệt hại, thiếu đi một phân sẽ rôi ra. Lúc này, Hứa Thiếu Phong mới hiểu rằng Trần Triệu Dương có lẽ không phải là một tay cá cược mới vào nghề, mà là bậc thầy trong làng cược ngọc. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn chợt tái mét. Liên kết lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong ở cổng sàn cược ngọc, xem ra những biểu hiện đó của bọn họ đều là để mình lơ là cảnh giác mà tham gia vào cuộc cá cược này. Mình đúng là một thằng ngu mà. Có điều hắn thắc mắc là tại sao Trần Triệu Dương còn trẻ tuổi như thế mà lại có kỹ thuật cược ngọc cao như vậy, nhất là kỹ thuật cắt đá này đúng là điêu luyện mà. Trình độ cược ngọc như vậy, ngay cả những bậc thầy đã ngâm cứu hàng chục năm, chưa chắc đã đạt được. Lúc này, Phương Thư Minh và hai ông lão khác cũng kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía Trần Triệu Dương. Phải biết là trong ngành cược ngọc nói chung càng lớn tuổi thì càng có kinh nghiệm phong phú. Nhưng Trần Triệu Dương mới 20 mấy tuổi đời đã có được tài năng này cũng quá đáng sợ rồi. Chọn một viên đá thì gặp ngay một viên đá tốt chẳng khác gì mèo mù vớ phải cá rán. Nhưng kỹ thuật cắt thì không thể nào là giả được. Trần Triệu Dương không có thêm bất kỳ hành động nào, vì vậy chỉ mất chưa đầy 5 phút đã lấy ra được viên phỉ thúy này. Đây là một viên to bằng 2 nắm tay người lớn, cả viên phỉ thúy toát lên một màu xanh mướt quyến rũ thật mê hoặc lòng người. Nhưng Trần Triệu Dương có chút đáng tiếc, đây chỉ là một viên tổ mẫu lục, suýt chút thì có thể đạt tới đế vương lục rồi, hơn nữa độ trong suốt cũng có chút kém, chỉ có thể là phỉ thúy băng, nếu có thể đạt tới phỉ thúy thủy tinh vậy giá trị sẽ cao hơn rồi. Cũng may Trần Triệu Dương không để cho người khác biết suy nghĩ của mình, nếu không người khác nhất định sẽ phỉ nhổ vào mặt anh, không biết xấu hổ à, có thể tém lại một chút được không? Lúc này, trên mặt Tiết Nhân đầy vẻ nuối tiếc, ông ta biết rất rõ, viên tổ mẫu lục này là vừa được. Cắt ra từ loại đá thô sơ tầm trung, nếu biết được có một viên phỉ thúy lớn như vậy trong đó, thậm chí ông ta có phải cắt hết tất cả những tảng đá này ra cũng đáng. Có điều... Mặc dù Tiết Nhân vô cùng tiếc nuối nhưng trong lòng ông ta cũng hiểu rất rõ. Những người kinh doanh đá thô sơ không thể đi cược ngọc, nếu không sẽ tán ra bại sản. Chàng trai trẻ này, cậu có muốn bán viên phỉ thúy này không? Trong khi mọi người đang đắm chìm trước ánh hào quang của viên tổ mẫu lục thì một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang mọi người. Tôi trả 100 triệu để mua viên tổ mẫu lục này, người đó không đợi mọi người phản ứng lại liền trực tiếp ra giá. Hừ, ông Triệu này. 100 triệu mà muốn mua được một miếng tổ mẫu lục lớn như vậy, ông đang mơ tưởng hão huyền đấy à, ngay sau đó có người đứng lên giễu cợt.
Người anh em này, tôi trả 150 triệu, người này lập tức đưa ra một cái giá khiến ai cũng ngạc nhiên. Đám người vây xung quanh đều như hóa đá, miếng phỉ thúy mắt tím khi nấy đã đủ giá trị rồi, miếng tổ mẫu lục này có cùng phẩm cấp với miếng phỉ thúy mắt tím, nhưng hơn ở chỗ miếng này to hơn. Thật ngại quá, miếng này không bán, tôi muốn giữ lại để chơi, Trần Triệu Dương lắc đầu, từ chối mức giá bọn họ đưa ra. Sao anh có thể bán nó chứ? Công ty vợ anh làm về châu báu, đá quý, sao anh có thể bán miếng tổ mẫu lục cao cấp này cho người khác được? Nếu như để vợ anh biết được, chẳng phải cô sẽ oán trách anh sao? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, tất cả những người ra giá lập tức ngừng lại, có thể thấy được chủ nhân của tảng đá này là người không thiếu tiền. Đến anh rồi đấy, Hứa Mập, tôi lại muốn xem anh sẽ dùng cái gì để thắng được chúng tôi. Lúc này, Giang Tử Phong tỉnh táo lại sau nỗi mừng vui khôn xiết, nhìn Hứa Thiệu Phong và nói. Các người đừng có đắc ý, đợi đến khi tôi cắt hai tảng đá này ra, các người muốn khóc thì cũng không có chỗ để khóc đâu. Hứa Thiệu Phong nghiến răng, đích thân cố định, vẽ một đường lên đó rồi bắt đầu cắt. Hắn cảm thấy mình sắp xong đời rồi, khi miếng tổ mẫu lục này xuất hiện, trừ đế vương lục ra thì còn thứ gì có thể đấu lại được nữa. Trần Triệu Dương cảm thấy Hứa Thiệu Phong có chút đáng thương, tảng đá này thật đúng là tảng đá oan gia, hy vọng vận may của hắn sẽ tốt hơn một chút. Đúng vậy, tảng đá này chính là một tảng đá cực ngọc có nhiều vết nứt mà Hứa Thiệu Phong đã chọn. Tuy rằng nó được đặt ở khu giá thấp nhưng giá trị của nó lại không hề thấp, bởi vì vẫn có thể đặt cược vào vết vỡ này của nó. Đầu tiên, Hứa Thiệu Phong xử lý mấy cái vết nứt của nó, có điều hắn xử lý vô cùng cẩn thận. Quả nhiên, sau khi xử lý hết vết nứt, ngọc thạch bên trong lộ ra nhưng tất cả đều vỡ vụn hết. Đây không phải là đế vương lục đấy chứ? Sau khi mọi người nhìn thấy những mảnh vụn màu xanh biếc này thì tất cả đều kinh ngạc. Chỉ xét riêng về chủng loại. Miếng ngọc này chắc chắn thuộc loại đế vương lục, đáng tiếc là đã bị vết nứt phá hỏng. Nếu không, giá trị của miếng đế vương lục này chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với miếng phỉ thúy mắt tím và tổ mẫu lục kia. Lúc này, hai mắt Hứa Thiệu Phong đỏ ngầu, hắn đã cực đúng, tảng đá này chính là đế vương lục, nhưng lại bị vỡ mất rồi. Vết nứt đáng chết. Có điều Hứa Thiệu Phong lại không giống như trước đây, chưa mài hết đã vứt đi. Mà hắn vẫn tiếp tục mài tảng đá này, nhưng... Điều khiến hắn thất vọng chính là càng mài vào trong vẫn chỉ là vết nứt, hơn nữa nhìn màu sắc của mảnh vụn kia cũng sắp đạt đến chủng thủy tinh rồi. Mọi người xung quanh nhìn Hứa Thiệu Phong với ánh mắt thương hại, tên này thật đúng là quá đáng thương. Mài hai tảng đá, miếng nào cũng là đá oan ra thế này. Tôi không tin, nhất định sẽ có viên ngọc thạch không bị vết nứt phá hủy, lúc này Hứa Thiệu Phong như kẻ điên phát cuồng, khởi động máy cắt đá tiếp tục cắt. Cuối cùng... Khi độ tinh khiết của mảnh vỡ bắt đầu chuyển thủy tinh trùng băng thì ảnh hưởng của vết nứt cũng kết thúc. Tuy rằng vẫn còn một vài vết nứt, nhưng có thể nhìn thấy một miếng phỉ thúy hoàn chỉnh, không còn là những mảnh vụn nữa. Ha ha, biết ngay mà, nhất định vẫn còn, Hứa Thiệu Phong cười phá lên, quả nhiên, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đến lúc hẳn có thể nở mày nở mặt rồi. Trần Triệu Dương thở dài một hơi, vốn dĩ còn đang hy vọng lại có thể lừa được Hứa Thiệu Phong thêm một lần nữa chứ, thật không ngờ. Gã này lại không chịu thua, mài ra được một miếng đế vương lục trùng băng này. Miếng đế vương lục trùng băng và tổ mẫu lục trùng băng chính là thuộc về đá oan gia, không ngờ thật sự có thể gặp được. Đại ca, miếng đế vương lục này giá bao nhiêu? Giang Tử Phong nuốt một miếng nước bọt, hỏi. Còn phải xem độ lớn phần sau nó nữa, nhưng tảng đá này có vết nứt, giá trị của nó sẽ bị giảm đi. Có điều cho dù là bị giảm giá thì đó cũng là một miếng đế vương lục. Giá trị chắc chắn sẽ vô cùng cao. Trần Triệu Dương nói với vẻ chắc nịch. Tuy rằng anh đã biết phần sau của tảng đá này trông như thế nào rồi nhưng cũng không thể nói ra được. Hứa Mập, mau mài tiếp đi, để mọi người thấy được miếng đế vương lục này trông như thế nào. Giang Tử Phong không tin tên Hứa Thiệu Phong này có thể vượt qua đại ca của mình, lại khiêu khích Hứa Thiệu Phong thêm lần nữa. Bắt con, cứ khiêu khích tiếp đi, lát nữa tôi xem các người còn có thể vênh váo như thế nào được nữa. Tâm trạng lúc này của Hứa Thiệu Phong vô cùng tốt, cũng chẳng thèm so đo với Giang Tử Phong. Rất nhanh, hắn lại mang tảng đá kia ra mài tiếp. Đẹp thật đấy, không hổ là đế vương lục. Hôm nay thật đúng là được mở mang tầm mắt, chẳng những được nhìn thấy tổ mẫu lục, còn được nhìn thấy phỉ thúy mắt tím và đế vương lục quý hiếm nữa. Đáng tiếc quá, trên bề mặt miếng đế vương lục có mấy đường nứt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó. Dù là như vậy, thì nó cũng chính là đế vương lục đó.
Đây là một viên phỉ thúy to chừng bằng nắm tay trẻ sơ sinh, nhưng vẻ xanh biếc kia của nó lại khiến người ta cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Đắc ý cái gì chứ? Lẽ nào anh quên mất mấy tảng đá này đều là của chúng tôi sao? Giang Tử Phong tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Hứa Thiệu Phong nghe mấy lời của Giang Tử Phong thì tức đến mức răng nghiến chặt lại. Sao mình lại đồng ý đánh cuộc với bọn chúng chứ? Đánh cuộc thế này hắn sắp thua thảm rồi. Đám người vây quanh mới nhớ đến vụ đánh cuộc khi nãy, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn Hứa Thiệu Phong giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Thậm chí đến Hứa Thiệu Phong cũng cảm thấy bản thân mình như một tên ngốc. Đến lượt các người đấy, tôi đang muốn xem các người có thể cắt ra được viên đá như thế nào đây, Hứa Thiệu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Được, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó mang tảng đá thứ hai ra. Tảng đá này cũng chẳng phải là thứ gì khiến người khác kinh ngạc, thế nên, Trần Triệu Dương cũng chẳng muốn đích thân đi cả. Anh vẽ ra mấy đường rồi đưa cho Giang Tử Phong cắt. Dù gì thì Giang Tử Phong cũng lăn lộn trong giới cực đá lâu như vậy, huống hồ cũng đã có đường vẽ phác họa rồi, thế nên đối với cậu ấy mà nói, việc này chẳng đáng là gì. Sau khi tảng đá này được mài đẽo ra, mọi người xung quanh có phần thất vọng. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng sẽ ra được viên đá càng đẹp hơn chứ, kết quả chỉ là một miếng phỉ thúy tương tự như miếng đầu tiên của Hứa Thiệu Phong. Nhưng, ngay sau đó bọn họ chợt phản ứng lại, nếu như ngày thường, có được tảng đá thế này cũng đủ để đốt pháo ăn mừng rồi. Nhưng vì hôm nay bọn họ liên tiếp được nhìn thấy nhiều miếng phỉ thúy cực phẩm như vậy, đã có phần mẫn cảm với cái đẹp, một viên phỉ thúy dương lục hệ băng không thể nào khiến bọn họ kinh ngạc. Ha ha, tiếp theo nhìn tao đây này, Hứa Thiệu Phong nhìn thấy thứ mà Trần Triệu Dương cắt ra không còn là phỉ thúy cực phẩm nữa, thì lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cũng có phần sợ hãi, liên tiếp mài ra ba miếng phỉ thúy cực phẩm, thật sự là khiến người ta hết hy vọng. Trần Triệu Dương đã nhìn thấy hết mặt sau khối đá này của Hứa Thiệu Phong, cũng có thể coi là một viên phỉ thúy khá tốt, tuy rằng độ trong của đá và chủng loại đều không được tính là cực phẩm, nhưng miếng này khá to, trọng lượng chừng khoảng gần 30 kg, có thể đào được không ít phỉ thúy, tổng giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Quả nhiên, tảng đá mà Hứa Thiệu Phong cắt ra đúng như dự đoán của Trần Triệu Dương. Tuy rằng Hứa Thiệu Phong biết rằng khả năng cắt ra được phỉ thúy xịn không cao, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, không ngờ lại chỉ cắt ra được một loại phỉ thúy bình thường. May là viên phỉ thúy này có kích thước lớn, đủ để bù lại vấn đề chất ngọc không tốt. Ha ha, cục diện thay đổi, rốt cuộc cũng đến phiên tôi, nhìn viên phỉ thúy này của mình, Hứa Thiệu Phong lập tức cười to. Ít nhất viên phỉ thúy này cũng phải 80 triệu đó, nếu mang đi ra công thành trang sức thì e là phải lên đến hàng trăm triệu, đúng là xoay chuyển tình thế. Lần này khó đoán rồi, chỉ xem tảng cuối cùng nữa thôi. Cậu thanh niên này là một nhân tài đó, chắc là sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu nhỉ. Ra ba viên phỉ thúy xịn liền nhau, nếu mà còn ra hàng cao cấp nữa thì quái thật. Khó nói lắm, ngộ nhỡ ra thì sao? Người xung quanh mỗi người một ý, thảo luận rất sôi nổi. Mong là tảng này của cậu có phỉ thúy, nếu không thì tôi sẽ thắng vụ cá cược này đấy. Nhìn tảng phỉ thúy lớn ấy, Hứa Thiệu Phong vô cùng thỏa mãn. Thực ra cả ba tảng đá đều có phỉ thúy. Hơn nữa hai tảng còn là phỉ thúy cao cấp, cộng thêm một viên phỉ thúy bình thường nhưng lại có kích thước lớn. Nếu là cực ngọc bình thường thì hẳn đã kiếm chắc được một mẻ lớn rồi, chỉ có điều lần này hắn quá lỗ mãng, vậy nên những viên đá này đều không thuộc về hẳn. Nhưng chỉ cần vụ cá cược lần này thắng thì hắn sẽ chẳng để ý tới những chuyện khác. Đại ca, làm sao bây giờ? Giang Tử Phong hơi luống cuống, dù sao chỉ một tảng đá này thôi cũng đủ đuổi kịp rồi, thậm chí còn vượt qua không ít nữa. Nếu tảng đá này của bọn họ quá bình thường, hoặc là không có gì cả, vậy thì sẽ tiêu thật đấy. Giang Tử Phong không hy vọng gì nhiều về tảng đá bằng phẳng này. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào tảng đá cuối cùng của Trần Triệu Dương, nhưng nhìn thấy tảng đá bằng phẳng ấy, ai nấy đều trợn tròn mắt. Má chứ, thế này cũng gọi là cực ngọc á. Đây chẳng phải là một tảng đá kê chân sao? Sao lại thành cực ngọc thế hả? Lúc này vẻ mặt của Tiết Nhân vô cùng ngạc nhiên. Tảng đá đó đã được cho vào kho của ông ta từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai mua. Ông ta nhớ đó chỉ là một tảng đá dùng để kê cho một tảng đá lớn khác mà ông ta tùy tiện nhặt bên vệ đường, vậy mà bây giờ lại bán được, đã thế người kia còn mang nó ra làm hy vọng cuối cùng nữa chứ. Đây là một tảng đá kê chân mà tôi nhặt được bên vệ đường Miến Quốc, cậu có chắc là định dùng nó để cược ngọc không? Tiết Nhân là bạn tốt của Hứa Thiệu Phong, đương nhiên là phải hợp lực đả kích nhóm Trần Triệu Dương rồi.
Nghe thấy câu nói của Tiết Nhân, mọi người xung quanh lập tức ồ lên. Ông làm thế chẳng phải là chơi khăm người khác sao? Đây không phải đá để cược ngọc mà ông lại bán nó cho chúng tôi như đá cược ngọc, như thế là không công bằng. Chúng tôi yêu cầu đổi đá, nghe vậy, Giang Tử Phong lập tức bùng nổ, cậu ấy nổi giận hét lên. Mấy người Phương Thư Minh cũng bất mãn nhìn Tiết Nhân, nhưng đã có một người được ăn thì phải một người chịu thiệt, thị trường cược ngọc là thế. Cho dù là một tảng đá ven đường, anh có tài bán nó với giá của đá cược ngọc thì cũng là điều hợp lý. Hứa Thiệu Phong muốn cười thật to, thì ra tảng đá tức cười này lại có nguồn gốc như thế. Lúc này, Tiết Nhân liếc mắt ra dấu với Hứa Thiệu Phong, Hứa Thiệu Phong càng thêm đắc ý, rõ ràng Tiết Nhân rất có tình nghĩa với Ha Mà. Đổi đá cược ngọc, tuyệt đối không được, đã quyết định rồi thì sao lại tùy tiện thay đổi được. Huống chỉ đá cược ngọc bên tôi đã cắt ra hết rồi, nếu thế thì tôi cũng có thể cắt thêm tảng nữa để thay cho tảng có giá thấp à. Hứa Thiệu Phong lên tiếng phản bác. Thế nhưng hẳn nói thế cũng có lý, tình huống này lại tại mình mà ra, chẳng trách được ai cả, chỉ có thể trách mình không đủ tinh mắt mà thôi. Không sao, cứ để thế đi, Trần Triệu Dương ngăn cản không để Giang Tử Phong nổi khùng lên, anh thản nhiên nhìn vẻ mặt đắc ý của Hứa Thiệu Phong và Tiết Nhân. Tới đây cắt đá đi. Bọn này đang sốt ruột muốn biết trong tảng đá then chốt này của cậu sẽ có báu vật hiếm có gì đây, Hứa Thiệu Phong vênh váo nhìn Trần Triệu Dương rồi nói. Vậy thì cảm ơn lời hay của anh, tôi sẽ cắt ra một báu vật làm lóa mắt người đời, Trần Triệu Dương nở nụ cười rồi bước lên sàn, cầm bánh nhám lên bắt đầu mài đá. Vãi trưởng, tảng đá phẳng lì như thế mà còn cần mài sao? Cắt luôn ra là được mà. Đừng có nói thế, quên vụ phỉ thúy mắt tím ban nấy rồi à? Nhưng tảng đá ấy dày có ba ngón tay, trong đó có thứ gì được chứ? Mài đá ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, đỡ phải nhận thua chứ sao? Thấy Trần Triệu Dương bắt đầu mài đá, mọi người xung quanh đều bất mãn, thậm chí còn trào phúng đủ kiểu, hiển nhiên chẳng có ai tin tưởng anh hết. Trần Triệu Dương không rảnh bận tâm tới người khác, anh chỉ chuyên tâm mài đá. Bởi vì tảng đá ấy thực sự rất đặc biệt, nếu bất cần một chút, làm hỏng một cành cây hoặc cái lá thì đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tác phẩm này, anh nhất định phải tập trung hết mức. Chỉ có điều Trần Triệu Dương không biết mắt xuyên thấu của mình có thể trụ được đến lúc anh mài hết tảng đá này ra không, đây là một thử thách lớn với anh. Theo thời gian trôi qua, ngọn cây thông đã bắt đầu lộ ra một chút. Thấy màu xanh rồi, nhưng thế này thì nhỏ quá. Có người tỉnh mắt nhìn thấy màu xanh trên đỉnh đá, lập tức hô lên thật to. Nhưng màu xanh ấy thực sự quá nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy được ấy chứ. Hình như là phỉ thúy băng, chắc không phải là có phỉ thúy thật đấy chứ. Đá giải đường mà cũng có phỉ thúy, lạ đời thật. Cho dù cả tảng đá này là phỉ thúy thì cũng phải là đế vương lục dòng thủy tinh cao cấp, nếu không thì vẫn thua thôi. Sau khi nhìn thấy màu xanh, mọi người bàn tán xôn xao, chỉ có điều vẫn không có ai đánh giá cao tảng đá cực ngọc này. Tiết Nhân thì khá ngạc nhiên, tảng đá vứt ở vệ đường này cũng có phỉ thúy á. Thật hay giả vậy? Hứa Thiệu Phong bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, nhỡ trong đó có phỉ thúy thật thì vụ đánh cược lần này lại không chắc kèo rồi. Trần Triệu Dương chẳng hề để ý tới, anh chăm chú làm sạch bụi đá trên ngọn cây thông. Rốt cuộc, một chút màu xanh cũng xuất hiện trên đỉnh tảng đá, và thực sự là nó rất nhỏ. Xì, nhỏ bằng cái mắt mũi thế này á? Vậy thì được bao nhiêu tiền đây? Tôi thấy dùng để làm đũa cho trẻ con đấy. Ha ha! Lần đầu tiên tôi gặp phỉ thúy nhỏ thế này luôn. Thấy Trần Triệu Dương mài ra được một chút xíu, mọi người lập tức đua nhau chế giễu. Hứa Thiệu Phong là người cười to nhất, với chiều hướng này thì lượng phỉ thúy trong đó rất nhỏ, mặc dù với màu sắc ấy thì hẳn là phỉ thúy băng, nhưng kích cỡ quá nhỏ thì chẳng có giá trị gì hết. Thế nhưng Phương Thư Minh và hai thợ chạm ngọc kia lại tỏ vẻ trầm tư. Tuy rằng màu xanh mới lộ ra một chút, nhưng là người đã theo ngành này mấy chục năm. Đương nhiên là bọn họ có suy nghĩ của riêng mình. Trần Triệu Dương không hề chú ý tới những người khác, sự chú ý của anh đổ dồn hết vào tảng đá này. Nhờ có mắt xuyên thấu, mọi chi tiết của cây thông phỉ thúy này đều hiện lên trong đầu anh. Theo thời gian trôi qua, sau khi làm sạch bụi đá, rốt cuộc ngọn của cây thông cũng lộ hết ra. Ngọn thông bằng phỉ thúy sinh động hiện ra trước mặt mọi người, khiến tất cả phải mở to đôi mắt, những tiếng bàn tán ngưng bặt lại, miệng thì há ra thật to. Đây, Đoạn Dương một trong hai nghệ nhân điêu khắc ngọc bỗng chạy ra, ghé sát người vào trước tảng đá, trong mắt hiện lên nét kích động. Trương Trấn Vũ cũng phản ứng rất nhanh, ông ta lao thẳng tới, kích động nhìn vào ngọn cây. Cậu Trần Triệu Dương này,
cậu có thể cho tôi xem tảng đá này một chút được không? Hai tay Đoạn Dương run run, nhìn Trần Triệu Dương và hỏi. Đương nhiên là được, Trần Triệu Dương đang muốn nghỉ ngơi một lát, mới mài ra được ngọn cây thôi mà anh cũng đã hao tốn sức lực lắm rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương đặt bánh nhám xuống rồi lùi lại một chút. Ba người làm chứng bù hết lại, kích động nhìn vào ngọn cây. Phỉ thúy hình ngọn cây này có màu xanh lục, màu sắc của nó cực kỳ đẹp, nếu là đế vương lục hoặc tổ mẫu lục thì đều không thể có màu sắc đẹp được như thế này, bởi vì hai màu ấy quá đậm, còn màu xanh lục này trông vô cùng sinh động. Điều vừa khéo là ngọn cây thuộc dòng phỉ thúy băng chứ không phải phỉ thúy thủy tinh, nếu không thì lá thông sẽ biến thành màu trong suốt, đánh mất sự sinh động vốn có. Mọi người xung quanh cũng túm tụm lại, thấy vậy, Giang Tử Phong bỗng quát lên, lùi lại. Hết đi, phỉ thúy mà bị hư hao gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Nghe Giang Tử Phong nói vậy, tất cả mọi người dừng bước, nhưng không ai lùi lại, chỉ dùng đôi mắt sáng rực nhìn ngọn cây đã lộ ra ngoài ấy. Giống quá, nếu không vì phỉ thúy đang nằm trong đá thì tôi còn tưởng là thật ấy. Ai có thể ngờ rằng trong tảng đá vứt đi này lại có báu vật hiếm thấy như thế? Đúng là kiệt tác của tạo hóa, e rằng nghệ nhân điêu khắc ngọc hàng đầu cũng không điêu khắc ra được một tác phẩm như thế ấy chứ. E là lần này ông chủ Tiết phải hộc máu rồi, cắt ra ba viên phỉ thúy cao cấp trong quán ông ta đã đành, bây giờ lại còn xuất hiện một báu vật như lúc này, mọi người đều đổi giọng khen ngợi, như thể những người vừa chào phúng Trần Triệu Dương không phải bọn họ vậy. Còn Giang Tử Phong thì đắc ý hết mức, hất mặt lên nhìn những người xung quanh. Tiết Nhân và Hứa Thiệu Phong thì ngược lại. Sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi. Nhất là Hứa Thiệu Phong, đôi mắt hắn đỏ như mắt thỏ. Mà Tiết Nhân thì đang tiếc nẫu ruột ra rồi. Ba viên phỉ thúy cao cấp cộng với một báu vật thiên nhiên, khác nào đâm một nhát vào tim ông ta rồi sát muối lên đó, thật sự là đau lòng chết mất. Trần Triệu Dương, không biết cậu có thể để tôi điêu khắc tảng đá này giúp cậu được không? Đoạn Dương là người đầu tiên hoàn hồn lại, ông ta nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Trần Triệu Dương và hỏi. Lão Đoàn! Ông đừng mặt dày thế chứ, ông chuyên điêu khắc mấy thứ lớn, món đầu nhỏ thế này phải để tôi làm mới chuẩn, Trương Trấn Vũ cảm thấy bất mãn, trợn mắt lườm Đoạn Dương. Tôi chuyên điêu khắc mấy thứ lớn thì đã sao, có phải tôi không có tác phẩm cỡ nhỏ nào đâu, Đoạn Dương không hề lùi bước, ông ta phản bác lại ngay. Tác phẩm tinh xảo như thế này mà để ông điêu khắc thì chắc chắn sẽ nát mất, vậy nên tôi mới là người phù hợp nhất, Trương Trấn Vũ không chịu nhún nhường, râu tóc ông ta dựng ngược lên, trợn mắt nhìn Đoạn Dương. Phương Thư Minh bất đắc dĩ đứng lên, nhìn hai ông bạn già của mình. Bọn họ đã đấu đá cả đời rồi, ai cũng muốn dùng tác phẩm của mình để đánh bại đối phương. Hai người ấy là đại diện tiêu biểu cho hai phong cách điêu khắc ngọc khác nhau, Đoạn Dương là kiểu phóng khoáng trường tồn, chú trọng việc dùng mức hao tổn thấp nhất để thể hiện ra một tác phẩm. Trương Trấn Vũ thì đại diện cho trường phái tỉnh xảo của ngành điêu khắc ngọc, chú trọng kỹ thuật chạm khắc tinh tế nhất, cho dù là miếng phỉ thúy nhỏ đến mấy thì ông ta cũng có thể điêu khắc thành một tác phẩm. Không ai phục ai, cả hai đều cho rằng quan niệm điêu khắc của mình mới là chính xác. Bây giờ hai người họ cùng nhìn thấy cây thông phỉ thúy này, tất nhiên là không muốn để vuột mất nó. Phải biết rằng thứ mà một nghệ nhân điêu khắc ngọc muốn có nhất chính là vật liệu tốt. Bọn họ đã điêu khắc cả nửa đời người, gặp vô số phỉ thúy đá quý, vật liệu bình thường không đáng để bọn họ chú ý tới. Phỉ thúy mắt tím và đế vương lục vừa rồi cũng làm bọn họ thèm thuồng, chỉ có điều vẫn chưa đến mức nhất thiết phải có được. Nhưng vật liệu trước mắt lại là thứ mà bọn họ cực kỳ khao khát. Đã gặp được nó thì tất nhiên là không thể bỏ lỡ được. Tôi nói này, hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Tảng đá ấy đã được mài ra hết đâu, đợi ra hết rồi thì các ông cãi nhau cũng chưa muộn, Phương Thư Minh đành phải đứng ra giảng hòa, lên tiếng ngăn cản bọn họ. Huống chỉ chủ nhân của phỉ thúy còn chưa đồng ý nữa, hai ông cứ tự nhiên như ruồi ấy nhỉ. Phương Thư Minh thuyết phục hai người kia rồi quay sang nhìn Trần Triệu Dương, lúc này anh đang rất sửng dưng. Nghe thấy câu nói của Phương Thư Minh, hai người kia mới đột nhiên nhớ ra rằng bọn họ cứ nghĩ một cách đương nhiên rằng vật liệu này sẽ được điêu khắc bởi bậc thầy trong ngành điêu khắc ngọc như bọn họ, căn bản không hề nghĩ tới chuyện người ta có để bọn họ điêu khắc hay không. Dù sao với tên tuổi của hai người họ, muốn điêu khắc ngọc giúp người khác thì chắc chắn sẽ không có ai từ chối. Khuôn mặt của hai người đỏ bừng lên. Lập tức nhìn về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương đang nghỉ ngơi cho lại sức, anh cảm thấy bất đắc dĩ. Với hai bậc thầy điêu khắc ngọc như thế này, người bình thường tìm đến bọn họ, có khi bọn họ cũng chẳng để ý tới ấy chứ, nhưng bây giờ cả hai đều muốn điêu khắc tác phẩm này cho anh, đúng là khó xử thật. Ông Đoạn, ông Trương,
hay là chờ tôi mài xong tảng đá này rồi hai ông hãy quyết định xem có điêu khắc hay không. Trần Triệu Dương nghĩ ra một cách, bèn mở miệng nói. Chắc hẳn dưới cành này vẫn còn nữa, nhớ cậu mài hỏng thì phải làm sao, Đoạn Dương thẳng thính, ông ta nói ngay. Đúng thế, nhớ mài hỏng thì chính là tội đồ đấy, lần này Trương Trấn Vũ cũng đứng về phía Đoạn Dương, tán đồng nói. Sau khi nói xong, những người khác đều nhìn bọn họ với vẻ mặt quái lạ. Hình như tảng đá kia là của Trần Triệu Dương mà, trông hai nghệ nhân này còn sốt sắng hơn cả anh nữa. Phương Thư Minh là người ngoài cuộc, vậy nên cái nhìn của ông ta rất thấu triệt. Hai ông nghe tôi khuyên một câu đi, Phương Thư Minh bất đắc dĩ đứng ra, nói với hai người họ, vừa rồi khi cậu Trần Triệu Dương đây mài ngọn cây, cậu ấy có để sảy nhỡ gì không? E là đến cả hai ông cũng phải tốn rất nhiều công sức mới mài ra được tảng đá này ấy chứ. Hai ông này, chúng ta đều là người sắp xuống lỗ rồi, tinh thần không theo kịp nữa đâu, mài được ra tác phẩm này thì e là hai ông cũng tiêu đời luôn ấy chứ. Phương Thư Minh thở dài một hơi, tận tình khuyên nhủ bọn họ. Lời nói này không phải là không có căn cứ, những bậc thầy điêu khắc ngọc theo đuổi tới trình độ cao nhất thường vào lúc điêu khắc tác phẩm vì quá tập trung tinh thần và tốn không biết bao nhiêu công sức nên cuối cùng không chống đỡ nổi mà chết đột ngột trên bàn điêu khắc. Hai người này đã gác đao từ rất lâu rồi, hiện giờ lại tùy tiện ra tay, đối với hai người họ mà nói, e rằng không phải là chuyện tốt gì. Nghe Phương Thư Minh nói, họ lập tức có chút mất hứng. Kỹ thuật cắt đá vừa rồi của Trần Triệu Dương rõ như ban ngày, mà kỹ thuật mài đá này cũng không có khiếm khuyết nào, nếu trong tình huống như vậy còn có thể tổn hại thì sợ rằng không ai có thể đảm bảo sẽ không hư hỏng. Thôi được rồi, có lẽ đời này tôi vô duyên với kiệt tác truyền đời này, Đoạn Dương nói xong, thần sắc có chút buồn bã. Trương Trấn Vũ mặc dù không lên tiếng, trong mắt lại lộ ra một tia không cam tâm. Tác phẩm đã định trước sẽ trở thành kiệt tác truyền thế đều không thể tham gia vào, bọn họ sao có thể cam lòng. Trần Triệu Dương đối với tinh thần yêu nghề của hai người này thì vô cùng tôn kính, anh chợt nhớ ra, bên trong không phải còn có một cây thông cần điêu khắc sao. Mà rễ của gốc cây thông này còn có một miếng đất cũng cần được hoàn chỉnh. Dù gì một mình anh cũng không làm được. Hai người trước mắt này không phải là vừa hay sao? Đoạn Dương thuộc phái phóng khoáng, phụ trách việc đế ô phần đất đai. Mà Trương Trấn Vũ lại thuộc phái tinh xảo, chịu trách nhiệm phần cây thông. Đây đúng là vẹn cả đôi đường. Tác phẩm của anh do hai bậc thầy khắc ngọc cùng nhau hoàn thành, e rằng giá trị của tác phẩm này sẽ tăng thêm rất nhiều so với phần móng ban đầu. Hai vị tiền bối, đợi tôi cắt miếng phỉ thúy này ra, nếu như cần tới chạm khắc, mong rằng hai vị không nề hà mà ra tay, tôi đây vô cùng cảm kích, Trần Triệu Dương lập tức chắp tay mà nói. Nghe Lân Y Hiệu Dương nói như vậy, hai người liếc nhìn nhau một cái, sau đó ngồi bệt xuống bên cạnh tảng đá, đồng thời nhìn chằm chằm vào đó. Thấy vậy Trần Triệu Dương cũng không biết phải làm thế nào, anh biết rằng, nếu như hôm nay không cắt được miếng phỉ thủy này ra, sợ rằng hai ông lão này sẽ không cam tâm. Trần Triệu Dương lại tiếp tục mài. Không còn ai tỏ ra mất kiên nhẫn với lần mài đá lần này của Trần Triệu Dương, có thể chứng kiến một kiệt tác tuyệt thế, bọn họ đều cảm thấy vinh dự. Thậm chí còn có người bắt đầu quay lại video. Thực ra, ban đầu họ quay video không phải để chứng kiến một kiệt tác ra đời như thế nào, mà muốn ghi lại làm trò cười. Nhưng hiện giờ họ lại kích động vô cùng, vui mừng vì tầm nhìn xa trông rộng của bản thân. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết những điều này, anh đã hoàn toàn tập trung vào việc mài đá. Thời gian trôi qua, sắc trời ngày càng tối, màn đêm dần buông xuống. Mà hội trường cắt đá lúc này cũng lên đèn, do thường xuyên có người cắt đá tới đêm muộn nên đèn chiếu ở nơi đây vô cùng tốt, độ chiếu sáng gần như ban ngày. Tuy nhiên những ánh đèn điện này đối với Trần Triệu Dương cũng không có tác dụng gì, bởi anh cắt đá hoàn toàn dựa vào mắt xuyên thấu. Khi gốc cây thông phỉ thúy được cắt ra một nửa, vì sử dụng thấu thị trong thời gian dài, Trần Triệu Dương cảm giác mắt mình bắt đầu có chút chua xót. Nhưng anh không hề dừng lại, bây giờ đã rất muộn rồi, nếu không đem phần còn lại giải quyết dứt điểm, e rằng phải kéo dài tới nửa đêm. Bởi vậy, Trần Triệu Dương vẫn tiếp tục cắt đá. Khi cả cây thông phỉ thúy lộ ra, hai mắt Trần Triệu Dương đã đỏ hoe, nước mắt chảy xuống không ngừng. Anh tắt máy mài đá, sau đó nhắm lại mắt. Đôi mắt truyền tới từng trận khô rát, đau nhói và sưng tấy. Rõ ràng đây là do thấu thị hoạt động quá tải, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Anh thề, sau này nhất định sẽ không sử dụng thấu thị trong thời gian quá dài nữa. Đẹp quá, quả là một vẻ đẹp tuyệt vời. Hai người Đoạn Dương và Trương Trấn Vũ cùng nhau vây quanh hai bên gốc cây thông phỉ thúy.
không ngại khen ngợi hết lời. Cây thông phỉ thúy này chỉ dài 14 tấc, giống như một chiếc máy tính sách tay bình thường, toàn thân màu xanh ngọc bích, như vừa mới gặp mưa, toát ra sức sống tươi mới. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ mê người, thu hút ánh mắt của mọi người, xung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như tất cả đều bị lay động trước tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên. Phương Thư Minh cũng là dáng vẻ kinh ngạc tán thưởng, là hội trưởng của Hiệp hội Đá Quý, đã nhìn thấy vô số tác phẩm bằng ngọc, nhưng cây thông phỉ thúy được hình thành tự nhiên như vậy quả thực chính là tạo hóa tuyệt mỹ nhất của mẹ thiên nhiên. Đúng là một chuyến đi bất ngờ, thực sự là một chuyến đi đáng giá mà. Đúng vậy, có thể thấy một kiệt tác truyền thế bậc này, về sau cũng có vốn để khoe khoang rồi. Ha ha, tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình rồi, pin điện thoại cũng cạn kiệt rồi, bộ nhớ gần như đã đầy, nhưng nó đáng giá. Ông anh, lát nữa nhớ gửi qua cho tôi nhé. Tôi nữa, tôi muốn lưu lại làm kỷ niệm. Đừng vội như vậy, tôi sẽ truyền lên mạng, mọi người muốn xem thì tự lên mà tải về. Những người xung quanh đều nhìn cây thông phỉ thúy với ánh mắt kinh ngạc. Đại ca, anh không sao chứ, Giang Tử Phong là người đầu tiên tỉnh lại sau cơn say này, cậu ta lập tức chạy tới, quan tâm hỏi han. Tôi không sao, có lẽ là hơi quá sức, nghỉ ngơi một chút là được, Trần Triệu Dương xua tay nói. Ở đây có thuốc nhỏ mắt, cho cậu ta dùng 2 giọt, chắc sẽ đỡ hơn. Trương Trấn Vũ lập tức lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Giang Tử Phong. Cảm ơn ông Trương, Giang Tử Phong nhanh chóng nhận lấy, sau đó giúp Trần Triệu Dương nhỏ 2 giọt vào mắt. Đoạn Dương đứng bên cạnh hung hãn liếc nhìn Trương Trấn Vũ, ông ta có chút phiền, tại sao mình lại không mang theo thuốc nhỏ mắt chứ, bây giờ cơ hội này lại bị đối phương cướp mất rồi. Trương Trấn Vũ vẻ mặt tự mãn nhìn Đoạn Dương, có sự trợ giúp của thuốc nhỏ mắt, chắc Trần Triệu Dương sẽ cho ông ta chạm khắc cây thông phỉ thúy. Mặc dù lúc này cây thông đã rất tốt rồi, nhưng thân cây, rễ cây và những thứ lộ ra bên ngoài cần được chạm khắc lại để tạo nên sự hoàn hảo cho tổng thể. Mà những công việc này đối với những người thợ khắc ngọc như ông ta vô cùng quan trọng, nó đại diện cho tác phẩm của bọn họ. Trần Triệu Dương cảm thấy dễ chịu hơn khi dùng thuốc nhỏ mắt, nhưng khi muốn dùng thấu thị thì mắt anh lại cảm giác ngứa ran, làm anh sợ đến mức nhanh chóng ngừng lại. Mặc dù chưa kiệt sức, nhưng Trần Triệu Dương cũng cảm thấy anh đã dùng đến giới hạn. Từ lần cuối cùng khi thấu thị được tiến hóa, anh vẫn chưa kiểm tra giới hạn nhìn xuyên thấu của mình, lần này coi như đã biết rồi. Một bức bảo bối như vậy giá bao nhiêu? Tôi thấy không thể ước tính được. Bảo vật vô giá. Không sai, là một bảo vật vô giá, cây thông phỉ thúy tự nhiên. Cái này còn tinh tế hơn cả phỉ thúy cải trắng của lão Phật gia năm đó nữa. Nước ngọc cũng tốt, chỉ có điều hơi nhỏ. Những người xung quanh lúc này cũng tỉnh táo lại, lập tức bàn tán sôi nổi, dường như cây thông phỉ thúy này là của họ vậy. Thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương, Đoạn Dương và Trương Trấn Vũ lo lắng nhìn về phía anh, giống như trẻ con chờ được phát kẹo vậy. Giang Tử Phong đương nhiên nhìn ra vẻ khó xử của đại ca mình, lập tức đưa mắt nhìn Hứa Thiệu Phong bên cạnh. Hứa Thiệu Phong lúc này ngồi bệt trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu, thật ra lúc ngọn cây thông phỉ thúy lộ ra, hắn ta đã biết rồi. Hắn đã thua, mà còn thua một cách triệt để. Không phải ha không thể thua mà là thua có chút không cam tâm. Trần Triệu Dương này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Tài năng võ nghệ kinh người, có thể gọi là đệ nhất của cả cái thành phố Nam Hải này. Bây giờ trên con đường cực ngọc, lại cũng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắn ta lại muốn quyệt nợ người như vậy, không phải là tự tìm cái chết sao? Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhận thua thôi. Hai vị trưởng lão, đại ca tôi có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đợi chúng tôi cá cược xong, chúng ta hãy bàn đến chuyện viên ngọc này do ai điêu khắc nhé. Giang Tử Phong học theo Trần Triệu Dương, khoát tay cung kính nói với Đoạn Dương và Trương Trấn Vũ. Nghe thấy lời của Giang Tử Phong, hai người họ mới nhớ rằng mình là ban giám khảo của vụ cược ngày hôm nay. Công việc chưa hoàn thành mà lại chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện của mình. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thiệu Phong. Hứa béo, thế nào? Sách mặt của anh có vẻ không được tốt nhỉ? Giang Tử Phong nhìn vẻ mặt uể oải của Hứa Thiệu Phong mà nói. Không đúng, bắt đầu từ hôm nay anh phải gọi tôi là anh Phong. Nào, gọi thử tôi nghe coi. Giang Tử Phong đột nhiên nghĩ đến vụ cá cược với Hứa Thiệu Phong khi nhặt được hòn đá thô kia, lập tức nói với giọng khiêu khích. Tôi thua thì tôi nhận, đây là tất cả tài sản do tôi đứng tên, đã lập bảng tóm tắt và ký tên rồi, chỉ cần các cậu ký tên thì những thứ này sẽ thuộc về hai người. Hứa Thiệu Phong không để ý đến Giang Tử Phong, hẳn ta nhìn Trần Triệu Dương,
đồng thời lấy ra một xấp hợp đồng chuyển nhượng tài sản đã chuẩn bị sẵn trong túi sách. Những thứ đã chuẩn bị này hắn vốn dĩ không muốn lấy ra, nhưng bây giờ thật sự thua rồi, hắn có chút muốn khóc. Giang Tử Phong nhìn thấy Hứa Thiệu Phong phối hợp như vậy, tự nhiên không ép hẳn ta gọi mình là anh nữa. Sau khi nhận được đồ, Giang Tử Phong lập tức kiểm tra tính xác thực của những hợp đồng chuyển nhượng đó. Đại ca, ok, Giang Tử Phong đột nhiên hưng phấn, những tài sản này có thể nói là rất hùng hậu. Chắc phải hơn 12 tỷ đấy, lần này Hứa Thiệu Phong đúng là phá sản rồi. Trần Triệu Dương nhìn Hứa Thiệu Phong, anh đi tới phía trước và nói, chuyện này lát nữa hãy nói. Trần Triệu Dương nói vậy làm Hứa Thiệu Phong có chút kinh ngạc, chỉ cần nhận lại những thứ này, vụ cá cược không phải kết thúc rồi sao? Đột nhiên, Hứa Thiệu Phong nghĩ đến những gì Trần Triệu Dương đã nói khi chấp nhận cá cược, sắc mặt hắn lập tức xấu đi. Được rồi, vụ cá cược đã kết thúc, mời mọi người giải tán khỏi đây, Phương Thư Minh biết bọn họ vẫn còn có một vụ đánh bạc nữa chưa hoàn thành, rất phối hợp mà giải tán đám đông. Nghe thấy lời của Phương Thư Minh, mặc dù không cam lòng từ bỏ nhưng cũng không ai phản đối cả, mọi người chậm rãi rời đi. Mặc dù người đã đi hết rồi, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Bọn họ phải công khai những gì xảy ra ngày hôm nay, với tư cách là giám khảo cũng cảm thấy rất tự hào. Đợi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong, Phương Thư Minh và hai người Đoạn Dương cùng Trương Trấn Vũ. Lần cá cược này, tôi tuyên bố rằng người chiến thắng là anh Trần Triệu Dương, Phương Thư Minh tuyên bố. Mặc dù mọi người biết ai là người thắng cuộc, nhưng với tư cách là giám khảo, Phương Thư Minh đương nhiên vẫn phải thông báo, như vậy mới có vẻ công bằng. Anh Hứa Thiệu Phong, không biết anh có đồng ý với nhận định này không? Phương Thư Minh mặc dù đang hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Ông Phương, tôi đồng ý, Hứa Thiệu Phong nói xong thì suýt nữa trượt ngã xuống đất. Sau bao nhiêu năm phấn đấu, ván cờ cuối cùng của hắn lại kém cỏi và thua cay đắng như vậy. Những tài sản này tôi không cần nữa. Anh quay về đi, Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt như cho tàn của Hứa Thiệu Phong, mở miệng nói. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, ba người Phương Thư Minh sửng sốt, còn Giang Tử Phong thì há to miệng ngạc nhiên. Hứa Thiệu Phong cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương, muốn biết lời vừa rồi có phải sự thật hay không. Đại ca, anh phải suy nghĩ kỹ nhé, chỗ tài sản này ít nhất phải 12 tỷ đấy, Giang Tử Phong nói nhỏ với Trần Triệu Dương. Mặc dù cậu ta là con nhà thế gia, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng Trần Triệu Dương lại cứ thế mà từ bỏ, hoàn toàn không để ý đến, đây chẳng lẽ lại là một siêu đại gia ngầm. Đây, Hứa Thiệu Phong lần này đã nghe rõ ràng, lập tức kích động. Có điều, lăn lộn bao nhiêu năm rồi, hắn ta đương nhiên biết trên đời không có bữa trưa nào miễn phí cả. Có thể từ bỏ nhiều tài sản như vậy thì ắt sẽ có ý đồ khác lớn hơn. Cậu muốn làm gì? Hứa Thiệu Phong hồi phục dáng vẻ bình tĩnh, hỏi Trần Triệu Dương. Điều tôi muốn rất đơn giản, tương lai anh phải làm việc cho tôi, chỉ cần anh làm tốt những gì tôi giao, sau này tài sản của tôi sẽ để anh quản lý, Trần Triệu Dương nhìn Hứa Thiệu Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Hứa Thiệu Phong nghe xong thì ngẩn người. Đây căn bản không phải là điều kiện gì cả. Đây chính là tha cho hắn một đường sống, và lại còn cho hắn ta cơ hội để bắt đầu lại. Tôi đồng ý với cậu. Đừng đồng ý sớm như vậy, điều tôi ghét nhất chính là sự phản bội, nếu anh phản bội tôi, e rằng không chỉ đơn giản là phá sản đâu, Trần Triệu Dương nhìn Hứa Thiệu Phong thật sâu, giọng điệu bình tĩnh. Tôi sẽ không phản bội cậu, Hứa Thiệu Phong đương nhiên biết năng lực của Trần Triệu Dương, lập tức nói. Được, anh đi đi, sau khi quay về sẽ có người giao cho anh những tài sản mà tôi cần quản lý, chỉ cần anh làm tốt là được, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó trả lại xấp hợp đồng chuyển nhượng cho Hứa Thiệu Phong. Lúc này, ba người Phương Thư Minh nhìn về phía Trần Triệu Dương, ánh mắt của bọn họ đã thay đổi hẳn. Còn trẻ mà đã chống cự được sức hút của đồng tiền, đúng rất rất hiếm gặp. Được, cậu Trần, Hứa Thiệu Phong tâm phục khẩu phục thật rồi, vốn hắn còn tưởng là mình sẽ trắng tay, phải bắt đầu lại từ đầu cơ. Không ngờ Trần Triệu Dương lại trả lại số tài sản này cho hắn, một khoản tiền cách xù như thế mà nói bỏ là bỏ, đúng là thần tiên ấy chứ. Bây giờ... hẳn không chỉ là một Hứa Thiệu Phong với gia tài bạc triệu, mà còn tìm được một chỗ dựa vững chắc. Chính mắt hắn đã được chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương, sau này có anh chống lưng, gặp khó khăn gì cũng không cần đi cầu cạnh khắp nơi như trước nữa. Nghĩ tới đây, bước chân của Hứa Thiệu Phong cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn về đống phỉ thúy đã cắt ra, hắn đã thua rồi thì tất nhiên là sẽ không lấy. Trước khi đi,
Hứa Thiệu Phong đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Trần Triệu Dương, sau này hắn sẽ gửi lợi nhuận vào thẻ theo định kỳ. Thưa hai vị tiền bối, tôi còn có một đề nghị, không biết có thể nói ra được không, nhìn Đoạn Dương và Trương Chấn Vũ, Trần Triệu Dương cảm thấy đau đầu. Cậu nói đi, Đoạn Dương và Trương Chấn Vũ đồng thời mở miệng. Chắc hẳn hai tiền bối cũng đã nhìn ra rằng cây thông phỉ thúy này vốn đã tinh xảo lắm rồi, trên cơ bản không cần đánh bóng và điêu khắc gì nữa. Thứ duy nhất cần điêu khắc là chú sóc nhỏ trên cành thông, nó cần kỹ thuật điêu khắc siêu nhỏ. Tôi nghĩ ông Đoạn chính là người phù hợp nhất. Ông Trương đừng vội, bên dưới cây thông này còn có một số viên đá màu nâu đen, nếu chạm khắc thành đất thì có lẽ sẽ giúp cây thông bảng phỉ thúy này trông sinh động hơn nữa. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa chỉ vào hai chỗ đó. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, bọn họ lập tức đổ dồn sự chú ý vào nơi mà anh nói. Trên mặt bọn họ hiện lên nét suy tư, rõ ràng là đang nghĩ phương án điêu khắc. Thấy dáng vẻ đó của hai ông bạn già, Phương Thư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bèn nhìn về phía Trần Triệu Dương. Bọn họ cứ thế đó, tập trung vào công việc là chẳng ai quấy rầy bọn họ được nữa, vậy nên chúng ta đi trước đi. Trần Triệu Dương, nếu cậu tin tưởng ba ông già này thì hãy tạm thời giao cây thông phỉ thúy này cho chúng tôi. Đến khi điêu khắc xong, chúng tôi sẽ gọi cậu tới lấy, cậu thấy sao? Phương Thư Minh nhìn Trần Triệu Dương và nói. Không thành vấn đề, đương nhiên là tôi biết mức độ uy tín của ba vị tiền bối. Vậy thì tôi xin phép đi trước, còn về chi phí, đợi hai tiền bối điêu khắc xong, tôi nhất định sẽ không keo kiệt, Trần Triệu Dương gật đầu nói. E là hai người họ không nhận đâu. Bọn họ luôn muốn có một tác phẩm để đời, cây thông phỉ thúy này rất phù hợp với yêu cầu của họ, vậy nên cậu đừng nhắc đến chi phí, bọn họ sẽ giận đấy, Phương Thư Minh hiểu tính cách của hai ông bạn này, vì thế lắc đầu nói. Chuyện này, được rồi, vậy thì tôi xin phép đi trước, Trần Triệu Dương sửng sốt, sau đó anh cũng nghĩ thông, không cảm thấy phản cảm gì về chuyện này cả. Anh được hai bậc thầy điêu khắc đích thân chạm khắc cho một tác phẩm, có thể coi là hơi to rồi. Vậy nên tất nhiên là bọn họ cũng phải được cái danh chứ. Tiết Nhân đưa hai chiếc vali lớn có mật mã cho Trần Triệu Dương, cho đống phỉ thúy mà Trần Triệu Dương và Hứa Thiệu Phong cắt được vào đó, như thế là có thể xách đi được luôn. Còn với những viên đá cực ngọc còn lại, Giang Tử Phong kiếm một chiếc xe đẩy tới mang chúng đi. Giang Tử Phong cho hết đá vào trong xe, may mà xe của cậu ấy là xe jeep nên mới chứa hết được. Đại ca, bao tài sản như thế mà anh trả lại hết cho tên mập họ Hứa kia, liệu có hời cho hắn quá không, Giang Tử Phong vẫn không hiểu vì sao. Trần Triệu Dương lại làm thế, cậu ấy nghỉ hoặc nói. Cậu cảm thấy với bản lĩnh của đại ca cậu thì sau này có thiếu tiền không, Trần Triệu Dương hỏi. Không, Giang Tử Phong lách đầu, khẳng định nói. Không thì tôi lấy nhiều tiền như thế làm gì, Trần Triệu Dương nói với vẻ đương nhiên. Đại ca, anh, VIP đó. Nghe thấy giọng điệu đương nhiên của Trần Triệu Dương, rất lâu mà Giang Tử Phong không nói được gì, mãi mới dặn ra được một câu. Yên tâm đi, giá trị của Hứa Thiệu Phong không chỉ có thế thôi đâu, sau này anh ta sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn nữa, Trần Triệu Dương lách đầu nói. Có lẽ sau này, tài sản của anh sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đó chắc chắn sẽ cần một người có năng lực quản lý. Hứa Thiệu Phong có được ngày hôm nay, chứng tỏ hắn cũng không phải là một kẻ bất tài. Vậy nên anh cần Hứa Thiệu Phong làm việc cho mình, và hiển nhiên là Ha cũng rất phù hợp. Hai người lái xe tới biệt thự, Trần Triệu Dương gọi đám Đường Võ tới khiêng đá trên xe xuống, vừa hay bọn họ đang không biết làm gì cho đỡ chán. Anh Dương, mang đống đá này tới làm gì, Đường Võ dễ dàng nhấc tảng đá nặng nhất trong số đó lên, đồng thời mở miệng hỏi. Các anh cẩn thận một chút, chúng không phải đá đâu, toàn là báu vật vô giá đấy, thấy hai người trong số họ không mấy cẩn thận. Giang Tử Phong thay đổi sắc mặt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cậu ấy nói vậy làm người của nhóm vệ sĩ này hơi bất mãn. Chỉ là mấy tảng đá mà thôi, có báu vật gì cơ chứ? Chúng đâu phải vàng, đáng bao nhiêu tiền đây hả? Đây không phải đá bình thường mà là đá cực ngọc, mua chúng phải tốn mấy triệu đấy, nếu rơi vỡ thứ trong đó thì, vốn dĩ Giang Tử Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng Trần Triệu Dương đã kéo cậu ấy lại. Được rồi, bọn họ tự có chừng mực, đừng quan. Sau đó, Trần Triệu Dương nhìn Đường Võ và nói, cho đống đá này vào tầng hầm trong biệt thự, lúc nào rảnh tôi sẽ lấy phỉ thúy trong đó ra. Vâng, anh Dương, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đám Đường Võ lập tức nghiêm túc hẳn lên. Bọn họ làm ở công ty đá quý, tuy chưa từng gặp đá cực ngọc, nhưng cũng từng nghe nói tới rồi.
biết đây là đá cực ngọc có phỉ thúy, tất nhiên là không ai dám qua loa nữa. Đi đến cửa phòng, Trần Triệu Dương bỗng hơi chần chừ. Chủ yếu là bởi vì cảnh tượng lúc trước quá lúng túng, tuy rằng bây giờ là hơn 9 giờ rồi, nhưng ai biết bọn họ đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì anh phải giải thích thế nào? Đại ca, em đi trước đây, Giang Tử Phong đặt vali xuống đất rồi nói. Ừ, cậu đi đi, nhớ xử lý Hồ Lộc Minh đấy, Trần Triệu Dương gật đầu rồi dặn dò thêm. Vâng, đại ca, Giang Tử Phong đồng ý ngay, nhưng cậu ấy vẫn chưa xoay người đi. Còn chuyện gì nữa à, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương nghi hoặc hỏi. Đại ca, bao giờ em mới được học võ với anh, Giang Tử Phong ngượng ngập nói. Đợi đến khi nào xử lý Hồ Lộc Minh xong thì cậu sẽ được học, Trần Triệu Dương nở nụ cười, nhóc này vã lắm rồi đây. Vâng, đại ca cứ yên tâm, em sẽ xử lý nó với tốc độ nhanh nhất, nghe thấy lời hứa của đại ca, Giang Tử Phong hưng phấn tột độ, gần như là nhảy chân sáo rời khỏi đó. Trần Triệu Dương đứng do dự ở cửa, không biết có nên vào hay không. Nhưng không vào thì phải đi đâu đây? Đúng lúc anh định mở cửa để đi vào thì cửa phòng bỗng mở ra. Trần Triệu Dương lùi về sau một bước, người mở cửa ra là Từ Tịnh Nhã, thấy Trần Triệu Dương về muộn như thế, cô ta khó chịu nói, ái chà, anh còn biết đường về đấy à, tôi tưởng anh gục trong lòng cô nào không chịu về cơ. Trần Triệu Dương cảm thấy quái dị, sao Từ Tịnh Nhã nói cứ như vợ đang trách chồng về muộn vậy. Từ Tịnh Nhã cũng nhận thấy giọng điệu của mình không ổn cho lắm. Khuôn mặt của cô ta lập tức ửng đỏ, nhanh chóng xoay người về phòng. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi cũng đi vào. Tịnh Nhã, chẳng phải cậu ra ngoài chạy bộ sao? Sao lại quay lại thế? Nghe thấy tiếng bước chân, Nam Cung Yến hỏi luôn mà không quay đầu lại. Tớ hơi khó chịu nên về nghỉ ngơi trước đây, sao Từ Tịnh Nhã lại nói ra lý do mà cô ta quay lại được, chỉ nhanh chóng đi lên lầu. Vợ à, anh về rồi, Trần Triệu Dương mang hai chiếc vali vào. Lúc này, Nam Cung Yến đang tập yoga trong phòng khác, bộ quần áo chuyên dụng bó sát làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô. Sau khi dùng thuốc làm đẹp ra, trông Nam Cung Yến càng thêm tươi ngon, khiến đôi mắt của Trần Triệu Dương như muốn bốc hỏa. Nam Cung Yến xoay người lại, cô nhìn Trần Triệu Dương với vẻ bất đắc dĩ, nói, sao anh lại chọc Tịnh Nhã giận rồi? Anh nào có, cô ấy gặp anh đúng lúc anh vào. Nhà, sau đó tự nhiên quay lại, Trần Triệu Dương đặt vali lên bàn, bày ra vẻ mặt tranh công đòi phần thưởng. Vợ à, em đoán em trong vali này có thứ gì? Trần Triệu Dương vỗ vào vali, cười nói. Chắc không phải là tiền đấy chứ, Nam Cung Yến dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống sofa rồi thản nhiên hỏi Trần Triệu Dương. Vợ à, anh tầm thường đến thế sao? Thôi bỏ đi, anh mở luôn ra cho em xem này, Trần Triệu Dương bĩu môi, anh mở vali ra, để lộ ra phỉ thúy trong đó. Đây là, khi nhìn thấy phỉ thúy, Nam Cung Yến không thể bình tĩnh nổi. Trong chiếc vali đựng hai viên đá xanh biếc. Một viên là tổ mẫu lục, viên còn lại là đế vương lục. Hai viên đá này nằm cạnh nhau thật sự là rất bắt mắt. Chắc không phải thứ này được làm từ thủy tinh đấy chứ, Nam Cung Yến không dám tin thứ trước mắt mình là hai viên phỉ thúy. Phải biết rằng công ty nhà cô làm về đá quý, tuy rằng cũng lấn sân sang những mảng khác, nhưng chủ yếu vẫn là ngành này. Từ nhỏ đến lớn cô đã được nhìn biết bao đá quý, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổ mẫu lục và đế vương lục gần như thế này. Trước kia cô luôn ngắm nhìn chúng qua những buổi triển lãm đá quý, vậy nên cô hoài nghi hai viên phỉ thúy này là giả. Sao vợ lại hoài nghi người chồng yêu dấu của em như thế? Khó khăn lắm anh mới thắng cược và mang được chúng về, em quên là anh nghiên cứu khá kỹ về cực ngọc à, Trần Triệu Dương nói với vẻ ấm ức. Thế nên đây là hàng thật ấy hả? Nam Cung Yến vươn tay ra, định sờ vào hai viên phỉ thúy. Ơ kìa, em cẩn thận như thế làm gì? Cầm lên mà xem. Nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương bắt lấy tay cô, tay còn lại thì cầm tổ mẫu lục đặt vào tay cô. Tự nhiên bị Trần Triệu Dương nhét tổ mẫu lục vào tay, Nam Cung Yến giật nảy mình, nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cầm viên phỉ thúy thật chặt, sợ làm rơi vỡ mất. Đúng là thật rồi, sau khi quan sát, Nam Cung Yến đã đoán ra rằng viên tổ mẫu lục này là thật. Vậy viên đế vương lục này cũng là thật đúng không? Biết tổ mẫu lục là thật, Nam Cung Yến nhìn về phía đế vương lục. Trông nó nhỏ hơn tổ mẫu lục một chút. Em cầm rồi tự xem đi, Trần Triệu Dương cạn lời nhìn vợ mình, cô không tin anh đến thế sao? Thực ra Nam Cung Yến đã tin Trần Triệu Dương rồi, chắc hẳn viên đế vương lục này cũng là thật. Tiếc là bị nứt một chút,
Nam Cung Yến nhanh chóng nhận ra trên đế vương lục có hai vết nứt, cô nói trong sự tiếc nuối. Chiều nay anh đi Cực Ngọc hả? Sao anh không gọi tôi? Nam Cung Yến hơi giận, biết cô thích Cực Ngọc mà còn không gọi cô. Khụ khụ, anh đâu dám, nghĩ tới cảnh tượng buổi trưa, đến giờ Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy nóng ran khắp người. Anh không nhịn được nhìn vào dáng người thướt tha của Nam Cung Yến, trong đầu bắt đầu so sánh với hình ảnh nhìn thấy lúc trưa, đúng là khiến người ta không dứt ra được. Không được nghĩ lung tung, tất nhiên Nam Cung Yến cũng nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ lúc trưa. Thấy Trần Triệu Dương cười tít mắt như vậy, cô xấu hổ quát. Anh có nghĩ lung tung đâu, anh đang nghĩ đến vợ anh, thế mà là nghĩ lung tung hả? Trần Triệu Dương phản bác một cách đương nhiên. Đồng thời, đôi mắt anh lại nhìn Nam Cung Yến mà chẳng hề kiêng dè chút nào. Không đúng, phải gọi là thưởng thức. Trong vali này là cái gì? Nam Cung Yến không ngăn cản được việc Trần Triệu Dương nhìn. Mình, chỉ đành mặc kệ anh, chủ động đi cầm lấy cái vali còn lại. Cẩn thận, cái này nặng đấy. Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến đi tới kéo cái vali kia, bởi vì viên phỉ thúy to đựng trong đó nên nó rất nặng, cô kéo một cái là nó hạ xuống đất. Anh giật nảy mình, nhanh tay đỡ vali giúp cô. Phù, nguy hiểm thật, tốc độ của Trần Triệu Dương rất nhanh nên vẫn kịp đỡ vali trước khi nó đập vào chân Nam Cung Yến. Nam Cung Yến sợ hết hồn, may mà Trần Triệu Dương đỡ được, cái vali này nặng lắm, nếu đập vào. Thật thì làm sao mà cô chịu nổi. Cảm ơn. Nam Cung Yến hơi tái mặt đi, cô nói với Trần Triệu Dương. Bảo vệ vợ là chuyện bình thường thôi mà, cảm ơn gì chứ, Trần Triệu Dương tỏ vẻ đương nhiên. Hừ, ai là vợ anh, đừng tưởng tôi sẽ tha thứ chuyện ngày hôm nay, Nam Cung Yến hung dữ lườm anh, sau đó mở chốt vali ra. Sau khi mở ra, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là một tảng phỉ thúy lớn, tiếc rằng nó không thể thu hút được sự chú ý của cô. Thứ thực sự khiến cô chú ý tới là mắt tím lớn bằng hai quả trứng gà, màu tím ấy mang theo sức hấp dẫn tự nhiên. Nhìn thấy một thứ như vậy, bất cứ một cô gái nào cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó. Dù rằng Nam Cung Yến kinh doanh đá quý, nhưng chẳng mấy khi được nhìn thấy phỉ thúy hiếm có như mắt tím. Đẹp quá, chẳng lẽ đây là mắt tím trong truyền thuyết sao? Trong mắt Nam Cung Yến hiện lên nét mê ly. Đúng thế, nó chính là mắt tím, Trần Triệu Dương gật đầu. Anh còn một chuyện nữa không biết phải nói với Nam Cung Yến thế nào. Vợ à, anh tặng hết những viên phỉ thúy này cho em đó, em muốn xử lý thế nào cũng được, Trần Triệu Dương mở miệng nói. Trước tiên phải lấy đà cái đã, chứ nói thẳng ra thì e là Nam Cung Yến sẽ không đồng ý. Ồ, nói đi, có chuyện gì, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến lập tức bừng tỉnh sau cơn say dài, hỏi thẳng anh. Thật ra cũng không có chuyện gì to tát cả. Anh cần phải đi ra ngoài vài ngày, nếu nhanh thì khoảng 3 ngày, nếu chậm thì phải 5-7 ngày, anh không ngờ Nam Cung Yến lại nhạy bén như vậy, hết cách chỉ đành nói ra. Được thôi, anh có thể đi bao lâu tùy thích, không cần phải báo cáo với tôi, vẻ mặt của Nam Cung Yến chợt ngưng trệ, sau đó vờ như không quan tâm. Được rồi, tôi phải đi ngủ rồi, dứt lời, Nam Cung Yến xoay người bước lên lầu mà không đợi Trần Triệu Dương nói thêm câu nào. Lúc xoay người đi, trong lòng cô cảm thấy hơi buồn và lạc lõng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác này đối với Trần Triệu Dương, cô vẫn luôn cho rằng mình không hề chấp nhận anh, nhưng bây giờ, đột nhiên nhận ra bản thân thế mà lại không nỡ để anh đi. Trần Triệu Dương nhìn theo bóng lưng Nam Cung Yến đang bước đi uyển chuyển lên lầu thì thấy có chút thất vọng. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, sau khi thu dọn phỉ thúy, anh trở về phòng và bắt đầu tu luyện. Khi Nam Cung Yến về đến phòng, sắc mặt cô có chút không ổn, Từ Tịnh Nhã tất nhiên nhận ra nên vội nhìn về phía cô. Tiểu Yến, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Từ Tịnh Nhã nhìn Nam Cung Yến với vẻ mặt lo lắng hỏi. Không có gì đâu, là Trần Triệu Dương có chuyện cần giải quyết nên anh ta phải đi xa một thời gian, Nam Cung Yến hít một hơi thật sâu lấy lại cảm xúc rồi nói. Đây chẳng phải là cậu đang không nỡ để cho người ta đi sao? Thế mà vẫn còn cứng miệng như vậy, Từ Tịnh Nhã nghe vậy bất lực nói. Ai nói mình không nỡ để anh ta đi chứ, mình vừa rồi chỉ là đang nghĩ tới chuyện khác mà thôi, Nam Cung Yến còn cứng miệng chối. Được rồi, cậu thắng rồi, Từ Tịnh Nhã xua tay, không muốn khơi chuyện này nữa. Qua một đêm, Trần Triệu Dương cảm thấy mình hấp thu linh khí nhanh hơn trước rất nhiều, hẳn là tác dụng của việc tu luyện thân thể. Kinh mạch của anh dày hơn, tất nhiên sẽ chứa được nhiều linh khí hơn, sau một thời gian dồn nén chân khí trong cơ thể, lực hút của anh cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước.
mà tốc độ truyền dẫn linh khí mà Nam Cung Yến mang đến cho anh cũng trở nên nhiều hơn, chẳng trách lão già kia để cho mình kết hôn với cô ấy, bây giờ rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân rồi. Thể chất của Nam Cung Yến thực sự quá đặc biệt, nếu tốc độ tu luyện của mình càng nhanh, vậy thì Nam Cung Yến sẽ cung cấp nhiều linh khí hơn. Nếu mình có thể ở gần cô ấy một chút thì sẽ càng tốt. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Dương Lệ đã gọi đến. Hai ngày nay, Dương Lệ ăn không ngon, ngủ không yên, cả người suy sụp, cô ấy sợ Trần Triệu Dương sẽ bỏ cô ấy ở đây, không về nhà cùng với mình. Vì vậy, mới sớm ra cô ấy đã gọi điện cho anh. Cái gì, cô đã mua vé rồi, sau khi nghe thấy. Những gì Dương Lệ nói, Trần Triệu Dương đột nhiên bất lực nói, cô tìm được thông tin của tôi ở đâu vậy? Không phải lúc cậu vào làm việc thì có điền thông tin sao? Nhanh lên, 9 giờ máy bay cất cánh rồi, cậu đừng để nhỡ giờ đó, Dương Lệ thúc giục. Được rồi, tôi biết rồi, Trần Triệu Dương nhìn thời gian, mới 7 giờ rưỡi, vẫn còn thời gian ăn sáng. Anh lập tức đi vào phòng bếp và tất bật làm bữa sáng. Chỉ là khi anh làm bữa sáng xong, muốn gọi Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đến ăn sáng thì bọn họ đã không còn ở trên lầu nữa, quần áo và túi sách cũng không có, có lẽ đã đi ra ngoài. Trần Triệu Dương phải tự mình ăn hết bữa sáng, sau đó lấy hai bộ quần áo cho vào túi ni lông rồi bắt taxi đi ra ngoài. Khi đến sân bay, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dương Lệ đứng ở cổng sân bay đang nhìn đông nhìn tây thì anh vội bước tới. Cuối cùng cậu cũng tới rồi, nhìn đồng hồ trên tay, Dương Lệ thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức kéo anh chạy vào trong. Bị Dương Lệ kéo, Trần Triệu Dương cũng không hề giấy giụa, để mặc cô ấy kéo đi. Suy cho cùng được một người phụ nữ đẹp nắm tay kéo đi thân mật như vậy thì còn điều gì sướng bằng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của những người đàn ông xung quanh thì có thể biết rằng bọn họ đều đang hận không thể đổi mình vào vị trí này của anh. Trần Triệu Dương bị Dương Lệ kéo đi, vốn không để ý được rằng đang có một ánh mắt dõi nhìn theo anh, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ buồn rầu. Hóa ra anh ta nói rằng phải đi vài ngày là để đi hẹn hò cùng với người phụ nữ khác, bóng dáng này chính là Nam Cung Yến, không ngờ cô lại gặp anh ở sân bay. Vốn dĩ cô đến đây để tiễn Từ Tịnh Nhã, nhưng đã tình cờ nhìn thấy Trần Triệu Dương và Dương Lệ đang thân mật mà lôi lôi kéo kéo nhau. Trần Triệu Dương đến cổng lên máy bay, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang nhìn mình, bất giác quay lại, nhưng không thấy gì cả. Anh cho rằng đó là ảo giác, bởi vì thời gian quá eo hẹp, anh còn chưa kịp nhìn lại đã bị Dương Lệ trực tiếp kéo vào cổng lên máy bay. Sau khi lên máy bay, anh và Dương Lệ đều đã tìm được chỗ ngồi của mình. Hai người họ không ngồi cạnh nhau. Người ngồi ở giữa Trần Triệu Dương và Dương Lệ thực ra là một cô gái, nhưng anh cảm thấy dáng vẻ của cô ta có chút quen thuộc. Trần Triệu Dương, sao anh lại ở đây? Cô gái này liền tháo mũ và kính râm ra, kinh ngạc nhìn Trần Triệu Dương. Từ Tịnh Nhã, sao cô lại ở trên máy bay? Tôi còn tưởng là cô đi mua sắm với Tiểu Yến, Trần Triệu Dương cũng không ngờ lại gặp được Từ Tịnh Nhã. Vị này là, Từ Tịnh Nhã nhíu mày nhìn Dương Lệ đang ngồi bên cạnh, tuy rằng vừa rồi cô ta đeo kính, nhưng có thể nhìn ra Trần Triệu Dương và cô gái này đi lên cùng nhau. Nói cách khác là vì cô gái này nên anh mới nói là cần đi ra ngoài một thời gian. Nghĩ đến đây, sắc mặt Từ Tịnh Nhã trở nên khó coi. Ban đầu, cô ta có chút ngưỡng mộ với Nam Cung Yến vì có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Nhưng mà không ngờ người đàn ông này lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô ấy là Dương Lệ, đội trưởng đội bảo vệ của công ty chúng tôi và là sếp cũ của tôi. Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Là vì cô ấy nên anh mới nói muốn rời đi mấy ngày sau, Từ Tịnh Nhã hỏi Trần Triệu Dương với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cũng không hoàn toàn là như vậy, tôi vốn định đến Vân Hải, nhân tiện giúp cô ấy một chuyện, Trần Triệu Dương không muốn Từ Tịnh Nhã có bất kỳ hiểu lầm nào, nhanh chóng giải thích. Xin chào, tôi là Dương Lệ, xin hỏi cô là, Dương Lệ tất nhiên nhìn ra được cô gái trông rất nho nhã này có vẻ không thân thiện với mình. Chẳng lẽ cô gái này là bạn gái của Trần Triệu Dương sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chúng ta không quen biết gì vì vậy không cần phải giới thiệu, Từ Tịnh Nhã lạnh lùng nhìn Dương Lệ một cái, sau đó quay đầu đi, không muốn nhìn cô ấy nữa. Trong phút chốc, bầu không khí của ba người có chút ngượng ngùng, lúc này máy bay đã chuẩn bị cất cánh. Đột nhiên, trong lòng của Trần Triệu Dương nảy lên một cái, nghĩ đến ánh mắt mà anh cảm nhận được ở cổng lên máy bay. Nếu Từ Tịnh Nhã xuất hiện ở đây, hẳn là Nam Cung Yến đã tiễn cô ta đến, như vậy là lúc nãy Nam Cung Yến đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Lệ kéo mình chạy vào cổng lên máy bay rồi.
và ánh mắt anh cảm nhận được đó không phải là ảo giác mà là của cô ấy. Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu, bởi vì lúc này, máy bay đã cất cánh, cho dù muốn xuống máy bay cũng không thể được. Xem ra, mình chỉ có thể giải thích cho Nam Cung Yến sau vậy. Chỉ mất 2 giờ bay từ thành phố Nam Hải đến thành phố Vân Hải, ngay sau đó máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Vân Hải. Sau khi Trần Triệu Dương xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm là lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Yến, nhiều lần gọi nhưng đều không có ai trả lời, khi anh gọi lại thì điện thoại đã tắt máy. Trần Triệu Dương thầm thở dài, xem ra cô ấy tức giận thật rồi. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ rằng cô ấy có quan tâm đến anh, có vẻ như việc sống chung trong khoảng thời gian này vẫn có hiệu quả. Vì không gọi được điện thoại nên Trần Triệu Dương cũng không gọi lại, anh muốn kết thúc sự việc ở đây càng sớm càng tốt, bay về Nam Hải, tìm Nam Cung Yến giải thích rõ ràng. Trần Triệu Dương, anh tự giải quyết cho ổn thỏa, Từ Tịnh Nhã nhìn thấy Trần Triệu Dương gọi điện thoại, liền đoán được, hẳn là gọi cho cô bạn thân của mình. Có điều nhìn dáng vẻ anh ấy như vậy, e rằng là Tiểu Yến không chịu nghe máy. Sau khi nói xong, Từ Tịnh Nhã xoay người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có phải tôi gây phiền toái cho cậu rồi không? Lúc này Dương Lệ có chút bất an, cô ấy hy vọng Trần Triệu Dương có thể cùng mình trở về nhà một chuyến, nhưng cũng hy vọng không xảy ra chuyện gì. Không sao đâu, đi thôi, Trần Triệu Dương lắc đầu, anh không muốn công khai mối quan hệ của mình với Nam Cung Yến, dù sao thì cô ấy vẫn chưa công bố, chắc chắn cô ấy tự có cân nhắc. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương không có ý muốn nói nên cũng không hỏi nhiều. Cả hai bắt xe rồi đi về phía nội thành của thành phố Vân Hải. Khi đến một khu vực tương đối yên tĩnh ở thành phố Vân Hải, hai người xuống xe, trước mắt là một căn biệt thự rộng lớn, đây chính là nhà họ Dương nơi Dương Lệ ở. Sao vậy, đi vào thôi, sau khi xuống xe, Trần Triệu Dương đang chờ đi vào trong nhưng lại thấy. Dương Lệ đứng ở cửa với dáng vẻ do dự. Đi thôi, Dương Lệ hít sâu một hơi, lập tức đi vào trong. Đến cổng. Bảo vệ đã ngăn bọn họ lại. Hai vị muốn tìm ai, tên bảo vệ hỏi Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Tôi là Dương Lệ, con gái của Dương Đức Trung, Dương Lệ không ngờ rằng mới nửa năm nay không về nhà, đến bảo vệ cũng đã đổi rồi, thậm chí còn không nhận ra mình. Là cô chủ sao, thực xin lỗi. Vừa rồi tôi không nhận ra. Cô chủ đợi một lát, tôi thông báo với ông chủ một tiếng, khi tên bảo vệ nghe thấy Dương Lệ nói vậy, trong mắt đột nhiên lộ ra một nụ cười cân nhắc. Lúc này, Trần Triệu Dương mới nhìn về phía tên bảo vệ, tên này nhất định không phải bảo vệ bình thường, đây là một hậu thiên võ giả, tuy rằng chỉ mới là hậu thiên tiểu thành nhưng các võ giả đều rất kiêu ngạo, không thể nào đi làm bảo vệ được. Trừ khi, có ai đó giống như hẳn ta. Trên đường đến đây, Trần Triệu Dương đã biết được rằng nhà họ Dương nơi Dương Lệ đang ở chỉ là một gia tộc nhỏ làm kinh doanh, cũng chỉ mới phát đạt hơn trong 2 năm qua. Vì vậy, nhà họ Dương nhất định không thể mời nổi một võ giả làm bảo vệ được. Tên bảo vệ này chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, Trần Triệu Dương không vội vạch trần, nhỡ như bứt dây động rừng vậy không hay rồi. Gương mặt của Dương Lệ đột nhiên tái mét đi sau khi nghe những lời tên bảo vệ vừa nói. Làm gì có chuyện trở về nhà của mình mà cũng cần phải đi xác nhận rồi mới có thể vào. Đây quả nhiên là một sự xúc phạm mà. Không sao, để xem tình hình như thế nào đã, Trần Triệu Dương ngăn Dương Lệ đang sắp nổ tung lên, lách đầu khế nói. Tên bảo vệ không hề có ý gọi điện thoại, cứ như vậy mà nhìn Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Mau gọi đi, tôi muốn đi vào, Dương Lệ kiên nhẫn nói với tên bảo vệ. Xin lỗi cô chủ, ông chủ đang bận, hiện tại không thể gặp người ngoài, tên bảo vệ cười chế nhạo, sau đó tìm một cái cớ. Người ngoài, anh nói tôi là người ngoài sao, lần này Dương Lệ không kìm được mà nổi giận đùng đùng. Trần Triệu Dương thở dài, vốn dĩ anh muốn vào xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không ra tay thì e rằng sẽ không vào được rồi. Xin lỗi cô chủ, à không đúng, nên nói là cô chủ cũ, ông chủ đã hạ lệnh cắt đứt quan hệ với cô rồi, cho nên cô thật sự là người ngoài, tên bảo vệ quan sát Dương Lệ từ trên xuống dưới với ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Để tôi, Trần Triệu Dương kéo Dương Lệ sang bên cạnh, sau đó nhẹ giọng nói, xem ra chuyện của nhà cô không nhỏ rồi, nhưng có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp cô. Ban đầu, Dương Lệ còn có chút hoảng hốt, nhưng nghe được Trần Triệu Dương nói vậy, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngay tức khắc, Trần Triệu Dương kéo Dương Lệ đi thẳng vào bên trong. Thằng nhãi, mày muốn làm gì? Mày muốn đột nhập vào nhà riêng sao? Vốn dĩ tên bảo vệ đang đắc thắng,
nhưng khi nhìn thấy tên nhãi này đang cầm một cái túi ni lông rách đựng quần áo lại kéo Dương Lệ xông vào trong đó, hắn ta vô cùng tức giận. Cút đi, Trần Triệu Dương kéo Dương Lệ đến cổng chính, một cước đá bay tên bảo vệ đó. Tên này không ngờ rằng thằng nhãi này lại động tay động chân, hắn ta muốn ra tay đánh anh, kết quả là tốc độ chân của anh quá nhanh, hắn ta chỉ cảm thấy phần bụng mình bị va đập mạnh, đợi đến khi cảm nhận được cơn đau thì cả người đã bay lên, sau đó rơi phịch xuống đất rồi ngất đi. Trần Triệu Dương cầm tay Dương Lệ, đi thẳng vào nhà họ Dương. Trên đường đi, hai người không ít lần bị tấn công, những người này căn bản đều là võ giả, tuy rằng đều là hậu thiên võ giả, nhưng chứng tỏ rằng nhà họ Dương đã xảy ra chuyện. Dương Lệ, cháu đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, lại dám đem người đến nhà họ Dương gây sự. Chú nghĩ cháu thật sự chán sống rồi, khi Trần Triệu Dương và Dương Lệ xông vào biệt thự họ Dương thì có một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Chú ba, chú cũng muốn ngăn cản cháu sao? Dương Lệ nhìn người chú xa lạ trước mặt, vẻ mặt buồn bực hỏi. Ông ta không phải chú ba của cô, Trần Triệu Dương đột nhiên tiến lên một bước, giáng cho tên đó một cái tát thật mạnh, vừa tát anh vừa dùng chân khí xoay một vòng trên mặt ông ta. Ông không phải là chú ba của tôi, ông rốt cuộc là ai? Khi người đó từ dưới đất bò dậy muốn tấn công lại thì Dương Lệ đột nhiên hét lên. Sau khi nghe thấy những gì Dương Lệ nói, ông ta liền biến sắc vội lấy tay sờ lên mặt mình. Nếu mày đã phát hiện ra rồi thì tao không cần phải giấu nữa. Đúng vậy, tao không phải là chú ba của mày đã chết từ lâu rồi, sau khi biết mình đã bị bại lộ, tên này liền cười nhạo nói. Nói như vậy là người tên Dương Đức Trung đang ở nhà họ Dương lúc này, không phải là bố của tôi. Vậy bố của tôi đâu? Dương Lệ bỗng trở nên thấp thỏm và lo lắng khi nghe ông ta thừa nhận điều đó. Ý cô nói là lão già tính tình ngoan cố đấy à? Ha ha, ông ta cũng chết rồi, giữ lại cũng vô dụng, người đàn ông đó nghe thấy câu hỏi của Dương Lệ liền nói một cách đáng sợ. Không thể nào, ông nói dối, sao bố tôi có thể chết được chứ? Hai mắt Dương Lệ đột nhiên trở nên vô hồn. Cô ấy không ngờ mình gấp gáp trở về nhà lại nhận được tin tức như vậy. Để tôi, nhìn thấy bộ dạng của Dương Lệ, Trần Triệu Dương biết e là cô ấy đã mất bình tĩnh, vì vậy anh lập tức vỗ nhẹ vào tay cô ấy rồi đứng ra. Nói đi, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn chiếm đoạt nhà họ Dương? Trần Triệu Dương liếc mắt nhìn người đàn ông đã bị xé rách mặt nạ ra người, lập tức hỏi. Thằng danh con, mày là người tình của Dương Lệ sao? Nếu đã đến rồi thì đừng hòng mà rời khỏi đây. Tên đó cười lạnh, sau đó vỗ tay một cái, một đám người khoảng mười mấy tên chạy ra khỏi biệt thự bao vây lấy Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Dương Lệ bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng cũng chỉ đối phó với người bình thường mà thôi, còn những tên này thân hình vạm vỡ, nhất định không hề tầm thường. Trần Triệu Dương kéo Dương Lệ ra phía sau, rồi nhìn đám người này một cách khinh thường. Thực lực của những tên này phần lớn đều là hậu thiên võ giả. Còn tên giả mạo chú ba của Dương Lệ này cũng mới chỉ là hậu thiên đại thành, đối với Trần Triệu Dương mà nói, những người này vốn không có tí uy hiếp nào. Bây giờ, tôi cho ông một cơ hội, nếu ông thả người nhà của Dương Lệ ra và lập tức rời khỏi đây, tôi sẽ tha cho các người, Trần Triệu Dương không muốn phải ra tay giết người liền nói. Ha ha, thằng danh con, hình như mày vẫn chưa nhìn rõ được tình hình. Hiện tại, chính bọn tao mới là người đang nắm quyền kiểm soát. Mày còn dám ngông cuồng nói với tao như vậy ư? Tên đó cười há hốc mồm, sau đó nhìn về phía đám đàn em của mình nói, tóm lấy bọn nó, mặc xác tên đó sống hay chết, nhưng người phụ nữ kia phải bắt lại, đừng để cô ta bị thương, cậu chủ còn muốn thân xác của cô ta. Nghe tên này nói vậy, Dương Lệ sợ hãi nắm lấy cánh táp Trần Tiêu Dương. Lúc này, cô ấy mới hối hận vì đã trở về, còn liên lụy đến Trần Triệu Dương. Xin lỗi, tôi không biết là mọi chuyện sẽ như thế này. Dương Lệ vô cùng hối hận nói với Trần Triệu Dương. Đừng lo, những con sâu bọ này chỉ cần dám chết là được rồi, anh vỗ vỗ cánh tay Dương Lệ, ôn nhu an ủi. Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu ông đã không biết trân trọng, vậy tôi sẽ cho các người biết ai mới là người nắm quyền quyết định. Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó bóng dáng liền biến mất. Dầm. Lúc nhìn thấy anh trở lại trước mặt Dương Lệ thì đám người đó đều đang kêu gào thảm thiết và nằm lê lết trên mặt đất. Nếu không phải Trần Triệu Dương nương tay thì e là các tên này sớm đã mất mạng. Mày rốt cuộc là ai? Tên đó không ngờ rằng đám đàn em của mình sẽ bị hạ gục chỉ trong một lần chạm trán, điều này khiến ông ta có chút khó tin. Ông ta rõ ràng nhìn thấy người thanh niên này thân hình gầy gò, dường như là không có nhiều sức lực, làm sao có thể đánh bại đám hậu thiên võ giả của mình chứ? Tôi là ai? Ông vẫn chưa đủ tư cách để biết.
nói cho tôi biết, người nhà của Dương Lệ ở đâu? Trần Triệu Dương lắc đầu, sau đó hỏi. Thằng danh con, mày đừng vội đắc ý, đợi đại ca của bọn tao ra rồi thì mày sẽ biết tay, tên đó không tránh khỏi hoảng sợ liền đe dọa nói. Ồ, hóa ra ông không phải là tên đầu sỏ, nếu đã vậy, tôi không cần phải giữ mạng chó của ông lại, bóng dáng Trần Triệu Dương lóe lên, trực tiếp tung cước đá bay ông ta ra ngoài. Tên đó cảm nhận được động tác của Trần Triệu Dương, muốn phản kháng hoặc né tránh, nhưng lập tức thấy đau nhói ở phần bụng, chân khí trong cơ thể lập tức giảm mạnh. Mày hủy bỏ tu luyện của tao, cảm nhận được luồng khí ở đan điền của mình, tên đó lập tức nhìn Trần Triệu Dương với đôi mắt đỏ ngầu, hiện rõ sự thù hằn. Không có căn cơ tu luyện, e là ông ta khó có thể sống được như người bình thường. Xét cho cùng, là một võ giả, thường đắc tội đến nhiều người, giờ không có căn cơ tu luyện, tính mạng chẳng khác như ngàn cân treo sợi tóc. Còn chưa chịu ra sao? Nếu còn không ra, vậy tôi đành phải thảm sát vào trong rồi. Trần Triệu Dương đột nhiên nhìn chằm chằm cửa biệt thự hét lớn. Lạch cạch. Anh vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên có chút giống Dương Lệ đi ra, theo sau là bốn võ giả áo đen. Trần Triệu Dương nhìn người đàn ông này, quả nhiên là đang dùng thuật dịch dung, chắc chắn là người đóng giả bố của Dương Lệ. Tiểu Lệ, chuyện này là như thế nào? Ông ta liếc mắt nhìn hiện trường một cái, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, sau đó vẻ mặt trở lại ôn nhu hỏi Dương Lệ. Bố là bố của con thật sao? Dương Lệ nhìn người bố dịu dàng đang đứng trước mặt, sắc mặt đột nhiên có chút bối rối. Đứa trẻ ngốc, tất nhiên bố là bố của con rồi, mau lại đây với bố. Người đàn ông giả mạo Dương Đức Trung nở một nụ cười hiền từ của người bố và vẫy vẫy tay với Dương Lệ. Này, cô thật sự muốn qua đó à? Ông ta không phải bố của cô đâu. Nhìn thấy Dương Lệ thật sự đi về phía người đó, Trần Triệu Dương lập tức nắm lấy cô ấy bất lực nói. Các người là ai? Tại sao lại giả mạo người nhà họ Dương? Còn những người khác của nhà họ Dương đâu? Trần Triệu Dương quay đầu nhìn ông ta rồi nói. Cậu nhóc, cậu là ai? Sao cậu lại đứng gần con gái của tôi như vậy? Có phải cậu đang mê hoặc Tiểu Lệ, cố ý muốn con bé xung đột với tôi đúng không? Sau khi ông ta nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Thật biết đóng kịch, thật tiếc là ông không làm diễn viên. Nếu ông đã không nói, vậy để tôi sẽ xé bỏ mặt nạ của ông ra, Trần Triệu Dương chế nhạo, rồi lao về phía tên đó. Chán sống rồi, tên giả mạo thấy Trần Triệu Dương ra tay, lập tức tung ra một chưởng. Bùm! Hai người tung chưởng vào nhau, Trần Tê Dương không nhúc nhích, nhưng tên này đã lùi về sau mấy bước. Vốn dĩ Trần Triệu Dương muốn tiếp tục ra chiêu khác, nhưng bốn võ giả phía sau tên đó đã lao về phía Dương Lệ, anh bèn phải quay lại để giúp đỡ. Cút mau, Trần Triệu Dương trở lại bên cạnh Dương Lệ, tung cước đá vào tên võ giả áo đen đầu tiên tiến đến đó, sau đó thì đến một tên khác trong đó. Hành động của Trần Triệu Dương khiến hai tên võ giả còn lại kia lập tức khựng người lại, nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt bất định. Vốn dĩ nhìn thấy Trần Triệu Dương đối phó với đám người bên ngoài này, bọn họ đã đánh giá thực lực của anh rất cao, nhưng không ngờ là thực lực thật sự của anh lại vượt xa dự liệu của bọn họ. Ông không phải là bố của tôi. Bố tôi không phải là võ giả. Bố tôi rốt cuộc đang ở đâu? Lúc này Dương Lệ mới bình tĩnh trở lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trông giống như bố của mình nói. Nếu các người đều đã biết, vậy tôi cũng sẽ không giấu giếm. Bố cô và những người còn lại trong nhà họ Dương của cô đều đã bị chúng tôi khống chế. Chỉ cần cô ngoan ngoãn mà gả cho cậu chủ của chúng tôi, thì cả nhà của cô vẫn sẽ bình an trở về. Sau khi bị lộ tẩy, ông ta cũng không cần phải đóng kịch nữa, mà ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề. Trần Triệu Dương thấy ánh mắt của người này có vẻ trốn tránh, mập mờ, anh lại cảm thấy người này vẫn chưa nói ra sự thật hoàn toàn. Đúng là phiền phức quá, bắt các người cũng chỉ vì muốn biết nhà họ Dương ở đâu thôi, Trần Triệu Dương không muốn trì hoãn thời gian, dù sao thì Nam Cung Yến vẫn đang đợi anh về giải thích. Chàng trai, chúng tôi không sợ nói cho cậu, nhưng cậu chủ nhà chúng tôi không phải người cậu có thể động vào được, tốt nhất cậu nên thức thời một chút đi. Nếu không thì e rằng cậu sẽ không rời khỏi thành phố Vân Hải được đâu, người này cười lạnh một tiếng, sau đó uy hiếp thách thức nói. Tôi ra khỏi được thành phố Vân Hải hay không cũng không phải do ông quyết định, nhưng mà các người có thể sống sót rời khỏi đây hay không, là do tôi quyết định, Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhào về phía người kia. Đáng chết, sức mạnh trong người dâng trào, toàn thân người này bộc phát ra khí tức kinh người, năm đấm đánh mạnh vào đầu Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không trốn tránh chút nào, đụng mạnh vào năm đấm của đối phương.
Lần này, Trần Triệu Dương không hề nương tay, nắm đấm vừa va chạm, cánh tay của người kia lập tức bị phế bỏ, nắm đấm của Trần Triệu Dương không dừng lại, lại tiếp tục đánh mạnh vào ngực của người này. Bịch! Người này giống như một con búp bê rách nát bị Trần Triệu Dương đấm bay ra ngoài, đập vào bức tường của biệt thự mới dừng lại. Sau đó, Trần Triệu Dương ra tay liên tục, người đang đứng vững vàng đều bị Trần Triệu Dương biến thành tàn tật. Trần Triệu Dương từng bước đi về phía người đàn ông, trong cú đấm cuối cùng anh cũng đã thu lại một phần sức lực, nếu không thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ có thể nói chưa, vẻ mặt của Trần Triệu Dương bình tĩnh nhìn vào người nằm ở chân tường, lạnh lùng nói. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tham dự vào chuyện này? Miệng người này phun ra máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Dương Lệ là người của tôi, ông hại gia đình của cô ấy đến mức này, bây giờ lại muốn cô ấy gả cho cậu chủ nhà các người, ông nghĩ tôi có tư cách tham gia vào chuyện này không? Trần Triệu Dương lập tức kéo Dương Lệ lại, thờ ơ nói. Dù là vậy, cậu cũng không nên trêu chọc chúng tôi. Tôi khuyên cậu một câu nữa, mau thoát ra khỏi chuyện này, nếu không thì sẽ khiến cậu và gia đình cậu rối lớn, mặc dù người này nói như vậy, nhưng lời nói cũng tràn đầy tia uy hiếp. Xem ra ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã vậy thì ông hưởng thụ một chút đi, Trần Triệu Dương biết, nếu không nặng tay sẽ không được. Trần Triệu Dương một tay xốc ông ta lên, đi về phía biệt thự. Bước vào trong sân, Trần Triệu Dương nhặt vài viên đá lên, đập nát camera, sau đó mới nhìn về phía người đàn ông. Mong là miệng của ông có thể cứng một chút, nếu không thì sẽ rất nhàm chán, Trần Triệu Dương nói xong, lấy ra một gói kim châm màu bạc từ trong ngực, rút ra một cây châm cực kỳ mỏng. Híp mắt cười nói. Người kia vốn nghĩ Trần Triệu Dương sẽ tra tấn ông ta như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy cây kim mỏng như lông bò này, ông ta phá lên cười. Thứ đồ này mà có thể bức cung, khác nào trò đùa cơ chứ? Hy vọng chút nữa ông vẫn có thể cười được, Trần Triệu Dương thấy vẻ khinh thường trong nụ cười của người đàn ông, anh nói một cách ẩn ý. Sau đó Trần Triệu Dương đâm kim châm vào huyệt đạo của người này, đồng thời ấn vài lần vào tay ông ta. Cậu định dùng cách này sao? Người kia cảm nhận được cả người dâm ran, lập tức cười nhạo khinh thường. Đừng vội, Trần Triệu Dương vươn tay, nhặt một cành cây trên mặt đất, nhẹ nhàng lướt qua trên cánh tay của ông ta. Á, người này vốn dĩ còn muốn cười nhạo Trần Triệu Dương, nhưng khi cành cây lướt qua trên cánh tay, một cảm giác đau đớn tột cùng ập đến, ông ta suýt đã ngất đi. Thật sự đau quá, cơn đau cấp 10 có tính là gì? Cái này còn đau gấp nhiều lần so với cơn đau cấp độ 10. Cảm giác không tệ chứ, từ từ hưởng thụ đi, Trần Triệu Dương cười cười, sau đó cầm lấy cành cây, lướt qua lướt lại trên người ông ta. Á, người này hét lên một cách điên cuồng. Ông ồn quá, phải cho ông im miệng mới được, Trần Triệu Dương nói xong, chỉ tay vào huyệt câm, khiến ông ta câm miệng lại, đồng thời tháo khớp. Cằm của ông ta, tránh việc ông ta quá đau rồi cắn phải lưỡi của mình. Không một tiếng động, người đàn ông đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Nhưng lăn lộn cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh đau đớn trên người, lần này ông ta thậm chí không dám động đậy. Chỉ nhìn thấy đôi mắt của ông ta mở to ra, bởi vì cằm bị tháo khớp, không thể phát ra một âm thanh nào, nhưng ông ta vẫn cố gắng kêu lên một tiếng, muốn cầu xin tha thứ. Trần Triệu Dương, người này bị làm sao thế? Dương Lệ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của người kia, không nhịn được hỏi, bởi vì bây giờ người kia vẫn giống với mình khiến trong lòng cô hơi không thoải mái. Không sao. Chỉ là tăng độ nhạy cảm của dây thần kinh đau đớn của ông ta lên gấp 10 lần mà thôi, Trần Triệu Dương nhìn thấy biểu cảm của Dương Lệ, lập tức xé mặt nạ trên mặt người này xuống. Ông chỉ có một cơ hội, ồ, đúng rồi, tôi là một bác sĩ, nếu như ông muốn chết, e rằng sẽ rất khó, khóe miệng của Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nói tiếp, vì người khác mà chịu đựng sự đau đớn thế này, có đáng không? Hu hu, người kia sắp khóc rồi, cằm bị tháo khớp. Ông A muốn cản lưỡi cũng không thể làm được. Huống chỉ, ông ta không đủ can đảm để tự sát. Nói sớm một chút không phải xong rồi sao? Lại còn muốn tôi ra tuyệt chiêu, nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, Trần Triệu Dương bình tĩnh nói, nhưng cây gậy trong tay lại không dừng lại, còn lướt qua lướt lại thêm mấy lần. Đôi mắt của người kia mở to, sắp hỏng rồi. Được rồi, mong rằng những gì ông nói là sự thật, Trần Triệu Dương thấy mọi chuyện gần xong rồi, lập tức đâm kim bạc vào chỗ trước đó. Sau đó vỗ vài lần vào người ông ta. Lúc này khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nằm trên mặt đất, không hề có ý định cử động. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, Trần Triệu Dương đá người kia một cái, sau đó lạnh lùng hỏi.
người nhà họ Dương đều bị giam giữ trong hầm ở sân sau nhà họ Dương, người kia bị Trần Triệu Dương tra tấn, nên không dám giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, rất hợp tác. Sau khi nghe hết những lời của người đàn ông này, Trần Triệu Dương và Dương Lệ cuối cùng mới hiểu tại sao là nhà họ Dương lại phải gánh chịu kiếp nạn này. Hóa ra, nhà họ Dương giành được một mỏ kim loại cực kỳ hiếm, nhưng nhà họ Dương lại không nghĩ đến việc bán nó, không biết bằng cách nào, người của Kỳ Môn Sơn lại biết được tin tức này. Bởi vì Kỳ Môn Sơn thuộc về tông môn cổ võ, theo quy định của thế tục, không được tùy tiện nhập. Thế, cho nên bọn họ mới nghĩ đến cách này. Còn cậu chủ của bọn họ vô tình biết đến dung mạo của Dương Lệ qua lời kể, trở nên hứng thú với Dương Lệ, nên mới có chuyện tặng Dương Lệ cho cậu chủ của bọn họ. Dương Lệ không ngờ mọi chuyện lại phức tạp, như vậy, vậy mà còn liên quan đến tông môn cổ võ như Kỳ Môn Sơn này. Cô là cô cả của nhà họ Dương, đương nhiên biết vài chuyện liên quan đến thế gia võ đạo và tông môn cổ võ. Mặc dù võ đạo thế gia rất lợi hại, nhưng cũng không thể ngang ngược như tông môn cổ võ, thế nhưng tông môn cổ võ đều xa lánh thế gian, cho nên thiên hạ chỉ biết võ đạo thế gia, rất ít người biết đến các tông môn cổ võ. Bây giờ tôi đã nói cho cậu những gì tôi biết rồi, cậu có thể tha cho tôi không? Người của Kỳ Môn Sơn nhìn Trần Triệu Dương với vẻ sợ hãi. Cũng không phải không thể tha cho ông được, nói cho tôi biết, Kỳ Môn Sơn của các người có cường giả cấp bậc nào, nói rõ ra, tôi có thể tha cho ông. Trần Triệu Dương mỉm cười, lập tức hỏi lại. Anh vẫn tò mò một chút về Kỳ Môn Sơn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh nghe nói đến cổ võ tông môn, muốn biết Kỳ Môn Sơn có sức mạnh gì. Để tôi nói cho cậu biết, Kỳ Môn Sơn chúng tôi có 10 vị võ giả thiên tiên đại thành, 20 mấy vị võ giả thiên tiên, sơn chủ của chúng tôi là thiên tiên đại viên mãn, ngoài ra, còn có rất nhiều võ giả hậu thiên, càng nói, giọng điệu của người kia càng trở nên kiêu ngạo. Nhưng trong lòng Trần Triệu Dương lại khẽ động, anh không ngờ Kỳ Môn Sơn này lại có nhiều võ giả thiên tiên đại thành như vậy, kể cả là vài võ đạo thế gia thông thường, cũng chỉ có 3 đến 5 võ giả thiên tiên đại thành. Điều quan trọng nhất là, sơn chủ của Kỳ Môn Sơn này lại là cao thủ thiên tiên đại viên mãn, có thể đạt đến trình độ cao hơn bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu đã biết sức mạnh của Kỳ Môn Sơn chúng tôi rồi, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tha chúng tôi càng sớm càng tốt, sau đó giao cô gái này cho cậu chủ của chúng tôi, nếu không thì, cậu đợi Kỳ Môn Sơn chúng tôi báo thù đi. Người kia thấy sau khi mình nói xong, chàng trai trẻ này trở nên trầm lặng, lập tức hung hăng nói. Hiện giờ ông ta chỉ muốn thoát ra ngoài càng sớm càng tốt, chỉ cần mình quay về được là có thể để cậu chủ phái võ giả đi tìm tên này báo thù. Ông nghĩ chỗ dựa của mình rất vững chắc đúng không? Nếu đã vậy, ngược lại tôi muốn xem bây giờ liệu Kỳ Môn Sơn có thể cứu được ông không? Trần Triệu Dương có được thông tin mà mình muốn, vỗ xuống dưới, lập tức đập nát đan điền của ông ta. Cậu, người kia mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Trần Triệu Dương sẽ đột ngột ra tay, phế bỏ tu vi của mình. Đúng rồi, tôi tên là Trần Triệu Dương, nếu như Kỳ Môn Sơn các người muốn báo thù, có thể đến thành phố Nam Hải tìm tôi, đừng ra tay với người ở bên cạnh tôi. Nếu không thì tôi sẽ khiến Kỳ Môn Sơn các người biết thế nào là tuyệt vọng. Trần Triệu Dương để lại tên của mình, vì anh sợ người của Kỳ Môn Sơn sẽ trút giận lên nhà họ Dương. Đi thôi, cứu người nhà của cô ra trước đã rồi nói. Trần Triệu Dương nói xong liền kéo Dương Lệ đi về phía sân sau của biệt thự. Đối với những người của Kỳ Môn Sơn, anh không sợ những người này bỏ chạy, chạy thì càng tốt, để anh khỏi lo đối phó với bọn họ. Trần Triệu Dương, tôi gây rắc rối cho cậu sao? Dương Lệ lo lắng nhìn Trần Triệu Dương. Mặc kệ bọn họ, đi, cứu người nhà cô trước, Trần Triệu Dương lắc đầu, sắc mặt tỏ ra không quan tâm. Trong khoảng thời gian này, Trần Triệu Dương đã dùng bách linh quả để luyện tập, thêm vào đó là chân khí anh kìm nén trong cơ thể, hiện giờ sức mạnh của anh không còn là thiên tiên tiểu thành mà anh thể hiện ra nữa rồi. Cho dù là thiên tiên đại thành bình thường, anh cũng có thể trấn áp. Trần Triệu Dương đến phía sau biệt thự. Đôi mắt xuyên thấu của anh liếc qua một cái liền phát hiện ra cửa hầm, thực ra chỉ là một cái nắp cống thoát nước. Trần Triệu Dương lập tức mở nắp cống thoát nước, trong đó lộ ra một bậc thang đi xuống. Anh bật đèn pin điện thoại di động, cùng Dương Lệ đi vào hầm. Căn hầm này cũng không lớn lắm, rộng chừng 200 mét vuông, có 2 gian, người nhà họ Dương đều bị nhốt dưới đó. Chỉ là do quá nhiều người, không khí không lưu thông, nên quá nặng mùi. Cũng may căn hầm này không lưu thông, nhưng lại có nhà vệ sinh, nếu không thì khoảng thời gian nửa năm sẽ khiến người ta phát điên mất. Cả 2 gian phòng đều bị khóa bằng xích sắt, Trần Triệu Dương đếm kỹ một chút, tổng cộng có 5 nam, 4 nữ. Bố, con là Lệ Lệ, con đến cứu mọi người đây,
Đúng lúc này, Dương Lệ đột nhiên chạy đến một cánh cửa, quỳ xuống dưới đất, khóc nhìn người đàn ông xốc xếch trước mặt. Râu của người đàn ông này cực kỳ dài, tóc cũng chấm vai, nhưng dưới ánh đèn pin điện thoại, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Dương Lệ. Người nhà họ Dương nghe thấy lời nói của Dương Lệ, mọi người đều kích động đứng lên. Bọn họ bị nhốt ở nơi tối tăm này, không biết thời gian, ngày đêm không thay đổi, bọn họ còn tưởng đã mấy năm trôi qua rồi. Bây giờ đột nhiên có người đến cứu, đương nhiên bọn họ mừng rỡ dường như phát điên. Trần Triệu Dương bẻ gãy hai sợi xích sắt lớn, giải cứu người nhà họ Dương. Sau khi trở lại mặt đất, mọi người trong nhà họ Dương tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến tiền sảnh của biệt thự họ Dương. Cậu Trần, thật sự rất cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, sợ rằng nhà họ Dương chúng tôi sẽ thật sự bị diệt vong. Dương Đức Trung tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đến trước mặt Trần Triệu Dương, cung kính nói. Xem ra vừa rồi Dương Lệ đã kể tất cả mọi chuyện cho người nhà họ Dương rồi. Chú Dương không cần khách sáo, cháu và Dương Lệ là đồng nghiệp, gặp phải chuyện này đương nhiên sẽ không ngồi yên, Trần Triệu Dương nhẹ gật đầu. Mặc dù nhà họ Dương là một gia tộc nhỏ, nhưng phong thái của Dương Đức Trung lại cực kỳ tốt, không hề nhìn ra sự sa sút như khi vừa được cứu ra. Vốn dĩ Dương Đức Trung còn tưởng chàng trai tên Trần Triệu Dương này là bạn trai của Dương Lệ nhà mình, không ngờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng Dương Đức Trung vẫn rất yêu quý chàng trai này. Chú Dương, nếu chuyện bên nhà mình đã xong, vậy thì cháu xin phép về trước, Trần Triệu Dương không muốn ở lại quá lâu, anh muốn tranh thủ thời gian đến nhà họ Ngụy một chuyến. Cậu Trần, cậu giúp gia đình chúng tôi chuyện lớn như vậy, ăn bữa cơm đã rồi đi, Dương Đức Trung bỗng cuống quýt, lập tức nói. Cháu thật sự có việc, đúng rồi, không biết chú Dương có biết nhà họ Ngụy ở đâu không, Trần Triệu Dương hỏi. Nghe những lời của Trần Triệu Dương, Dương Đức Trung và những người khác trong nhà họ Dương đều sững sờ. Cậu Trần, không biết cậu nghe ngóng về nhà họ Ngụy là vì chuyện gì, Dương Đức Trung do dự một chút, sau đó hỏi. Không có gì, cháu đi thu chút nợ thôi, Trần Triệu Dương lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng người nhà họ Dương lại bị dọa sợ, là cư dân của thành phố Vân Hải, đương nhiên biết nhà họ Ngụy ở Vân Hải đại diện cho cái gì. Nhà họ Dương chúng tôi là do cậu Trần cứu. Nếu cậu Trần muốn đến nhà họ Ngụy một chuyến, vậy thì nhà họ Dương chúng tôi đương nhiên sẽ đi theo, chút nữa tôi sẽ đích thân đi cùng cậu Trần đến nhà họ Ngụy, Dương Đức Trung dường như đã hạ quyết tâm. Nhà họ Ngụy cũng không phải đầm rồng hang hổ, cháu tự đi không phải là được rồi sao, sắc mặt của Trần Triệu Dương không đổi nói, chú chỉ cần nói cho cháu biết địa điểm, những thứ khác cháu sẽ tự tìm. Chút nữa tôi đi với cậu, Dương Lệ lúc này mới đứng lên, nói với Trần Triệu Dương. Cô đang lo lắng không biết nên trả ơn thế nào, bây giờ vừa may có cơ hội rồi. Nghe Dương Lệ nói vậy, Trần Triệu Dương gật đầu, đồng ý cho cô ấy đi cùng. Dù sao thì ở thành phố Vân Hải, bọn họ cũng hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm người. Dưới ánh mắt kính cẩn của người nhà họ Dương, Trần Triệu Dương và Dương Lệ bước ra khỏi biệt thự. Lần này, Dương Lệ lái xe mà không cần phải bắt taxi. Vì mọi chuyện trong nhà đều đã được giải quyết ổn thỏa nên tâm trạng cô ấy vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng rất tò mò về Trần Triệu Dương, rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào. Thực lực vô cùng dũng mãnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn sẵn sàng làm một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi. Với bản lĩnh của mình, anh có thể làm bất cứ công việc gì khác và kiếm được nhiều tiền hơn là bảo vệ. Cô tập trung lái xe đi, cứ nhìn chăm chăm vào tôi làm gì. Biết là tôi rất đẹp trai nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể nhìn tôi à, từ lúc lên xe, Dương Lệ hết lần này đến lần khác cứ nhìn anh không thôi khiến anh bất lực lên tiếng. Hừ, ai thèm nhìn cậu chứ, chỉ là tôi có chút tò mò, cậu rốt cuộc là người như thế nào, Dương Lệ trở lại dáng vẻ như lần đầu tiên gặp Trần Triệu Dương, mắng mỏ. Tuyệt đối đừng, cô phải biết rằng khi một người phụ nữ tò mò về một người đàn ông, đó là lúc cô ấy bắt đầu yêu anh ta. Cô đừng có yêu tôi. Trần Triệu Dương nói với vẻ yếu ớt. Hừ, tôi thà yêu phải con lợn còn hơn yêu cậu, yên tâm đi, nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của anh, Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn này, bổn cô nương này có kém cỏi đến vậy không chứ? Trong lòng vô cùng tức giận, Dương Lệ trực tiếp tăng tốc độ xe lên đến hơn 120 km/h, xe lao nhanh về phía trước. Này, cô gái nhỏ, cô muốn làm gì? Tôi còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống, không muốn chết đâu đấy. Trần Triệu Dương bị dọa một phen, không ngờ cô ấy lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Đây là trong thành phố, nếu cô lái xe như thế này, e là hóa đơn phạt tiền sẽ dài lắm đấy. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy,
Dương Lệ tưởng rằng anh sợ liền tăng tốc độ lên thêm một chút nữa. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu vàng tươi đuổi kịp bọn họ, hạ cửa sổ phía đối diện xuống, giơ ngón giữa về hướng xe của Dương Lệ, sau đó là một tràng cười sảng khoái vang lên từ trong xe. Dương Lệ vốn đang bực mình Trần Triệu Dương, nay lại bị người đối diện khiêu khích, cô ấy lập tức hạ cửa sổ xe xuống, giơ ngón tay cái cho đối phương, sau đó chốc xuống một cái thật mạnh. Wow, hóa ra là một cô em xinh đẹp, lên nào, đuổi kịp anh đi, anh sẽ mua kẹo cho cô em, đối phương mở nui xe ra, bên trong hiện ra hai cặp nam nữ trẻ tuổi, người thanh niên ngồi trên ghế lái ăn mặc theo phong cách punk rock, đeo khuyên tai nhìn về phía Dương Lệ gào lên. Dứt lời, hắn ta liền đạp ga vượt qua Dương Lệ, lao về phía trước. Dương Lệ không nói gì, liền nhấn ga, đuổi theo đối phương. Này, cô gái, không phải cô thực sự muốn đua với họ chứ? Chúng ta còn phải đến nhà họ Ngụy, Trần Triệu Dương nhắc nhở khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Dương Lệ. Đừng nói nhảm, tôi chắc chắn có thể giúp cậu câu dẫn nhà họ Ngụy ra ngoài. Thay vì cậu đi tìm người ta, chỉ bằng để đối phương tự tìm đến cậu. Như vậy chẳng phải gay cấn hơn sao? Trong mắt Dương Lệ lộ ra vẻ hoang dã, xoay vô lăng không ngừng, vượt mặt hết xe này đến xe khác. Nghe Dương Lệ nói vậy, Trần Triệu Dương gật đầu, cũng có lý, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vẫn may là khả năng lái xe của Dương Lệ cũng không tệ, mặc dù xe đang lái không phải là siêu xe, nhưng có là siêu xe đi chăng nữa thì căn bản vẫn không có lợi thế gì khi đang ở trong thành phố. Vì vậy, xe của Dương Lệ nhanh chóng đuổi kịp đối phương. Không có kỹ thuật lái xe thì đừng có chơi siêu xe nhé, thật mất mặt quá đi, Dương Lệ lái xe song song với đối phương, rồi khinh thường hét lên. Sau đó Dương Lệ vượt hẳn qua xe của đối phương, chạy về phía trước. Đương nhiên là đối phương không hài lòng, lập tức điên cuồng đuổi theo, Dương Lệ liên tục né tránh, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại không né tránh mà để đối phương đâm vào đuôi xe. Bất lực, hai bên đành dừng lại. Với kỹ thuật lái xe của cô, chuyện như vậy không thể xảy ra, cô cố ý sao? Trần Triệu Dương hỏi Dương Lệ. Đúng vậy, nhà họ Ngụy mà cậu muốn đến rồi đấy. Tên ngồi trên ghế lái là Ngụy thân đệ tử của nhà họ Ngụy. Tuy không phải là con cháu dòng chính nhưng cũng thật sự là người họ nhà Ngụy, Dương Lệ cười nheo mắt nói với Trần Triệu Dương. Nghe cô ấy nói vậy, anh chợt hiểu ra rằng cô ấy thật sự không muốn mình đến nhà họ Ngụy, chính vì vậy cô ấy mới nghĩ ra chiêu này để nhà họ Ngụy đến ỉm mình, bằng cách này mình sẽ không gặp phải nhiều nguy hiểm. Cứ tưởng Dương Lệ là một cô gái không có trí tuệ, không ngờ lại nghĩ ra được chiêu như vậy. Các người mau xuống xe đi, va vào xe của tôi rồi đấy, biết không? Dương Lệ xuống xe với vẻ mặt đầy xót xa, bước về phía người lái chiếc siêu xe phía sau rồi mắng nhiếc. Hai tên thanh niên đó lại coi như không có. Chuyện gì to tát, vẻ mặt đầy bất cần. Không phải vừa rồi chạy rất giỏi sao? Sao lại không chạy nữa đi cho anh đây xem thử. Ngụy thân lập tức bước tới chỗ Dương Lệ, nhìn cô ấy với vẻ mặt ngả ngớn. Bây giờ chuyện chúng ta cần phải nói đến là vấn đề bồi thường, anh đã đâm vào phía sau chúng tôi, hiểu chưa? Dương Lệ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngụy Thần, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Vậy sao, anh không hiểu đâm vào phía sau là gì hết, hay là anh sẽ đâm vào phía sau cô em một chút? Dứt lời, Ngụy Thần nhìn chằm chằm vào phía sau Dương Lệ, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Cảm nhận được ánh mắt đó của Ngụy Thần, Dương Lệ không khỏi có chút giận dữ, lập tức núp vào bên cạnh Trần Triệu Dương. Thằng nhãi, ông đây rất hứng thú với cô gái của cậu, giá bao nhiêu, nói một con số đi. Sau đó Ngụy Thân nhìn về phía Trần Triệu Dương, thấy dáng vẻ gầy gò cùng làn da trắng nõn của anh, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên sự coi thường. Đây chẳng phải là một điển hình của trai bao sao, Ngụy Thân này vốn là cậu chủ nhà họ Ngụy nên luôn cho rằng mình đẹp trai hơn những chàng trai trẻ bình thường. Hắn ta tin rằng chỉ cần nói ra thân phận của mình, tên mặt búng da sữa này nhất định sẽ cao chạy xa bay. Ồ, tôi nhìn chúng tài sản của nhà cậu rồi, cậu nói. Có phải tôi nên cho cậu vài đấm thì cậu mới chịu giao tài sản của nhà mình cho tôi, vừa cười Trần Triệu Dương vừa hỏi. Thằng nhãi, cậu đang nói cái gì? Cậu không biết tôi là ai sao? Vẻ mặt Ngụy Thân chợt trùng xuống, lập tức hỏi. Tôi e là cậu cũng không biết tôi là ai, Trần Triệu Dương cũng hỏi lại với vẻ rất kiêu ngạo. Phì, Dương Lệ ở bên cạnh nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, liền phì cười. Đồng thời lúc này, ba người bạn đồng hành của Ngụy Thân cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quái, hiển nhiên là bọn họ không ngờ rằng ở Vân Hải lại có người dám ngông cuồng với Ngụy Thân như vậy. Hắn ta tuy không phải là cậu chủ dòng chính của nhà họ Ngụy, nhưng chỉ cần có quan hệ với nhà họ Ngụy,
thì không người bình thường nào có thể bì được. Tên khốn kiếp này làm tao tức chết đi được, ông đây là người của nhà họ Ngụy, mày còn làm bộ làm tịch với tao ở đây, có tin là tao cho mày quỳ gối rời khỏi đây không? Đương nhiên là Ngụy thân nhìn thấy cô gái mà hẳn ta muốn lại đang cười nhạo mình nên tức giận đến nỗi máu như muốn dồn hết lên não. Đều trách thằng nhãi nhép này, nếu không phải vì hắn, mình sẽ không bị cười nhạo như thế. Muốn chết, trong cơn tức giận, Ngụy Lân tung thẳng một cú đấm về phía mặt Trần Triệu Dương. Tuy rằng Ngụy thân thuộc chi phụ của nhà họ Ngụy, nhưng cũng là người luyện võ. Đang lúc tức giận nên cú đấm này chứa đựng sức lực mạnh mẽ, ba tên đồng bạn bên cạnh hưng phấn kêu ré lên, hiển nhiên là bọn họ hiểu biết rất rõ về sức chiến đấu của Ngụy thân. Con người tôi không thích bạo lực cho lắm, cậu định đánh với tôi thật đấy à? Trần Triệu Dương nghiêng mình né tránh cú đấm ấy, đồng thời lắc đầu nói trong sự bất đắc dĩ. Ngụy thân không ngờ nắm đấm nhanh như tia chớp của mình lại không trúng mục tiêu. Nhất định là trùng hợp thôi, thằng danh này hên thật. Nghĩ tới đây, Ngụy thân lại tung ra một quyền nữa, tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Xem ra cậu thật sự rất thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vậy thì tôi đành nhập gia tùy tục thôi, Trần Triệu Dương nở nụ cười, sau đó hành động như tia chớp. Anh chộp lấy nắm đấm của Ngụy thân, đồng thời tung ra một cú đá. Ngụy thân rên khẽ một tiếng, Trần Triệu Dương đá trúng vào bụng hắn ta, khiến sắc mặt của hắn ta trở nên khó coi, không nói ra được câu gì nữa. Mày dám đánh người của nhà họ Ngụy bọn tao, mày nhất định phải chết, nhìn thấy cảnh này, người đàn ông còn lại sợ khiếp vía, phẫn nộ gào lên. Ồ, hình như vừa rồi cậu ta nói mình là người nhà họ Ngụy thì phải. Ôi, tôi đánh người nhà họ Ngụy mất rồi, làm sao bây giờ? Chắc chắn người nhà họ Ngụy sẽ tới đây trả thù tôi mất, nghe thấy người kia nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức khuếch đại lên như thể sợ hãi lắm. Thằng ô e, mày biết mình gây họa rồi thì mau thả cậu chủ Ngụy thân ra rồi quỳ xuống xin lỗi đi, thấy Trần Triệu Dương sợ đến mức ấy, tên kia bày ra vẻ mặt ngạo mạn. Tôi không muốn thằng đó xin lỗi, tôi muốn nó chết, lúc này Ngụy thân đã bớt đau một chút, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào. Trần Triệu Dương rồi trầm giọng gào thét. Sời, chết thì chết, dù sao tao cũng chẳng có gì để mất nữa rồi. Trước khi người nhà họ Ngụy đến báo thù, có khi tao nên giết chúng mày trước nhỉ, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Ngoài Ngụy thân ra thì còn ba tên nữa đang đắc ý gào lên, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, đồng thời nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, tên nào tên nấy đều phải rùng mình. Bọn họ có thể cảm nhận được rằng chàng trai này không hề nói đùa, anh thật sự sẽ giết Ngụy thân. Hơn nữa, để nhà họ Ngụy trả thù tao muộn một chút, có phải tao nên giết người diệt khẩu không? Mặc dù Trần Triệu Dương chỉ đang lẩm bẩm một mình, nhưng câu nói của anh lại khiến bốn người Ngụy thân run lên. Đã thế giọng điệu của Trần Triệu Dương còn vô cùng bình tĩnh, như thể đây chỉ là chuyện cơm bữa với anh. Thật là đáng sợ. Tôi không biết gì hết, tôi thề là sẽ không nói gì cả, đừng giết tôi, người đàn ông kia là tên quỳ xuống đầu tiên, sau đó gào khóc nói. Hai cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng quỳ xuống van xin. Lúc này Ngụy thân cũng trợn tròn mắt. Hắn ta chỉ muốn tán gái thôi mà, sao lại chọc vào một tên đáng sợ như thế này? Đừng giết tôi, vừa rồi tôi chỉ bất cẩn vấp ngã thôi, tôi chưa bao giờ gặp các người, Ngụy thân cũng là người gió chiều nào xoay chiều nấy, hắn ta mở miệng cầu xin. Lần này đến lượt Trần Triệu Dương chố mắt ra, vốn dĩ anh tưởng rằng người nhà họ Ngụy phải có cốt khí lắm cơ, không ngờ anh mới hù dọa một tí mà đã thành thế này rồi, đúng là khiến người ta bó tay. Bây giờ phải làm sao mới dụ được những người khác của nhà họ Ngụy ra đây? Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương nhìn về phía Dương Lệ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Dương Lệ cũng hơi ngơ ngác, Trần Triệu Dương diễn sâu quá rồi. Chẳng phải mày là người nhà họ Ngụy sao? Muốn tao tha cho mày thì cũng được thôi, đưa 100 triệu để đền bù những tổn thất của tao. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương hơi khựng lại, sau đó anh hung hăng nói. Cái gì, 100 triệu, sao mày không đi cướp giật ấy? Đừng mơ, nghe vậy, Ngụy thân lập tức nhảy ngược lên, nổi giận nói. Tuy rằng hắn ta là cậu chủ chi phụ của nhà họ Ngụy, nhưng 100 triệu là một con số khổng lồ với hắn ta, đào đâu ra đây? Hừ, không có hả, không có thì chết đi, nghe vậy, Trần Triệu Dương giáng cho Ngụy thân một cái tát thật mạnh, sau đó giữ dẫn nói. Đừng, tôi có, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Ngụy thân sợ hết hồn, đến việc bị anh tát cũng chẳng quan tâm tới. Gọi mau lên, nói rõ là mày đang nợ bao nhiêu tiền, Trần Triệu Dương đồng ý cho Ngụy thân gọi điện. Ngụy thân nghe vậy thì lập tức thở phào một hơi,
chỉ cần có cơ hội cầu cứu là hắn ta sẽ có cơ hội báo thù. Lúc này, hắn ta lấy điện thoại ra, tìm mục hộp thư rồi nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, ngay sau đó lại gọi vào một dãy số. Bác cả, cháu là ngụy thân, cháu ra ngoài đắc tội với người ta, họ muốn cháu trả 100 triệu, nếu không sẽ lấy mạng cháu. Vâng, đúng thế, cháu đang ở đường Thanh Phong. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác mang 80 triệu tới là được rồi, trong thẻ của cháu có 20 triệu, ngụy thân nói chuyện điện thoại rất lớn, sợ Trần Triệu Dương biết hẳn ta đang cầu cứu. Trần Triệu Dương như cười như không nhìn ngụy thân, bởi vì sau khi nói ra vị trí của mình, hắn ta lập tức tắt máy ngay. Vì muốn anh tin rằng hắn ta đang gọi điện thoại lấy tiền thật, ngụy thân còn bịa ra câu đằng sau. Có 20 triệu thì chuyển cho tao trước đi. Trần Triệu Dương không vạch trần ngụy thân mà là đòi lấy tiền ngay. Nghe vậy, ngụy thân chỉ muốn tự tát mình hai cái, sao hắn ta lại bịa ra cái câu đằng sau cơ chứ? Hắn ta đã phải tiết kiệm rất lâu mới có được khoản tiền này, mục đích là để mua chiếc siêu xe mà hắn ta rất thích. Bây giờ xem ra kế hoạch ấy đi tong rồi. Nhưng đợi đến khi bác cả dẫn người tới, thằng này ăn bao nhiêu của hắn ta thì cũng phải nôn ra hết ấy chứ. Nghĩ tới đây, ngụy thân không lắng nhắng gì cả, chuyển thẳng tiền cho Trần Triệu Dương. Nhận được tin nhìn chuyển khoản, Trần Triệu Dương mừng húm. Cuối cùng trong túi anh cũng có tiền lẻ rồi. Mặc dù tấm thẻ mà Tô Hồng Mị đưa cho anh có rất nhiều tiền, nhưng ngoài cái lần mua đất ra thì anh chưa từng động tới nó. Trước khi đi anh đã gửi tin nhắn bảo Giang Tử Phong tới nhà mình lấy. Mang nó đưa cho Hứa Thiệu Phong. Sau này anh định để Hứa Thiệu Phong quản lý tài sản của mình, đương nhiên là phải đưa tiền cho hẳn rồi. Một tấm thẻ khác anh đang có là thẻ mà Hứa Thiệu Phong đưa anh, chỉ có điều hiện giờ vẫn chưa nhận được tiền lãi. Vậy nên hiện giờ anh đang rất nghèo. Ngay cả tiền vé máy bay cũng là do Dương Lệ trả. Dương Lệ trố mắt ra, không thể tin được là Trần Triệu Dương lại lừa được tiền, đã thế còn là những 20 triệu nữa, đỉnh thật đó. Thảo nào hồi đầu ở công ty anh suốt ngày đến muộn hoặc là trốn việc, thì ra là bởi anh chẳng thèm để ý tới mấy đồng tiền vặt vãnh ấy. Sau nhận được tiền, Trần Triệu Dương không giày vò ngụy thân nữa mà ngồi lên mui xe của hắn ta thảnh thơi chờ đợi. Bốn người ngụy thân vẫn đứng ở đó, không ai dám mở miệng, cũng không dám xin anh cho ngồi xuống. Vị trí của bọn họ gần vùng ngoại thành nên rất ít xe cộ qua lại, cho dù có thì cũng chẳng mấy ai dừng lại xem. Vẫn chưa tới hả? Cho mày thêm 5 phút nữa, nếu không có người mang tiền tới thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày, Trần Triệu Dương nói với vẻ lạnh lùng, giọng nói mang theo sự bực bội rõ rệt. Sắp rồi, cứ yên tâm đi, tiền sẽ được mang tới ngay thôi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ngụy thân sợ đến mức giật thót mình. Đợi đến khi Trần Triệu Dương nhìn sang phía khác, ánh mắt của ngụy thân dần trở nên âm độc. Thằng chó, dám sỉ nhục tao như thế, đợi bác cả của tao dẫn người tới. Tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết. Còn cả con người yêu xinh đẹp của mày nữa, tao sẽ nếm thử giúp mày, để mày biết đắc tội với người nhà họ Ngụy thì sẽ có kết cục thế nào. Lúc này, tuy rằng Trần Triệu Dương không biết Ngụy thân đang nghĩ gì, nhưng từ nét âm độc vụt qua trong đôi mắt hắn ta, anh dễ dàng đoán ra suy nghĩ của đối phương. Nhưng anh không quan tâm, mục đích của anh là dụ người nhà họ Ngụy tới, chỉ cần người nhà họ Ngụy tới thì thù cũ nợ mới gì anh cũng sẽ tính sổ một lượt. Theo thời gian trôi qua, ngụy thân ngày một bất an. Chắc không phải bác cả định bỏ mặc hắn ta đấy chứ. Nếu là thế thật thì hắn ta tiêu đời rồi. Trong lúc ngụy thân suy nghĩ lung tung, hai chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Bác cả, cháu ở đây, sau khi nhìn thấy xe, đôi mắt của ngụy thân sáng rực lên. Hắn ta hưng phấn tột độ, định chạy về phía đó. Mày định đi đâu, chưa giao tiền mà đã đòi chạy hả? Trần Triệu Dương giơ chân ra đạp ngụy thân rồi đè hẳn ta xuống mặt đất, anh cười tủm tỉm nói. Thằng danh, tao nói cho mày biết, mày tiêu đời rồi, người nhà họ ngụy tới là mày sẽ chết chắc, thái độ của ngụy thân thay đổi hoàn toàn, lại bắt đầu vênh váo như trước. Thậm chí hẳn ta còn kiêu căng hơn cả vừa rồi nữa, bởi vì người nhà họ ngụy tới cũng đồng nghĩa với việc hắn ta có người chống lưng. Ồ, đây là lý do mà mày huênh hoang đến thế sao? Được, đã thế thì mở to đôi mắt ra mà nhìn. Xem cái chỗ dựa mà mày luôn lấy làm tự hào sẽ mang đến bất ngờ gì cho mày. Nhìn thấy dáng vẻ của ngụy thân, Trần Triệu Dương bỗng sinh lòng đùa dai, anh đá văng hắn ta đi. Sau khi được thả ra, ngụy thân mừng khấp khởi, hắn ta vừa lăn vừa bò tới trước hai chiếc xe của nhà họ ngụy. Ba người mà ngụy thân dẫn tới cũng lùi bọn họ không dám hống hách nữa, bất kể là nhà họ ngụy hay người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thì đều là những người mà bọn họ không thể dây vào được. Bác cả!
rốt cuộc bác cũng đến rồi, thằng danh này chẳng những đánh cháu một trận mà còn nói nhà họ Ngụy chúng ta toàn là rác rưởi, hắn muốn xử lý thế nào cũng được. Bác mau tới dạy cho cái thằng ngông cuồng ấy một bài học đi. Ngụy Thân đi tới bên cạnh bác cả mình, thêm mầm thêm muối kể lại sự việc, như thể hẳn ta đã phải chịu ấm ức gì lớn lắm vậy. Nghe Ngụy Thân nói vậy, người kia trợn ngược mắt lên, hung tợn nói, hừ, đúng là chán sống rồi, tôi cũng muốn xem thử ở cái thành phố Vân Hải này, kẻ nào dám không nể mặt nhà họ Ngụy như thế. Mặc dù người vừa tới thừa biết tính tình của Ngụy Thân, rất có thể bởi vì hắn ta quá phách lối kiêu ngạo nên mới gây ra chuyện này. Nhưng trong cái nhìn của ông ta, chỉ cần người nhà họ Ngụy phải chịu ấm ức thì chính là lỗi của đối phương. Bác cả, chính là cái thằng đang nằm trên mui xe cháu ở đằng kia, nghe thấy bác cả nói vậy, Ngụy Thân mừng rỡ vô cùng, ha chỉ vào Trần Triệu Dương nói. Thằng nhóc, chính mày đã đánh cháu tao hả? Không mau tới đây rồi quỳ xuống xin lỗi đi, người kia hùng hổ đi về phía Trần Triệu Dương, còn chưa tới nơi mà ông ta đã cất tiếng nói. Con lừa đen, lâu rồi không gặp, nghe thấy giọng nói ấy, Trần Triệu Dương cảm thấy quen quen. Sau khi đứng lên, anh không khỏi vui vẻ. Đây, chẳng phải là một trong hai anh em nhà họ Ngụy đã bị anh và Giang Tử Phong chơi khăm trong buổi bán đấu giá sao? Người đàn ông mặt đen còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Thân đã mừng rỡ vênh mặt lên, hẳn ta lập tức nói ngay, thằng danh, bác cả tao tới rồi, mày kiêu ngạo cho tao xem nào. Tao nói cho mày biết, bác cả tao là người tu luyện, 10 hay 20 thằng như mày cũng không phải đối thủ của bác cả tao. Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi mau lên, nếu bác cả tao vui thì có thể sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Lúc này, ba người đi cùng Ngụy Thân cũng theo tới. Dù sao người nhà họ Ngụy cũng tới rồi. Bọn họ cảm thấy kết cục đã quá rõ ràng, tất nhiên là không ai muốn bỏ lỡ thời khắc đặc sắc này. Nghe câu nói khí phách của Ngụy Thân, ba người vui như Tết, dù sao thì vừa rồi bọn họ cũng sợ mất hồn mất vía luôn mà. Ồ, vậy sao, con lừa đen, ông muốn tôi quỳ xuống xin lỗi hả? Trần Triệu Dương như cười như không nhìn người đàn ông mặt đen kia và hỏi. Người đàn ông mặt đen bên cạnh run lên, ông ta bỗng xoay người lại tát mạnh vào mặt Ngụy Thân. Khiến nửa khuôn mặt còn lại của hắn ta cũng sưng tều lên. Bác cả, bác đánh nhầm người rồi, phải đánh thằng kia mới đúng chứ, bị bác cả mình tát cho một cái, Ngụy Thân ngạc nhiên nhìn ông ta, nói với vẻ mặt nhăn nhó. Đánh mày đó, cái thứ khốn kiếp, chọc ai không chọc, sao nhất định phải chọc tới cậu ta hả, lúc này người đàn ông mặt đen muốn phát điên luôn rồi. Trần Triệu Dương làm chuyện gì cũng không hề cố kỵ, mặc dù ông ta dẫn khá nhiều người tới. Nhưng với Trần Triệu Dương thì chỉ là một đám nhãi nhép. Tất cả là tại Ngụy Thân, nếu hắn ta nói rõ ra là mình đã chọc đến ai thì ông ta đã chẳng rơi vào thế bị động như vậy, đã thế còn là ở thành phố Vân Hải địa bàn của nhà họ Ngụy, quả thực là một nỗi nhục. Vì sao ạ, bác cả, thằng đó đã sỉ nhục nhà họ Ngụy chúng ta, bác không những không báo thù giúp cháu mà còn đánh cháu, bác có còn là người nhà họ Ngụy nữa không? Nếu bác là người nhà họ Ngụy thì hãy bắt thằng danh đó đi. Con nhỏ đó để lại cho cháu muốn cô ta, lúc này Ngụy Thân chẳng để ý tới những chuyện đó nữa, hắn ta nổi khùng lên. Cái loại láo toét, dám nói thêm câu nữa là tao sẽ đánh chết mày, tuy rằng người đàn ông mặt đen là một kẻ lỗ mãng, nhưng vẫn khá khôn ngoan. Lúc này mà đắc tội với Trần Triệu Dương thì tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì, nhỡ Trần Triệu Dương giữ bọn họ ở lại thật thì tiêu mất thôi. Cho dù sau đó nhà họ Ngụy báo thù giúp bọn họ thì cũng đã muộn rồi. Vậy nên ông ta phải tránh chọc giận Trần Triệu Dương, thế nhưng cái thằng ngu Ngụy Thân này lại ăn nói ngông cuồng như thế, đã thế còn buông lời sỉ nhục cô gái bên cạnh Trần Triệu Dương nữa. Phải biết rằng cậu chủ Ngụy Cường con trai của gia chủ nhà bọn họ bị đánh tàn phế cũng là bởi vì dám có ý đồ với người phụ nữ của Trần Triệu Dương. Quả nhiên, nghe thấy câu nói của Ngụy Thân, sắc mặt của Trần Triệu Dương trở nên khó coi. Mặc dù Dương Lệ không phải người phụ nữ của anh, nhưng cô ấy đi cùng anh. Không bảo vệ được người con gái mà mình dẫn tới thì thật là mất mặt. Cậu Trần, là cậu sao, sao cậu lại đến Vân Hải thế, sau khi người đàn ông mặt đen dạy dỗ Ngụy Thân xong, thì ngượng ngùng nói, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Mọi người và Ngụy Thân vốn còn đang vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy bác cả của mình lại cung kính Trần Triệu Dương, nói chuyện cũng rất mực cẩn trọng như vậy thì nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi, một cậu thanh niên ăn mặc bình thường như vậy, rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào chứ? Lúc này Dương Lệ cũng thấy hoang mang, tuy rằng cô biết Trần Triệu Dương và nhà họ Ngụy có ân oán, nhưng lại không biết là ân oán gì. Hiện giờ nhìn thấy thái độ của người nhà họ Ngụy đối với Trần Triệu Dương, cô lại càng thêm phần tò mò,
rốt cuộc chàng trai này đã làm gì mà có thể khiến người nhà họ Ngụy đối xử đặc biệt tới vậy? Nếu như tôi không đến Vân Hải thăm thú, thì nhà họ Ngụy các ông không phải cũng sẽ đến Nam Hải tìm tôi sao? Nếu đã như vậy, chỉ bằng tôi đến nhà họ Ngụy các ông một chuyến, giải quyết một lần tất cả các vấn đề đi. Dù sao thì con người tôi cũng không thích phiền phức, thế nên, giải quyết ngọn nguồn với nhà họ Ngụy là cách lựa chọn tốt nhất. Trần Triệu Dương nói với giọng bình thản, anh đến thành phố Vân Hải này, chưa từng nghĩ tới việc sẽ dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Ngụy. Người đàn ông mặt đen sau khi nghe xong mấy lời của Trần Triệu Dương thì thầm run rẩy trong lòng, ông ta biết, mấy người mà mình đem theo căn bản không phải là đối thủ của Trần Triệu Dương, buộc phải gọi chỉ viện thôi. Cậu Trần, chắc chúng ta cũng chẳng có mâu thuẫn nào khác nhỉ. Nếu như là thằng oát con khốn kiếp này đắc tội với cậu, vậy để tôi về chỉnh đốn trừng trị nó. Người đàn ông mặt đen vội vàng cất tiếng nói, đồng thời trợn ánh mắt hung hăng nhìn Ngụy Thân một cái. Thằng khốn này, lại có thể chơi mình một vố như vậy. Nếu biết trước người mà Ngụy Thân đắc tội chính là Trần Triệu Dương, có đánh chết ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào vụ này. Được rồi, việc nào ra việc đấy, Ngụy Thân đắc tội với tôi muốn 100 triệu, không đắt chứ. Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn người đàn ông mặt đen kia, nói với giọng vô cùng bình tĩnh. Ngụy Thân chửi thầm một tiếng. Chỉ xúc phạm có một chút mà lại đòi bồi thường tới 100 triệu, đây không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Nhưng hắn ta không dám nói ra, coi như của đi thay người, đợi đến khi hắn ta rời đi, nhất định phải báo lên dòng họ, để dòng họ phái người đến bắt Trần Triệu Dương lại. Có điều bây giờ chỉ có thể cúi đầu trước đã. Đúng, đúng, thằng quỷ khốn nạn này có lỗi với cậu, 100 triệu không đắt, người đàn ông mặt đen gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì ngậm đắng nuốt cay. Được rồi. Chuyển tiền vào số tài khoản tấm thẻ này cho tôi, Trần Triệu Dương gật đầu, trước hết, thu được một chút lợi lộc cũng tốt. Bác cả, 80 triệu, cháu đã chuyển 20 triệu rồi, Ngụy Thân đứng bên cạnh, khi nấy vừa bị bác của mình cho một cái bạt tai, rồi mắng cho một trận, tuy rằng trong lòng hắn ta còn buồn bực, nhưng hắn ta cũng không muốn bác cả mình bị thiệt mất 20 triệu. Biết rồi, cậu Trần là người thế nào chứ? Có thể lừa thêm của chúng ta 20 triệu sao? Cút sang một bên cho tao. Người đàn ông mặt đen vỗ vào đầu Ngụy Thân một cái, sau đó lại tức giận mắng hắn ta một trận. Trần Triệu Dương nhếch mép cười như không cười nhìn hai bác cháu Ngụy Thân, chỉ là 20 triệu, quả thật anh chẳng thèm để vào mắt. Cái anh muốn là thanh toán rạch ròi đến nơi đến chốn với nhà họ Ngụy. Chuyến đi của anh hôm nay, e là đám lãnh đạo. Nhà họ Ngụy đã biết anh đến Vân Hải rồi, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tới tìm anh. Đương nhiên. Thứ anh cần không phải là tiền nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy là gia tộc vững mạnh hơn cả nhà họ Diệp, đoán chừng cũng cất giấu được không ít thiên tài địa bảo nhỉ. Ban đầu, trái bách linh kia giúp anh kiếm được, món lời không nhỏ, nếu như có thể lấy được mấy món thiên tài địa bảo nhà họ Ngụy, không chừng có thể khiến sức mạnh của anh lại được tăng vọt lên lần nữa. Bọn họ đã nhanh chóng chuyển hết tiền qua cho Trần Triệu Dương, anh cũng không làm khó hai người họ nữa, để bọn họ rời đi. Đi đi, tiền kiếm được. Cô lấy đi sửa xe đi, Trần Triệu Dương vui vẻ nhìn Dương Lệ rồi nói. Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ để cho tôi đi sửa xe thôi sao? Cứ trực tiếp đổi xe khác cho, tôi là được rồi, Dương Lệ lại liếc mả, vẻ mặt đầy xem thường nói. Được, đi, mua xe khác, Trần Triệu Dương vung tay, vô cùng ngang tàng đi lên xe. Thế còn được, Dương Lệ gật đầu hài lòng, sau đó ngồi lên ghế lái. Mà thôi, tiền này cậu kiếm được cũng không dễ gì. Đắc tội với nhà họ Ngụy, không phải là chuyện tốt lành gì, sau khi khởi động xe xong, Dương Lệ lại nói. Hơn nữa, cậu giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa biết phải cảm ơn cậu như thế nào, Dương Lệ ngượng ngùng nói. Sao, nghĩ thông suốt rồi à, muốn lấy thân báo? Đáp tôi hả? Ây da, tiếc rằng tôi là người đã có gia đình rồi, chỉ có thể phụ tấm lòng của cô đối với tôi mà thôi, Trần Triệu Dương ra vẻ xót xa dầu dĩ, nói. Cút đi. Ai thèm thích người như cậu chứ, Dương Lệ nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, vẻ. Ngượng ngùng tan biến, thay vào đó là sự tức giận. Ha ha ha, Trần Triệu Dương cười phá lên. Trần Triệu Dương biết, dựa vào thực lực nhà họ Ngụy, chắc sẽ nhanh chóng tìm được nơi trọ của anh mà thôi, để không làm liên lụy đến nhà họ Dương, Trần Triệu Dương không ở nhà họ Dương mà tìm một khách sạn ở tạm. Nhà họ Ngụy, hai người Ngụy Lương Bình và Ngụy Thân đã về đến nhà. Và người nhà họ Ngụy lúc này cũng đã nhận được tin tức, đều tập hợp đông đủ tại đại sảnh nhà họ Ngụy. Lương Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chắc là Trần Triệu Dương không?
vừa thấy hai người Ngụy Lương Bình và Ngụy Thân bước vào, người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất cất tiếng hỏi. Gia chủ, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Trần Triệu Dương, Ngụy Lương Bình có phần ấm ức nói. Đây đã là lần thứ hai bị Trần Triệu Dương chọc giận, lần nào cũng là cả quá trình nhục nhã ê chề. Gia chủ, nếu thằng Trần Triệu Dương này đã đến Vân Hải, vậy chính là cơ hội của chúng ta rồi, tên phản bội nhà họ Ngụy chúng ta lần trước, tôi vẫn luôn cảm thấy là do Trần Triệu Dương cài vào, tên đó muốn nhà họ Ngụy chúng ta chịu tổn thất nghiêm trọng, nếu như không nắm bắt lấy cơ hội này, đợi đến khi nó trở về Nam Hải, muốn tìm cơ hội khác e cũng khó. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng lên cất tiếng nói. Không sai, con người Trần Triệu Dương này đã trở thành sự sỉ nhục của nhà họ Ngụy, nhất định phải nhổ bỏ tận gốc. Nếu như thằng đó ở Nam Hải thì chúng ta còn không làm gì được, giờ tên đó đến địa bàn chúng ta rồi, không phải là chúng ta muốn xử lý thế nào thì xử lý sao? Mọi người đừng phát biểu ý kiến gì nữa, nghe xem gia chủ nói thế nào trước đi. Người nhà họ Ngụy nghe thấy tin Trần Triệu Dương đến đây, ai nấy đều sôi sục hận thù, chỉ tiếc không thể xông thẳng đến trước mặt Trần Triệu Dương, tự tay đâm anh một nhát. Nghe thấy người dưới nói vậy, Ngụy Giang Hà lập tức gật đầu hài lòng. Không phải ông ta không muốn báo thù, ban đầu sau khi biết con mình bị đánh tàn phế, Ngụy Giang Hà đau khổ một thời gian dài, nhưng ông ta không dám tùy tiện đi báo thù, ông ta không muốn vì con trai mình mà khiến gia tộc chịu tổn thất. Bây giờ nhìn thấy người trong gia tộc đoàn kết một lòng như vậy, ông ta cảm thấy vui vẻ vô cùng. Tên Trần Triệu Dương này quả thật vô cùng đáng ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn vô cùng mạnh. Nhưng nhà họ Ngụy chúng ta cũng không phải dạng dễ chọc đến. Nếu Trần Triệu Dương đã đến Vân Hải chúng ta, vậy thì phải cho hắn biết sự lợi hại của nhà họ Ngụy, Ngụy Giang Hà nói với sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Không sai, hơn nữa, nếu như để mấy gia tộc khác ở Vân Hải biết được kẻ thù của nhà họ Ngụy đến Vân Hải mà nhà họ Ngụy chúng ta lại không có động tĩnh gì, thì đúng là một cú đả kích chí mạng tới danh tiếng của chúng ta. Lúc này, một ông lão đột nhiên mở mắt lên tiếng. Nghe thấy được ông lão này cũng đã mở lời. Đương nhiên những người khác cũng chẳng có ai phản bác. Vậy thì cứ quyết định thế đi, tiếp theo chúng ta bắt đầu lên kế hoạch tác chiến, Ngụy Giang Hà vừa thấy vậy, lập tức gật đầu, bắt đầu lên kế hoạch nhiệm vụ. Trần Triệu Dương tất nhiên là không thể nào biết được những điều này, kể cả có biết thì anh cũng lười quan tâm. Sau khi anh về đến khách sạn thì bắt đầu gọi điện thoại cho Nam Cung Yến nhưng gọi kiểu gì cũng không được. Không còn cách nào nữa nên anh chỉ có thể gọi cho Đường Võ. Nhận được tin cả ngày Nam Cung Yến đều không đến công ty, Trần Triệu Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng anh cũng không có cách nào, xem ra người hôm đó đúng là Nam Cung Yến rồi, điều này khiến Trần Triệu Dương thực sự cảm thấy áy náy. Sớm biết thế thì đã nói cho Nam Cung Yến biết chuyện từ sớm, tạo thành hiểu nhầm như thế này thực sự bất đắc dĩ. Nhưng Nam Cung Yến không nghe máy, anh cũng không có cách nào để giải thích nên chỉ có thế để tạm như vậy. Tối hôm đó, khi Trần Triệu Dương đang ngồi trên giường tu luyện thì có một tiếng động vô cùng nhỏ truyền vào tai anh. Anh lập tức mở to hai mắt, dùng thuật xuyên thấu nhìn qua thì phát hiện có 6 người đàn ông đang mặc trang phục màu đen đứng ở ngoài và đang cố gắng mở cửa phòng anh. Đến nhanh phết, Trần Triệu Dương cười một cái rồi lập tức xoay người leo xuống giường, bố trí lại giường ngủ rồi chui ra sau rèm cửa. Khóa cửa của khách sạn này thực sự không phòng được người, Trần Triệu Dương vừa trốn đến giây thứ 3 thì cửa đã bị người ta mở ra rồi. Lập tức có 2 người bước vào bên trong phòng, những người còn lại thì nhẹ nhàng tiến vào. Xì, những người này xốc giường Trần Triệu Dương vừa ngủ lên, rồi chiếc súng tiểu liên có giảm thanh đập vào thành giường của anh. Chết tiệt, người không có trong khách sạn, tình báo sai rồi, rút, người đàn ông đó vừa nói xong thì lập tức ra lệnh rút lui. Đến cũng đến rồi, không nhìn thấy tôi đây thì sao có thể đi, khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì một tiếng nói trêu đùa truyền vào tai bọn họ. Ngay lập tức người vừa mở cửa bị một cỗ khí lực đánh bay ra ngoài. Phản ứng của họ khá là nhanh, súng tiểu liên trong tay trực tiếp nhắm ngay Trần Triệu Dương rồi bắt đầu nã đạn. Chỉ là tốc độ của Trần Triệu Dương lại càng nhanh hơn, viên đạn được bắn ra ngay cả quần áo của anh còn không chạm vào được. Một người đàn ông đứng gần Trần Triệu Dương bị anh nhắm ngay vào đầu rồi bùm một tiếng, lập tức nằm lăn ra đất. 5 người còn lại đều ngạc nhiên. Trước đây họ cũng đoán được thực lực của Trần Triệu Dương rồi nhưng sau khi thấy anh ra tay thì thực sự ngạc nhiên không khép nổi miệng. Nhưng phản ứng của họ cũng rất nhanh, lập tức tản ra, đồng thời tiểu liên trong tay họ cũng nã đạn liên tục. Đợi đến lúc số đạn trong súng đã hết, họ nhìn sang thì thấy Trần Triệu Dương vẫn đứng im ở đó như từ nấy đến giờ chưa từng động đậy vậy.
Sao, sao có thể, nhìn thấy cảnh này, tất cả bọn họ đều ngơ ra, trong khoảng cách gần như vậy mà muốn tránh khỏi những viên đạn này gần như là không có khả năng. Mà vừa rồi là 5 khẩu chứ không phải 1 khẩu, là súng tiểu liên chứ không phải súng thường, tốc độ súng bắn ra và tốc độ đạn vô cùng kinh người, dù có như thế thì anh vẫn không bị tổn thương chút lông tóc nào. Họ cũng có chút nghi ngờ, người bọn họ ám sát là người trái đất sao? Các người hết đạn rồi sao, thế thì đến lượt tôi rồi, Trần Triệu Dương dùng khả năng xuyên thấu của mình để nhìn, dù tần suất bắn ra những viên đạn đó rất dày nhưng anh vẫn có thể tìm được kẽ hở mà né tránh. Hơn nữa, từ sau lần trước tách cây thông phỉ thúy ra thì khả năng nhìn xuyên thấu của anh đã đến giới hạn, hôm sau hồi phục lại thì anh phát hiện nó lại mạnh hơn. Bất kể là về khoảng cách hay là độ rõ nét thì đều có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Giới hạn này cũng được xem là một cách xúc tiến khả năng nhìn xuyên thấu mạnh mẽ hơn. Nhưng cách này thực sự quá tra tấn, mắt của anh quá đau, não như muốn nổ tung ra vậy. Cho nên, nếu không phải trường hợp cần thiết thì anh sẽ không dùng đến cách này. Sau khi Trần Triệu Dương nói xong thì thân hình lập tức biến mất tại chỗ cũ, rồi ngay lập tức xuất hiện trước mắt một người ở đó, anh tung một cước ra đá văng tên đó. Người đó bị đạp cho thủng một hõm ở bụng, chắc chắn không thể nào sống được nữa. Những người còn lại đã lấy ra vũ khí rồi lao về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương lười phải dài dòng với đám người này, dám quấy rối giấc ngủ của anh, lại làm cho phòng anh thành cái dạng này thật sự khiến cho anh tức giận không thôi. Anh ra tay với tốc độ nhanh như chớp, bốn người còn lại không phải là đối thủ của anh. Sau khi xử lý xong người cuối cùng, anh lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, theo lý mà nói người nhà họ Ngụy biết được thực lực của anh như thế thì không thể nào chỉ phái mấy người như thế này đến được. Không hợp lý, chắc anh đã bỏ sót cái gì đó. Nghĩ đến đây, anh dùng thuật xuyên thấu nhìn vào thi thể mấy người ở đây. Chết tiệt, mình biết chuyện không thể nào đơn giản như thế mà. Sau khi anh nhìn xong thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sau đó, anh dậm hai chân một cái, cả người lập tức lao vào cửa kính rồi phá tan nó mà nhảy xuống tầng. Bịch! Ngay khi anh vừa lao ra ngoài thì một ngọn lửa dữ dội trực tiếp nuốt trọn lấy căn phòng anh vừa ở. Áp lực kinh hoàng ập tới, tốc độ lao xuống dưới của anh càng nhanh. Trần Triệu Dương thi triển kỹ năng, dùng chân khí của mình, ngay khi anh sắp tiếp đất thì anh tăng cường khí lực để giảm tốc độ rơi xuống. Cuối cùng anh lại tăng tốc rời xa vị trí ban đầu. Ngay khi anh rời khỏi đó, mảnh vỡ bị phá hủy bởi ngọn lửa từ trên cao rơi xuống trực tiếp rơi trúng chỗ anh vừa tiếp đất. Vốn anh còn nghĩ đến đây là xong rồi nhưng một cảm giác sắp có nguy hiểm lập tức ập đến. Không ngừng lại chút nào mà anh lập tức biến mất khỏi mặt đất. Xuy! Một ánh lửa phát ra từ nơi anh vừa đứng, có lẽ là một viên đạn bắn tỉa. Trần Triệu Dương lại nhảy sang chỗ khác. Một viên đạn khác lập tức bắn theo anh. Nhà họ Ngụy, quả nhiên thật nhiều mánh khóe mà, nhà họ Ngụy này đúng là muốn giết chết anh bằng mọi giá. Cảm giác hơi quen, là cặp tay súng bắn tỉa đó, Trần Triệu Dương nhận thất cách thức bản tỉa quen thuộc thì hiểu ra, hai người này chính là hai người ban đầu nhà họ Diệp sai đến đánh lén anh. Khi anh xử lý nhà họ Diệp thì không phát hiện ra họ, không ngờ bây giờ lại đi nương nhờ nhà họ Ngụy. Lần này nhất định không thể nào tha cho bọn họ. Mắt anh lóe ra một tia sáng lạnh, anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu nhìn qua một cái lập tức biết được vị trí của hai tay bắn tỉa kia. Cái đệt, sao lại là con gái? Lại còn là sinh đôi, ngay khi anh nhìn thấy hai tay bản tỉa đó thì lập tức ngây người. Vốn anh còn nghĩ là hai tay sát thủ tàn nhẫn, không ngờ lại là hai chị em sinh đôi. Tất nhiên, đây không phải trọng điểm là hai chị em này rất xinh đẹp, không phải cái kiểu xinh đẹp dịu dàng mà lại mang theo một sự lạnh lùng anh khí. R chỉ là, kể cả hai tay bắn tỉa này có xinh hơn nữa thì anh cũng không tính tha cho họ, đây đã là lần thứ ba rồi. Quá tam ba bận, nếu họ cứ trốn mãi thì anh cũng không biết đi đâu tìm họ. Ngay lập tức, bóng dáng của Trần Triệu Dương vụt lóe lên, tạo đòn né chữ S tránh sang một bên, những viên đạn bản tỉa kia hoàn toàn không thể chạm vào anh. Hai tay xạ thủ song sinh đó đều vô cùng sững sờ, vì bọn họ nhận ra rằng Trần Triệu Dương đã sử dụng đòn né chữ S. Tại sao bọn họ lại bị sốc đến như vậy? Vì đòn né chữ S là một huyền thoại trên chiến trường, nó đặc biệt dùng để né đòn của các tay súng bắn tỉa. Tương truyền, rất ít người có thể thành thục thao tác né đòn chữ S này. Ngay cả khi thành thục thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp, không ai có thể né quá 5 lần liên tiếp. Nhưng Trần Triệu Dương đã có thể né đòn bắn tỉa của bọn họ mọi lúc, phải biết rằng hai người họ là chị em sinh đôi có thần giao cách cảm,
dù một người trong hai xạ thủ đó có sai sót thì người còn lại cũng có thể kịp thời bổ sung. Tên này quả là một tên biến thái, Trần Triệu Dương nhận ra bọn họ, ngược lại bọn họ cũng nhận ra anh. Thông qua phạm vi bản tỉa, bọn chúng biết rằng Trần Triệu Dương chính là mục tiêu mà mình đã tấn công ở thành phố Nam Hải. Phải biết rằng, lúc lần đầu tiên anh bị bắn tỉa, bọn họ đã cảm thấy có chút kỳ quái khi anh né được đạn bắn tỉa, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới điều này. Bây giờ, nhìn thấy Trần Triệu Dương triển khai nó ở chỗ trống trải này, bọn họ có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sau khi biết mục tiêu không phải người mình có thể giết chết được nên liền muốn rút lui. Rút lui, hai người họ nhanh chóng xác nhận qua tai nghe một lượt, rồi vội lui về phía xa. Hôm nay các cô đừng hòng chạy trốn, Trần Triệu Dương đương nhiên nhìn thấy hai người họ chuẩn bị chạy trốn, anh liền trực tiếp đuổi theo một trong hai người đó. Hai người là chị em sinh đôi, đương nhiên là quan hệ giữa hai chị em sẽ rất tốt, chỉ cần bắt được một trong hai người thì không cần lo lắng về người kia, chắc chắn sẽ sa vào lưới. Tốc độ của Trần Triệu Dương rất nhanh, lần này không có tay súng nào khác yểm hộ, một người trong đó chỉ cách anh 100 mét. Khoảng cách này đối với xạ thủ mà nói, quả là ngàn cân treo sợi tóc. Cô đừng hòng chạy thoát, mau đứng lại, yên tâm. Tôi sẽ không giết cô, Trần Triệu Dương thấy cô A vẫn đang liều mạng chạy trốn, anh lập tức truyền âm đến. Trong lòng nữ xạ thủ chợt run lên, bởi vì giọng nói đó hiện lên trong đầu cô ta quá rõ ràng, cô ta còn tưởng rằng anh đã đuổi đến bên cạnh mình rồi. Cô ta nhanh chóng rút một con dao găm từ bắp chân, quay đầu lại và phóng nó về phía sau. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là nó đã được phóng đi một cách vô ích. Trần Triệu Dương hoàn toàn không ở phía sau, cũng không ở xung quanh cô ta. Và khi cô ta đang chăm chú quan sát thì Trần Triệu Dương đang từ xa vụt đến. Chết tiệt, bị lừa rồi, cô ta thầm nguyền rủa, mặc dù không biết Trần Triệu Dương làm như thế nào, nhưng cô ta cũng không có thời gian để nghĩ tới nó, trước mắt phải bỏ chạy trước đã. Chỉ là lúc cô ta định nhanh chóng chạy trốn một lần nữa thì đã quá muộn. Mau đứng lại, lần này, giọng nói của Trần Triệu Dương vang lên bên tai của cô ta là thật, anh đã vượt lên phía trước chặn cô ta lại. Đi chết đi, ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lùng, lập tức con dao găm trong tay cô ta xoẹt về phía cổ anh. Là con gái, đừng lúc nào cũng chỉ biết dùng dao với súng thế chứ, thật chẳng yểu điệu tí nào. Cả, Trần Triệu Dương lắc đầu, rồi dùng hai ngón tay trực tiếp kẹp con dao găm lại, sau đó vặn một cái, cô ta căn bản không thể chống cự được chút nào, sau đó anh nhanh chóng đoạt lấy con dao găm. Trần Triệu Dương không đợi cô ta động thủ lại, trực tiếp đưa ói tay ra một chút. Cô ta vốn không có cách nào để phản kháng được, liền bị anh vật xuống đất. Trần Triệu Dương sợ những người này sẽ tự sát, nhanh chóng kiểm tra răng của cô ta và tất cả mọi thứ có thể tự sát. Nữ xạ thủ vừa xấu hổ vừa tức giận, vì Trần Triệu Dương không chỉ sờ miệng mà còn lục lọi khắp người cô ta. Vì trước giờ cô ta chưa từng để cho tên đàn ông nào đụng chạm vào người mình, bây giờ lại bị chính mục tiêu của mình làm cho nhục nhã như vậy. Ngay lập tức. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương với ánh mắt căm phẫn. Cô nhìn gì mà nhìn? Đây đã là lần thứ ba hai chị em nhà cô muốn lấy mạng của tôi rồi, lẽ nào tôi còn không được ra tay với các người sao? Trần Triệu Dương nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt chứng mình của cô ta thì hừ lạnh một tiếng nói. Anh giết tôi đi, tôi sẽ không tiết lộ cho anh bất cứ điều gì đâu, nữ xạ thủ nói với vẻ mặt vô cùng cương quyết. Có phải cô bị ngốc không? Tôi còn cần cô nói cho tôi tê cái gì sao? Nhà họ Ngụy cùng nhà họ Diệp phái hai người ngốc nghếch như các cô đi thực hiện nhiệm vụ cũng thật cạn lời. Chỉ số IQ này thật khiến người khác phải lo lắng, Trần Triệu Dương vươn tay ra, gõ nhẹ lên cái trán bóng loáng của cô ta rồi nói. Cô ta càng xấu hổ hơn khi bị anh gõ vào trán một cách thân mật vậy, đây quả nhiên là một sự tra tấn về tâm hồn. Nếu cô chết vậy làm sao chị em gái đó của cô có thể tự mình sa vào bẫy được. Cho nên, cô vẫn còn có ích lắm, Trần Triệu Dương mỉm cười. Sau đó bịt miệng của cô ta lại. Bởi vì anh sợ rằng cô gái ngốc nghếch này sẽ tự sát sau khi nghe thấy những lời mình nói, như thế thì chị em gái kia của cô ta sẽ không phải vì cứu mình mà sa vào tù tội. Sau khi bị Trần Triệu Dương bịt chặt miệng lại, cô ta chợt cảm thấy bất lực, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Sự việc ngày hôm nay đã dạy cho anh một bài học, chỉ một thời gian ngắn kể từ khi trở về thành phố, anh đã quên ngay cả sự cảnh giác cơ bản. Hàng loạt vụ ám sát của nhà họ Ngụy ngày hôm nay, nhắc nhở anh rằng mình đã đắc tội rất nhiều người, những người này e là dùng vô số thủ đoạn khác nhau, anh không hy vọng bản thân rơi vào cách mà anh quen thuộc nhất. Suy cho cùng, ban đầu khi ở đấu trường quốc tế, những thủ đoạn này anh sớm đã bỏ lại và đào thải đi rồi.
nếu thực sự rơi vào hoàn cảnh đó thì quả là một trò cười. Danh tiếng của anh với tư cách là vua sói cũng sẽ bị hủy hoại. Quả nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện trong tầm nhìn của anh, ăn mặc giống như nữ xạ thủ này, đều là áo da và quần da, cùng với một khẩu súng bắn tỉa trên lưng. Có vẻ như cô ta biết rằng việc bắn tỉa không hề hấn gì tới mình nên cô ta không sử dụng nó nữa. Anh đã làm gì em gái tôi, giọng cô gái rất lanh lảnh, nếu không phải quá lạnh lùng, e rằng sẽ khiến người ta say như điếu đổ mất. Cô ta không sao, vẫn còn sống. Nói đi, các cô đã bản tôi 3 lần rồi. Chuyện này nên tính sao đây, Trần Triệu Dương cười, đúng là chị em tình thâm. Anh nói đi, muốn cái gì ở chúng tôi, quả nhiên là cô chị bình tĩnh hơn cô em, liền nói thẳng vào vấn đề. Tôi cũng không biết, nhìn các cô cũng chẳng có thứ gì có thể cho tôi. Bỏ đi, vẫn nên giết chết các cô thì hơn, như vậy sau này, tôi đỡ phải lo lắng mình có bị ăn phải một viên đạn nào không, à không, nên là 2 viên mới đúng. Đến lúc đó, tôi sợ rằng mình sẽ không thể ngủ ngon được. Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi bất lực, nói. Anh, khi nghe thấy giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Trần Triệu Dương, cả người cô chị lập tức run lên. Như thế này đi, nếu anh có thể để em gái tôi đi, tôi sẵn sàng đi cùng anh. Bất kể anh muốn làm gì tôi đều sẽ không phản kháng, cô chị khẽ cắn môi nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhục nhã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô em nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, hai mắt rưng rưng, đương nhiên là cô ta nghe thấy được những lời mà chị mình nói, điều này khiến cho cô ta cảm thấy bản thân như một gánh nặng, thậm chí liên lụy đến cả chị của mình. Ôi trời, cô là diễn viên sao? Nói như thể mình oan ức lắm. Vậy oan ức của tôi thì tìm ai để nói đây, nhìn thấy dáng vẻ hai chị em họ, Trần Triệu Dương lại càng thêm buồn bực. Tôi không hề gây hấn gì với hai cô nhé. Vậy mà các cô đã ám sát tôi 3 lần rồi, tôi đi tìm ai kể khổ đây. Còn nữa, các cô nghĩ rằng tôi thèm thuồng các cô chắc, lần đầu tiên ám sát tôi, các cô không có nhìn thấy sao. Vợ tôi xinh đẹp như vậy, làm sao tôi có thể hứng thú với phụ nữ khác được chứ? Nếu vợ tôi mà biết tôi lăng nhăng ở bên ngoài, cô vợ xinh đẹp đấy của tôi nhất định sẽ ly hôn với tôi mất, vậy hai cô nói xem, có phải tôi càng thua thiệt hơn không? Trần Triệu Dương nói một hồi, bản thân cũng cảm thấy mình quá ủy khuất rồi. Hai chị em họ cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ lại những gì Trần Triệu Dương nói, quả thật có lý. Việc này khiến hai người họ nhất thời có chút khó xử, ngoài cơ thể ra, bọn họ cũng chỉ còn mạng của mình mà thôi. Tôi sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của em gái mình, anh thả em ấy đi đi. Lúc này, cô chị đột nhiên rút một con dao găm từ chân của mình ra, dí vào cổ của mình rồi nói với Trần Triệu Dương. Này, tôi nói muốn mạng của hai cô lúc nào chứ? Đừng có động một tí là đòi sống đòi chết, mau bỏ con dao xuống cho tôi, Trần Triệu Dương bất lực nhìn cô chị nói. Vậy anh muốn chúng tôi làm gì? Cô chị nghe vậy liền buông dao găm xuống, mở miệng hỏi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, cô nói xem dáng dấp các cô cũng không tệ, tìm một gia đình tử tế rồi gả đi. Có phải cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại không? Tại sao cứ nhất định phải làm công việc nguy hiểm như thế? Trần Triệu Dương có chút quan tâm nói. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, trong mắt hai người họ lộ ra vẻ đau khổ, chứng kiến ánh mắt đó của hai người, Trần Triệu Dương biết, e là hai cô gái này là người có tâm sự, chắc chắn là có nỗi niềm gì khó nói. Được rồi, tôi không hỏi nữa, các cô đi đi, về sau đừng hở ra là chạy tới ám sát tôi nữa đấy. Anh cũng lười phải đùa giỡn với hai người họ nữa. Gặp hai cô gái này, Trần Triệu Dương lại nhớ tới trước đây khi anh mới bước chân vào con đường này, cũng đơn thuần như thế. Nếu cho anh một cơ hội để lựa chọn lại, có lẽ anh sẽ không chọn lại con đường tràn ngập máu tanh này. Cho nên, anh cũng muốn hai người họ được lựa chọn một lần nữa. Thế nhưng, mỗi người một chí, anh cũng chỉ nói đến đó mà thôi. Lúc này, Trần Triệu Dương liền thả cô em ra. Rồi xoay người đi về phía xa. Đáng chết thật, muộn thế này rồi còn phải đi tìm chỗ ở mới nữa, Trần Triệu Dương có chút buồn bực, may là chỗ khách sạn anh ở kia không đông người, hai bên phòng cũng không có ai ở, nếu không, quả bom vừa rồi không biết sẽ gây ra thương vong lớn cỡ nào. Trần Triệu Dương không muốn vì mình mà khiến một số người vô tội khác bị thương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, may mà lúc ở trong khách sạn, anh đã đăng ký thông tin giả. Nếu không, cảnh sát chắc chắn đã tìm thấy anh rồi. Các cô đi theo tôi làm gì? Trần Triệu Dương đi được một đoạn, bất lực quay đầu lại nhìn hai người họ. Hai người đều cắn chặt môi, không nói gì.
Các cô muốn theo thì cứ việc theo, nhưng có thể giấu khẩu súng đang đeo phía sau đi có được không? Thật sự quá bắt mắt rồi, anh đột nhiên cảm thấy bất lực khi thấy hai người đều im lặng. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai người nhanh chóng lấy súng bắn tỉa trên vai xuống gấp lại, bỏ vào một cái túi vải. Thật tiện lợi, anh thầm thở dài khi thấy hai người chỉ cần gấp khẩu súng rồi cất vào trong túi, điều này quả là khéo léo. Trần Triệu Dương đi bộ hơn 10 phút cuối cùng cũng tìm thấy một khách sạn, hai người họ cũng nhắm mắt theo đuôi, cứ thế mà theo sau anh. Tôi muốn một, hai phòng lớn, sau đó Trần Triệu Dương lại lấy ra một thẻ căn cước khác, đưa cho người của khách sạn. Nhân viên phục vụ khách sạn nhìn thấy anh đi cùng hai cô gái xinh đẹp như vậy đến thuê phòng thì nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nhưng khách sạn họ cũng không thể quản được mấy chuyện này. Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương và hai nữ xạ thủ đã làm xong thủ nhận phòng. Cả ba đều đi thẳng lên lầu. Hai cô nói đi, rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã thuê phòng rồi, hai cô quay về phòng nghỉ đi, đừng đến quấy rầy tôi. Vào đến phòng, nhìn thấy hai người họ vẫn cứ đi theo mình, Trần Triệu Dương có chút không kiên nhẫn nói. Bịch! Điều mà Trần Triệu Dương không ngờ tới là hai người họ trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh. Này, hai cô muốn làm gì? Tôi không hề bắt nạt hai người, nhìn bộ dạng hai người họ, Trần Triệu Dương nhanh chóng né người sang một bên nói. Anh thực sự rất mạnh, chúng tôi muốn đi theo anh, cô chị lên tiếng trước, dường như cô em biết mình không giỏi ăn nói nên cứ im lặng. Hở! Trần Triệu Dương ngây người ra một hồi, anh không ngờ kết quả lại như thế này. Chị em cô chắc nhìn thấy tôi thực lực mạnh, muốn tôi giúp hai cô đối phó với tổ chức phía sau sao, anh chế nhạo và trực tiếp nói ra mục đích của bọn họ. Lăn lộn trên đấu trường quốc tế nhiều năm như vậy, anh đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Có thể bồi dưỡng được kỹ thuật bắn tỉa mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hai người họ còn là tay bắn tỉa song sinh, e rằng tổ chức của bọn họ cũng không hề kém cỏi. Hai cô gái này muốn thoát khỏi tổ chức, nhưng lại muốn tìm mình để làm lá chắn. Xem mình là kẻ ngốc trách. Quả nhiên khi nghe thấy những lời của anh nói, hai người liền biến sắc rồi cúi đầu xuống. Nếu như anh thật sự có thể thu nhận chúng tôi, sau này hai chị em tôi có thể trung thành với anh, sẽ không bao giờ phản bội. Vì sao anh không đồng ý, có phải anh cho rằng hai chúng tôi rất kém cỏi? Lúc này, cô em không màng đến lời dặn của chị mình mà lên tiếng. Sao vậy, lẽ nào không phải sao? Ba lần đều không giết được tôi, lần thứ ba thì lại bị tôi bắt được, Trần Triệu Dương nhìn cô em với vẻ mặt giễu cợt hỏi. Tôi, khi nghe anh nói vậy, cô em cứng họng không nói nên lời nhưng vẻ mặt cô ta có vẻ không phục. Nói cho tôi biết, lần đầu tiên hai cô ám sát tôi là người nhà họ Diệp thuê sao? Trần Triệu Dương luôn có một thắc mắc, hai người này là thành viên của tổ chức sát thủ, nhưng mà khi bản thân vừa mới tách khỏi Diệp Sùng Minh, chưa đầy nửa tiếng, hai cô gái này đã đến ám sát mình rồi. Phải, nhưng cũng không hẳn là vậy, nhà họ Diệp có ân với chúng tôi, lúc đó chúng tôi cũng đang ở nhà họ Diệp, nên không thể không ra tay giúp đỡ, đã đến bước này, không có gì phải giấu giếm cả. Trần Triệu Dương gật đầu, chẳng chắc người họ ra tay nhanh như vậy là vì lý do. Nếu các cô muốn rời khỏi tổ chức ban đầu thì chắc đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy tôi muốn biết chuyện gì, các cô đều phải trả lời tôi, Trần Triệu Dương nhìn thẳng vào hai người họ với ánh mắt thăm dò. Vốn dĩ anh chỉ định quay về thành phố và sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng ngày càng xảy ra nhiều chuyện hơn, lại càng đắc tội với nhiều người, anh đã từ từ đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống mà bản thân mong muốn rồi. Trần Triệu Dương cũng biết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản thân càng không muốn quan tâm thì e là rắc rối cũng tự tìm đến. Nếu đã như vậy thì hà tất gì phải ẩn nấp. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi tên Cận Băng, em gái tôi là Cận Liệt. Chúng tôi đều thuộc tổ chức sát thủ lưỡi săn. Lần này tới Hoa Hạ, chúng tôi chỉ muốn tìm người. Người chị gái tên Cận Băng lập tức lên tiếng. Lưỡi săn là tổ chức xếp hạng thứ 25. Được thôi, vậy sau này hai cô cứ đi theo tôi. Nhưng tôi nói trước nhé. Con người tôi không thích nhất là bị phản bội, hai cô hiểu chứ, Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, hai người họ sửng sốt, không ngờ anh lại biết lưỡi săn. Chuyện này thì người bình thường không thể nào biết được. Nhưng khi nhớ đến thân thủ của Trần Triệu Dương thì hai người họ cũng đủ biết. Đã rõ, hai người đồng thanh trả lời. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hai cô còn về thành phố Nam Hải. Tới Hồ Lộc Minh tìm một người tên Giang Tử Phong, cậu ta sẽ tự biết sắp xếp cho hai người ra sao, Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi kêu hai người họ đi tìm Giang Tử Phong. Hai người họ bèn rời khỏi,
Chờ sau khi hai người họ đi khỏi, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhà họ, Ngụy đúng là có chút thủ đoạn. Thời gian ngắn như vậy đã tìm ra nơi ở của anh, còn bố trí kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, có thể nói là mưu tính không hề sai lệch. Nếu không phải anh đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, nếu không phải anh có mắt xuyên thấu thì e rằng lần này thật sự sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ban đầu, Trần Triệu Dương còn muốn từ từ tính sổ với nhà họ Ngụy, nhưng giờ xem ra nhà họ Ngụy quả thật hơi nôn nóng rồi. Nếu đã như vậy thì anh đành phải chủ động ra tay thôi, ngược lại anh muốn xem thử rốt cuộc nhà họ Ngụy có nội tình gì. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh của nhà họ Ngụy khá căng thẳng. Vì người mà bọn họ phái đi, tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, cũng đã quá giờ hẹn với bọn họ 2 tiếng đồng hồ rồi. Reng reng. Chính ngay lúc này, điện thoại của Ngụy Lương Bình đột nhiên reo lên đinh tai nhức óc cả đại sảnh. Sau khi Ngụy Lương Bình nghe máy, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông chủ, nhiệm vụ thất bại rồi, toàn bộ người của chúng ta đều bị đánh úp. Ngụy Lương Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía ông chủ Ngụy Giang Hà với vẻ khổ sở. Nghe Ngụy Lương Bình nói vậy, tất cả người nhà họ Ngụy có mặt ở đó đều huyên náo cả lên. Phải biết là kế hoạch của bọn họ vạch ra vô cùng chu toàn, có thể nói, theo như họ đã nghĩ thì đó là một kế hoạch không có chút sơ hở nào. Cho dù là thiên tiên võ giả thì cũng rất khó tránh khỏi chiêu giết người hàng loạt của bọn họ. Sắc mặt của Ngụy Giang Hà không được tốt cho lắm, kế hoạch lần này thất bại, Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vậy làm sao nhà họ Ngụy bọn họ còn có thể sống ngày tháng tốt đẹp được? Xem ra phải mời đại trưởng lão ra rồi. Thực lực của Trần Triệu Dương e là đã đạt đến mức thiên tiên đại thành. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, khó mà giết chết hắn ta được, Ngụy Giang Hà nói với vẻ mặt ảm đạm. Xem ra cũng chỉ còn cách này thôi, nếu không khi hắn ta trở nên thành thục hơn thì chính là tai họa cho nhà họ Ngụy chúng ta. Những người khác của nhà họ Ngụy đều đồng ý, dù gì bọn họ cũng tin vào thực lực của đại trưởng lão. Chỉ cần đại trưởng lão ra tay thì Trần Triệu Dương chết là cái chắc. Vừa hay, ngày mai là lễ đính hôn của con trai nhà họ Phòng, Phòng Vĩnh Tín, đại trưởng lão chắc chắn sẽ tới để chúc mừng. Trước khi tới nhà họ Phòng, chúng ta mời đại trưởng lão giết tên Trần Triệu Dương đó, Ngụy Giang Hà nheo mắt nói. Có đại trưởng lão ra tay, Trần Triệu Dương chết chắc, nghe Ngụy Giang Hà nói vậy, Ngụy Lương Bình vui mừng khôn xiết. Còn người nhà họ Ngụy ai nấy cũng thở phào, nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu bàn chuyện đính hôn của con trai nhà họ Phòng. Một đêm yên bình. Sáng ngày hôm sau, Trần Triệu Dương bèn kêu hai chị em nhà họ Cận đi tới thành phố Nam Hải trước. Hơn nữa còn kêu hai chị em họ âm thầm bảo vệ Nam Cung Yến. Đồng thời kêu Giang Tử Phong đi đón hai chị em họ. Dù gì bọn họ cũng chưa từng đặt chân tới Nam Hải. Những ngày anh không có mặt, e là Nam Cung Yến sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ban đầu anh tới Nam Hải chính là vì bảo vệ cô ấy. Tuy Trần Triệu Dương đã nhờ Tô Hồng Mị bảo vệ cô ấy, nhưng thủ hạ dưới trướng của Tô Hồng Mị thì không có mấy người thật sự có thể dùng được. Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên có nghĩ tới đám thanh niên kia, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Lần trước bọn họ đột nhiên nói là muốn tới tìm anh, kết quả tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng anh cũng không lo lắng gì nhiều, dù gì trong cuộc sống hàng ngày thì số người có thể gây uy hiếp cho đám người đó cũng rất ít. Sau khi hoàn thành xong những chuyện này, vẻ mặt của Trần Triệu Dương nghiêm túc trở lại, đã tới lúc tìm tới người nhà họ Ngụy tính sổ rồi. Nhưng trong lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị tới nhà họ Ngụy, điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Trần Triệu Dương, anh có thể giúp tôi được không? Là Từ Tịnh Nhã gọi điện đến. Được, cô nói đi, anh khá bất ngờ, không ngờ Từ Tịnh Nhã lại nhờ anh giúp đỡ. Nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không từ chối, dù sao cô ta cũng là bạn thân của Nam Cung Yến. Cái gì, cô kêu tôi đóng giả làm bạn trai cô hả? Nghe Từ Tịnh Nhã nói xong thì Trần Triệu Dương lập tức há hốc mồm. Sao vậy, chuyện này anh rốt cuộc có giúp hay không đây? Nếu anh không giúp thì có tin tôi sẽ nói xấu anh trước mặt của Tiểu Yến không? Nói là anh với cô gái xinh đẹp kia, nghe giọng điệu Trần Triệu Dương có vẻ kỳ lạ, Từ Tịnh Nhã đột nhiên tức giận. Xì, cô đang uy hiếp tôi ư, tôi là kiểu người sợ bị uy hiếp như vậy sao? Cô nói xem, chuyện này thì tôi tất nhiên là giúp rồi. Nhưng mà, tôi và Dương Lệ thật sự không có gì, cô phải giúp tôi giải thích với Tiểu Yến đấy, nghe thấy Từ Tịnh Nhã nói vậy thì Trần Triệu Dương nói không ngớt. Như vậy thì tạm được, anh yên tâm đi, chỉ cần anh và người phụ nữ kia không có gì. Tôi chắc chắn sẽ giúp anh giải thích. Trong vòng 10 phút, anh phải nhanh chóng tới khách sạn Thuy Hải.
hôm nay, tôi phải đính hôn với một người mà tôi không thích. Anh hãy đưa tôi rời khỏi bữa tiệc đính hôn, chỉ đơn giản vậy thôi, Từ Tịnh Nhã nói. Ôi trời, người đính hôn với cô chắc không phải là người nhà họ Phòng chứ, nghe Từ Tịnh Nhã nói xong thì Trần Triệu Dương đột nhiên kêu lên một cách kỳ lạ. Lúc đầu, các lão già của bộ tộc Hắc Sơn tự xưng là người nhà họ Phòng. Phải biết là người của bộ tộc Hắc Sơn đau thương bất nhập, trừ khi tìm được khuyết điểm của họ, nếu không thì đó chính là một con quái vật. Có trời mới biết nhà họ Phòng có quái vật như vậy hay không? Đúng là người nhà họ Phòng, nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi làm loạn buổi đính hôn của người nhà họ Phòng. Tôi chắc chắn giúp anh thuyết phục bố tôi, bảo người nhà họ Phòng không truy cứu anh nữa, Từ Tịnh Nhã nói với giọng điệu có phần không nắm chắc. Có thể thuyết phục bố của cô thì mới lạ, nghe Từ Tịnh Nhã nói những câu không đáng tin thế này, Trần Triệu Dương võ chán và chán nản nói. Trần Triệu Dương, nếu gả vào nhà họ Phòng, tôi sẽ không được hạnh phúc. Tôi mà không hạnh phúc thì chắc chắn Tiểu Tuyết sẽ không vui, Tiểu Tuyết không vui thì anh cảm thấy cuộc sống của anh có tốt được không? Từ Tịnh Nhã nhẹ giọng nói. Tôi sợ cô rồi, lát nữa tôi sẽ tới. Tốt quá rồi, tôi chờ xem màn biểu diễn của anh, thấy Trần Triệu Dương đồng ý, Từ Tịnh Nhã lập tức vui vẻ. Sau khi tắt máy, trên mặt cô ta chỉ toàn sự chua xót. Tuy rằng cô ta biết kéo Trần Triệu Dương vào vụ này không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng lúc này, cô ta chẳng có cách nào cả. Chỉ mong là Trần Triệu Dương có thể cứu được cô ta. Lúc này, Trần Triệu Dương gọi taxi đi về phía khách sạn Thụy Hải. Hôm nay, Phòng Văn Diệu cứ tươi roi rói, bởi vì hắn ta sắp kết hôn, cô dâu lại cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Vân Hải, có thể nói là tình nhân trong mộng của đám cậu ấm ở thành phố Vân Hải. Từ Tịnh Nhã được cả thành phố Vân Hải cộng nhận là người đẹp tài trí, IQ cao, đồng thời cũng có tài năng về phương diện kinh doanh. Có thể nói, xét về mặt sắc đẹp thì có thể cô ta không phải số một, nhưng trong mắt bậc cha chú của các gia tộc trong thành phố Vân Hải, Từ Tịnh Nhã chính là hình mẫu con dâu lý tưởng nhất. Một cậu ấm chỉ biết ăn chơi mà lấy được cô gái như Từ Tịnh Nhã thì quả thực là đã cống hiến cho gia tộc. Ở thành phố Vân Hải, nhà họ Phòng là gia tộc thuộc top đầu, đương nhiên lễ đính hôn của con trai gia chủ sẽ xuất hiện rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn chưa tới 8 giờ, ở cổng khách sạn Thụy Hải đã đậu bao con xế hộp đủ mọi kiểu dáng, ai cũng mặc vest đi giày da, ăn mặc cực kỳ trang trọng. Những người được mời tới tham dự lễ đính hôn thì đều rất vui mừng và phấn khởi. Tuy rằng nhà họ Phòng có thực lực mạnh mẽ, nhưng khi đứng ra tổ chức tiệc, bọn họ không hề đánh mất lễ nghi. Tất cả những người tới dự đều rất hài lòng về điểm này, cho rằng mình đã nhận được sự nể trọng. Theo lý mà nói thì nhà họ Dương không nằm trong danh sách được nhà họ Phòng mời tới dự lễ đính hôn lần này, nhưng từ khi có Dương Đức Trung, mối quan hệ giữa nhà họ Dương và nhà họ Phòng rất tốt. Dù sao những người mà Dương Đức Trung mang tới lúc trước có thực lực khá mạnh, rất dễ bắt chuyện với nhà họ Phòng. Lệ Lệ, bây giờ Trần Triệu Dương đang ở đâu? Dương Đức Trung và Dương Lệ ăn mặc long trọng tới dự lễ đính hôn, nhưng ông ta vẫn đang nghĩ về Trần Triệu Dương. Ông ta vô cùng hài lòng về Trần Triệu Dương, nếu con gái mình giữ Trần Triệu Dương ở lại được thì đây sẽ là một sự trợ giúp lớn với nhà họ Dương bọn họ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bởi vì có Kỳ Sơn Môn, có một thế lực tông môn như vậy đè đầu nên bọn họ cứ có cảm giác sẽ bị diệt tộc bất cứ lúc nào. Còn Trần Triệu Dương thì chẳng hề sợ hãi khi biết đến thế lực Kỳ Môn Sơn, hiển nhiên con bài chưa lật của anh đủ để đương đầu với nó. Đây mới thực sự là lý do mà Dương Đức Trung muốn lôi kéo Trần Triệu Dương về phe mình. Con không biết nữa, để con gọi điện thoại hỏi xem sao, thực ra Dương Lệ cũng không muốn tham gia lễ đính hôn này, nghe bố mình nói vậy, cô chỉ muốn đi tìm Trần Triệu Dương chơi ngay thôi. Sau khi bắt taxi tới khách sạn Thụy Hải, Trần Triệu Dương đi vào thẳng bên trong. Chỉ có điều anh mới đi đến cửa thì đã bị chặn lại. Thưa anh, xin hỏi anh có thiệp mời không? Người ở cửa chính là nhân viên đón khách của nhà họ Phòng, vừa rồi anh ta nhìn thấy Trần Triệu Dương bước xuống từ một chiếc taxi. Hơn nữa cách ăn mặc của Trần Triệu Dương quá quê mùa, nhà họ Phòng không thể mời người như thế tới tham dự lễ đính hôn được. Vậy nên anh ta kết luận rằng cậu thanh niên này muốn làm thân với nhà họ Phòng, hoặc là tới đây ăn trực. Anh ta không thể cho người như thế vào được, ngộ nhỡ lễ đính hôn xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ đi đời mất. Không có thiệp mời thì không được vào. Hiện giờ nhà họ Phòng đã bao trọn khách sạn Thụy Hải rồi, xin mời anh về cho, mặc dù trong mắt chỉ toàn nét khinh thường, nhưng những lời anh ta nói ra lại rất lịch sự. Tôi tới để chúc mừng, chẳng lẽ cũng không được vào sao, nghe nhân viên đón khách nói thế, Trần Triệu Dương cảm thấy bực bội.
Nếu biết trước là cần thiệp mời thì anh đã vào từ cửa sau rồi. Người này không có thiệp mà dám tới dự lễ đính hôn của nhà họ Phòng, đúng là ảo tưởng. Tôi đoán là muốn bấu víu vào nhà họ Phòng ấy mà. Một số khách khứa tới tham dự lễ đính hôn nhìn thấy cảnh này, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ về phía Trần Triệu Dương, hiển nhiên ai cũng khinh thường hành động ấy của anh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Triệu Dương đột nhiên vang lên. Alo, Lệ Lệ à, tôi đang ở cửa khách sạn Thụy Hải, ồ, các cô cũng ở đây sao? Tôi không có thiệp mời, cô ra ngoài đón tôi đi, nghe điện thoại xong, Trần Triệu Dương lập tức thở phào. Có người ra đón tôi, lúc này Trần Triệu Dương mới nói với nhân viên đón khách ở cửa. Vâng, thưa anh, nhân viên đón khách cười rồi nói, nhưng làm phiền anh đứng sang bên cạnh, đừng chắn đường những vị khách khác. Dứt lời, anh ta nở nụ cười không mấy tốt đẹp gì cả. Những khách khứa qua lại cũng cười ha ha, hiển nhiên bọn họ rất thích xem những chuyện như vậy. Đôi mắt của Trần Triệu Dương trở nên lạnh lùng, chỉ là một nhân viên đón khách mà cũng dám có thái độ ấy với anh. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cậu nói cái gì hả? Trần Triệu Dương lạnh lùng nói, đôi mắt hơi u ám. Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào, nhân viên đón khách cảm thấy rùng mình, trong mắt hiện lên nét sợ hãi. Trần Triệu Dương đang định dạy cho tên nhân viên ấy một bài học thì Dương Lệ chạy chậm tới cửa. Trần Triệu Dương, cô ấy đi tới trước mặt Trần Triệu Dương. Bị Dương Lệ chen ngang, khí thế của Trần Triệu Dương lập tức biến mất. Nhân viên đón khách cảm thấy nhẹ cả người, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất, anh ta nhìn Trần Triệu Dương đầy căm hận. Cả nhân viên đón khách và những vị khách khác đều không ngờ là lại có người ra đón Trần Triệu Dương thật, hơn nữa còn xinh đẹp như thế. Chuyện ấy khiến tên nhân viên càng thêm oán hận, vì sao một thằng chẳng có gì nổi bật như vậy lại được người đẹp yêu ái cơ chứ? Bây giờ tôi vào được chưa? Trần Triệu Dương đanh mặt nhìn nhân viên đón khách. Được rồi, xin mời, tuy rằng tên nhân viên thực. Sự không muốn anh vào, muốn làm anh xấu mặt. Nhưng anh ta không dám, lý do thì không chỉ là vì sự uy hiếp của Trần Triệu Dương. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà họ Phòng, cho dù Trần Triệu Dương có to gan đến đâu thì cũng không dám đắc tội với nhà họ Phòng. Điều mà anh ta quan tâm là cô gái vừa chạy tới đây. Được nhà họ Phòng mời tới dự lễ đính hôn thì chắc chắn là phải có thế lực không nhỏ, một nhân viên đón khách nhỏ bé như anh ta không thể đắc tội nổi. Lúc này, Trần Triệu Dương mới quyết định tha cho nhân viên đón khách, nếu không với tính cách của anh đã đá cho tên đó một cú rồi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy, tất nhiên là Dương Lệ cũng phát hiện ra điều bất thường. Không có gì, tên nhân viên đó không cho tôi vào, còn bảo tôi chắn đường nữa, Trần Triệu Dương nở nụ cười rồi thản nhiên nói. Dương Lệ sợ hết hồn, theo sự hiểu biết của cô ấy về Trần Triệu Dương, cô ấy mà tới muộn mấy phút thì e rằng mọi chuyện sẽ rất bết bát. May mà cô ấy chạy nhanh, nếu không thì chắc chắn Trần Triệu Dương sẽ đắc tội nhà họ Phòng. May là tôi tới nhanh, nhà họ Phòng lợi hại lắm đấy, nếu phá hỏng lễ đính hôn của Phòng Văn Diệu thì e rằng nhà họ Phòng sẽ không tha cho cậu, Dương Lệ nói luôn miệng, dáng vẻ như chưa hết bàng hoàng. Bộ lễ phục này hợp với cô lắm đấy, đẹp hơn mặc đồng phục bảo vệ nhiều, Trần Triệu Dương không để ý tới câu nói của Dương Lệ, mà là nhìn bộ lễ phục của cô ấy rồi nhận xét. Vậy sao? Nghe thấy lời khen của Trần Triệu Dương, Dương Lệ bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ tới những gì mà bố đã nói với mình tối qua, Dương Lệ lén nhìn Trần Triệu Dương, nhưng điều khiến cô ấy tức tối là tên khốn ấy khen cô ấy xong là lập tức chạy đi ăn uống. Hơn nữa cái dáng vẻ ăn uống của anh thật sự rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn cho chết luôn đi. Dương Lệ đi tới cạnh Trần Triệu Dương, cô ấy bực bội nói. Món này ngon lắm. Cô cũng ăn thử đi, vừa nói, Trần Triệu Dương vừa cho một miếng bánh kem vào. Miệng, sau đó cầm đĩa lên ăn như thuồng luồng. Sáng nay anh chưa ăn sáng, nếu ăn không đủ no thì lát nữa làm sao mà quậy được. Tôi không ăn, mất mặt quá đấy, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Dương Lệ cảm thấy cạn lời. Chuyện này có gì mà phải mất mặt, chẳng lẽ đồ ở đây không phải để ăn mà là để trưng bày à, Trần Triệu Dương không tán thành. Khách khứa xung quanh đều đang nhã nhặn trò chuyện với nhau, hành động của Trần Triệu Dương lập tức khiến anh trở thành tiêu điểm. Đó là ai thế? Sao lại tục tằng như vậy? Không biết nữa, trông không giống khách được mời tới. Chắc mọi người không biết đâu, tên đó không có thiệp mời, cô gái bên cạnh cậu ta đã đưa cậu ta vào. Vậy là loại trai bao rồi, thảo nào lại trắng trẻo như thế? Khách khứa xung quanh xì xào bàn tán.
Sau khi nghe lời giải thích của những người đã chứng kiến vụ việc ở cửa, mọi người đều hiểu ra thân phận của Trần Triệu Dương, nhưng ánh mắt đang nhìn anh cũng lộ rõ nét khinh bỉ. Với thính lực của Trần Triệu Dương, tất nhiên là anh nghe thấy những lời bàn tán của bọn họ. Nhưng anh chẳng hề để ý tới, miệng là của người ta, chỉ cần bọn họ không nói trước mặt anh thì anh sẽ coi như không nghe thấy. Theo thời gian trôi qua, khách khứa đã tới đông đủ, lúc này người nhà họ Phòng cũng xuất hiện. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự lễ đính hôn của con trai tôi, cảm phiền mọi người chờ đợi một lát, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, lúc này, gia chủ của nhà họ Phòng mở miệng nói. Chúc mừng Phòng gia chủ, đây đúng là một chuyện đáng mừng. Đúng thế, cũng chỉ có cậu cả nhà họ Phòng mới xứng với Từ Tịnh Nhã được thôi, thật sự là hâm mộ quá đi mất. Khách khứa rối rít chúc mừng, ai ai cũng ra sức khen ngợi Phòng Văn Diệu. Nghe những lời ấy, Phòng Vĩnh Tín cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao Từ Tịnh Nhã cũng là hình mẫu con dâu lý tưởng của ông ta, bây giờ con trai của ông ta đã cưới được người ta rồi. Nhóm Trần Triệu Dương chỉ chờ một lát là Từ Tịnh Nhã mặc bộ lễ phục dạ hội trắng nõn bước ra. Cô ta đi từ đằng sau tới, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vest trắng. Chỉ có điều trông tên đó không hợp với bộ vest cao cấp ấy, dáng người gầy guộc, sắc mặt hơi tái, bước chân chao đảo. Chỉ nhìn liếc qua là Trần Triệu Dương biết tên đó bị suy kiệt vì rượu chè gái gú, tỉnh khí bị hao mòn nghiêm trọng. Anh cảm thấy thương hại cho hắn ta, e là hôm nay hắn ta sẽ phải nhận một cú sốc lớn đây. Nhưng đáng thương thì cũng có điểm đáng ghét, từ lúc xuất hiện đến giờ, Phòng Văn Diệu không hề rời mắt khỏi Từ Tịnh Nhã. Trong ánh mắt ấy ngập tràn ham muốn chiếm hữu trắng trợn, hiển nhiên đối với hắn ta, Từ Tịnh Nhã chỉ là một cô gái mà anh ta dễ dàng có được, chẳng hề có tình cảm gì cả. Sau khi xuất hiện, Từ Tịnh Nhã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Trần Triệu Dương khắp phòng, cô ta rất sợ Trần Triệu Dương không tới. Nhưng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương đang càn quét thức ăn trong đám đông, cô ta lập tức thở dài một hơi. Trần Triệu Dương nháy mắt ra dấu với cô ta, sau đó không để ý tới cô ta nữa, chỉ cắm đầu vào ăn. Tiếp đó, khách khứa bắt đầu tặng quà đính hôn. Mặc dù chỉ là một buổi lễ đính hôn, nhưng không ai muốn mình bị vượt mặt, vậy nên tất cả đều rất cố gắng, muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phòng Vĩnh Tín. Sau khi mọi người lần lượt tặng quà hết, một giọng nói không mấy hòa hợp vang lên. Có một số người tới chỉ để ăn trực chứ không chuẩn bị quà cáp gì thì phải, người vừa lên tiếng chính là Ngụy Thân. Mặc dù Ngụy Thân bị Trần Triệu Dương lừa mất 20 triệu, còn hại gia tộc tổn thất 80 triệu, nhưng bởi vì phát hiện ra Trần Triệu Dương sớm nên hắn ta không bị phạt, ngược lại còn được tới tham dự lễ đính hôn của nhà họ Phòng cùng với người thuộc chi chính trong gia tộc. Ngụy Thân là dân bản xứ của thành phố Vân Hải, hiểu biết rất rõ về thế lực của nhà họ Phòng.